Lý do khiến Cao Khánh Dư để tâm tiếp cận Lý Tử Nhiệm. Mục đích cực kỳ đơn giản, anh ta chỉ muốn sản nghiệp khổng lồ đằng sau Lý Tử Nhiệm và nhà họ Lâm. Đương nhiên lúc này anh ta không thể trông chờ vào nhà họ Lâm. Bởi vì anh ta nghe được tin đồn rằng thế giới ngầm đã gửi một lệnh ám sát để giết người thừa kế của Diệp Lâm Quân, Đoàn Lê Quân. Dù gì thì Diệp Lâm Quân cũng đã chết nên những người thừa kế của anh cũng không thể sống nổi, khi đó Lý Tử Nhiệm sẽ gặp nguy hiểm. Ông cụ nhà họ Lâm chịu áp lực nên đang thả tin tức muốn từ bỏ đứa con gái nuôi Lý Tử Nhiệm này rồi. Dù sao thì đối thủ cũng quá mạnh, nên việc nhà họ Lâm từ bỏ Lý Tử Nhiệm để bảo vệ mình là điều bình thường. Sắp tới Lý Tử Nhiệm sẽ gặp khó khăn rất lớn. Đế chế kinh doanh do cô tự mình gây dựng sớm muộn gì cũng sẽ bị chia rẽ, vì vậy Cao Khánh Dư chủ động đi trước để chiếm lợi thế, anh ta muốn nắm hết tất cả mọi thứ của Lý Tử Nhiệm. Trên thực tế, Cao Khánh Dư cũng không phải là quý ông chút nào. Anh ta rất giỏi tính toán và làm mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu của mình. Anh ta chỉ giả vờ như một quý ông. Tôi vốn tưởng rằng cô sẽ chìm đắm trong đau đớn trước cái chết của Diệp Lâm Quân, nhưng không ngờ cô lại không thèm để ý như thế, thật sự là quá tốt rồi. Cao Khánh Dư mỉm cười. Lý Tử Nhiệm hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, có rơi nước mắt hay không cũng không có quan hệ gì với anh. Còn nữa tôi có thể tự lo được, không cần anh quan tâm. Cao Khánh Dư cười nói, Lê Nguyên, cô vẫn cần người chăm sóc cô. Từ mọi phương diện mà suy ngẫm, tốt hơn hết là có một người đàn ông chăm sóc cho cô. Tôi không cần, anh mau đi đi. Lý Tử Nhiệm nói thẳng. Thay vì rời đi, Cao Khánh Dư lại ngồi xuống ghế sofa. Cô Nguyên, cô có thể không hiểu tình cảnh của mình. Bây giờ đứa nhỏ này là tàn dư của kẻ phản bội. Mọi người đều bị trừng phạt. Ngay cả ông cụ Lâm cũng không dám thừa nhận thân phận của cô. Cao Khánh Dư mỉm cười. Hả, làm sao như vậy được chứ? Lý Tử Nhiệm tỏ vẻ ngạc nhiên. Vừa rút lời, ông cụ Lâm đã gọi đến. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm thay đổi. Ý của ông cụ Lâm rất đơn giản, để bảo được dòng họ Lâm, ông phải tách khỏi cô và đặn đò cô sau này phải cẩn thận và bảo vệ đứa trẻ. Lạch cạch. Nghe về lệnh ám sát trong thế giới ngầm, sắc mặt của Lý Tử Nhiệm thay đổi, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ông cụ Lâm luôn là một người ghét cái ác và không sợ cường quyền. Nói trắng ra, có nghĩa là trời không sợ đất. Nhưng lần này ông ta đã khuất phục. Để bảo vệ bản thân ông ta đã từ bỏ cô. Chỉ có thể nói, thế lực muốn giết chết Lê Quân vô cùng kinh người, ngay cả ông cụ Lâm không dám đụng đến cái rủi ro này. Ngay cả ông cụ Lâm cũng sợ hãi. Điều đó có nghĩa là một thảm họa sắp xảy ra. Cái gì, họ còn không buông tha cho bọn trẻ. Chí Oánh lo lắng. Ừ, làm sao họ có thể bỏ đi tàn dư của Diệp Lâm Quân? Nếu đứa trẻ này lớn lên để trả thù cho ba mình thì sao? Đừng xem thường con gái, nếu sau này trở thành nữ chiến thần thì sao? Ai có thể chống lại? Cao Khánh Dư cười nói. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh nhìn nhau, cả hai đều hoảng sợ. Lý Tử Nhiệm nghĩ đến cái gì, không hỏi mở miệng hỏi anh ta, chẳng lẽ, là anh có cách? Tôi đã đến tìm cô thì tôi nhất định phải có cách. Cao Khánh Dư mỉm cười. Anh có thể làm gì? Ngay cả ba nuôi cũng không dám đụng tới cái tai họa này. Lý Tử Nhiệm hoài nghi. Cao Khánh Dư cười bí hiểm, nếu tôi có thể đến, nghĩa là tôi có cách trên thực tế, Cao Khánh Dư thật sự không có cách gì cả. Anh ta chỉ muốn lừa gạt đi sản nghiệp của Lý Tử Nhiệm mà thôi. Cô Nguyên, mong cô mau chóng quyết định. Lệnh ám sát đã được ban ra, đồng nghĩa với việc đứa trẻ đã nguy cấp. Cao Khánh Dư từng bước đánh bại sự phòng thủ tâm lý của Đoàn Lễ Nguyên, và Chí Oánh bằng lời nói. Mặc dù họ biết rằng Diệp Lâm Quân còn sống nhưng cơ thể của anh đã vô dụng và anh vẫn đang ở nước ngoài. Bây giờ nguy hiểm đang ập đến, sự an toàn của Lê Quân chỉ có thể do cô đảm bảo. Nhưng dường như không có cách nào. Ngay cả ông cụ Lâm ngay thẳng cũng chọn cách cúi đầu, nó cho thấy những người đến để giết Lê Quân mạnh mẽ như thế nào. Đây cũng không phải những gì cô có thể xử lý. Bây giờ hy vọng duy nhất dường như là Cao Khánh Dư này. Cao Khánh Dư cười nói, tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng sẽ không lâu đâu. Lệnh ám sát được ban ra, bên kia sẽ thực hiện ngay. Chuyến bay của tôi ngày mai lúc 11 giờ, nếu không chờ được thì tôi sẽ rút lui. Trong lòng Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh đều châm xuống. Cao Khánh Dư dòi đi. Đây là thủ đoạn của anh ta, và anh ta cũng không yêu cầu Lý Tử Nhiệm đồng ý ngay tại chỗ.
hơn nữa còn cho cô một thời hạn, điều này có thể đánh gục tâm lý người ta nhiều hơn. Quả nhiên bọn người Lý Tử Nhiệm còn lo lắng hơn. Ở phía bên kia, Diệp Lâm Quân đang trên đường trở về Lạc Việt thì nhận được tin của Trấn Thiên Điện. Điện chủ, thế giới ngầm đã phát lệnh ám sát và muốn truy sát cô chủ. Bên kia tuyên bố rằng con anh sẽ không thể sống nổi. Tây Thiên Vương truyền tin cho Diệp Lâm Quân. Mắt Diệp Lâm Quân bắn ra ánh sáng lạnh. Dám động vào con anh, và lệnh ám sát này đã được ban hành ở Lạc Việt. Vì vậy, trong tương lai, nhiều tổ chức ám sát ở Lạc Việt sẽ ra tay với cô chủ. Sau khi Diệp Lâm Quân nghe xong, anh lập tức hiểu rằng kẻ ra lệnh ám sát và kẻ hãm hại anh rõ ràng là cùng một người. Đó chắc chắn là ông phó nào đó. Anh chết rồi. Nên bên kia muốn cắt cỏ tận gốc, nhất định không cho Lê Quân con đường sống. Vừa văn Diệp Lâm Quân có thể tóm người này. Anh muốn xem ai là người không cho phép mình sống. Đây cũng chính là lý do Diệp Lâm Quân đã nhờ Đông Thiên Vương truyền tin và tự thiết kế cái chết cho mình. Anh đang bí mật điều tra trong tình trạng của một người đã chết. Để đưa ông phó và các thành viên trong nhóm của ông ta ra ngoài. Bề ngoài Giang Bắc có vẻ bình lặng, nhưng thực tế dòng sóng ngầm đang dâng trào. Nhiều tổ chức ám sát đã để mắt đến thành phố này từ lâu. Bầu không khí trầm mặc khiến người ta khó thở. Lý Tử Nhiệm cảm thấy sự kinh hoàng ập đến. Dù thuê rất nhiều vệ sĩ nhưng cô biết điều đó là vô ích. Lý Tử Nhiệm nhận được tin từ đám người Khương Di Quân rằng tổ chức ám sát đang tiếp cận Lê Quân và bảo cô phải cẩn thận. Càng như vậy, Lý Tử Nhiệm càng lo lắng. Cô không quan tâm đến mọi thứ, nhưng Lê Quân này là trái tim của cô, dù phải chết thì cô cũng phải cứu được Lê Quân. Đã gần 11 giờ. Mặc dù Lý Tử Nhiệm không tin vào Cao Khánh Dư, nhưng cô quyết định thử vì sự an toàn của Lê Quân. Cô đã liên lạc với Cao Khánh Dư. Chỉ cần anh cứu được Lê Quân thì cái gì tôi cũng sẽ nghe lời anh. Lý Tử Nhiệm cuối cùng đã thỏa hiệp. Sau khi Cao Khánh Dư đến, anh ta cười nói, mặc dù hiện tại tổ chức sát thủ đã đến, nhưng hiện giờ cũng chỉ có Chỉ Mai, Hắc Báo cùng một ít tổ chức sát thủ cấp 1. Tôi có thể giải quyết bọn họ, về phần các tổ chức giết người cấp 2 thì. Cao Khánh Dư đã phân tích một lượt, nghe thấy có vẻ như tất cả đều hợp lý. Dù sao thì anh ta đắc biết mọi thứ về tổ chức sát thủ. Nghe có vẻ đúng, và chính Cao Khánh Dư cũng là người đã sắp xếp nhiều đợt sát nhân để ám sát Lê Quân. Anh ta đã đứng ra diễn kịch để dàn xếp mọi thứ. Sự thật là đã đặt ra trước mắt nên khiến hai người tin tưởng hơn. Lý Tử Nhiệm và Chỉ Oánh gặp nạn và chỉ có thể tuân theo mọi sự sắp đặt của Cao Khánh Dư. Trong đó có quyền hành của công ty Lý Tử Nhiệm. Sau khi Cao Khánh Dư nắm được quyền lực của công ty, anh ta lập Phứ Ê Huyền đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Khánh Dư đã nuốt toàn bộ tập đạo Yên Minh Cường, nhưng mà sau đó anh ta đã đột ngột biến mất. Sau khi nghe tin, Lý Tử Nhiệm như bị sét đánh. Cô đã bị lừa. MU chốt là hai người Lý Tử Nhiệm đều mong muốn cứu người mà Cao Khánh Dư lại diễn trò rất hay. Ngoài ra, anh ta là niềm hy vọng lớn nhất nên nếu Lý Tử Nhiệm không tin thì cũng phải tin. Trước đây, cô đã đoán rằng Cao Khánh Dư có thể là một kẻ lừa đảo. Nhưng mà cô buộc phải chấp nhận rủi ro ngay cả khi chỉ có một chút hy vọng thì cô vẫn muốn thử. Nhưng thực tế thật vô tình và tàn khốc. Sau khi lấy đi tập đoàn Minh Cường thì Cao Khánh Dư ngay lập tức sa thải đám người Phùng Ngọc Hân và các quản lý cấp cao khác vì muốn kiểm soát vững chắc toàn bộ công ty trong thời gian ngắn nhất có thể. Ngày hôm nay của Lý Tử Nhiệm thật sự thảm đến mức tận cùng. Nhà họ Lâm công khai cắt đứt quan hệ với cô. Đế chế kinh doanh xây dựng bao năm lại bị lừa mất. Đứa trẻ lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Sự việc Cao Khánh Dư lừa đi ông ty của Lý Tử Nhiệm nhanh chóng lan rộng. Nhưng nhà họ Lâm dù sao cũng chỉ có thể đứng nhìn, không liên quan gì đến bọn họ. Mọi người chỉ có thể lên án Cao Khánh Dư. Lãi được chế kinh doanh của Lý Tử Nhiệm đúng là có thể giúp đường làm quan của Cao Khánh Dư đã được rộng mở. Bằng cách này, sức mạnh của nhà họ Cao đã lên một tầm cao hơn. Không nói tới việc đạt tới đẳng cấp gia tộc quyền quý, ít nhất cũng phải ngang hàng với đệ nhất hoàng tộc, nhà họ Tân. Hừ, nhà họ Lâm thật sự coi tôi như một công cụ. Để tôi cưới một người phụ nữ có con sao, là đang thành tâm xúc phạm tên của tôi phải không? Nếu không phải vì tài sản của Lý Tử Nhiệm và kiêng kỵ nhà họ Lâm thì tôi sẽ đồng ý kết hôn với cô ta. Thật nực cười, cô ta thật sự cho rằng mình là thần tiên gì?
muốn trông cậy vào tôi để nuôi nấng một tàn dư, cô ta có xứng đáng không? Nó chỉ là một đứa con do tiện nhân sinh ra thôi. Đứa trẻ đó nên chết với người ba phản bội của mình, thật sự không nên sống trên đời. Tôi nghe nói rằng một tổ chức ám sát sẽ giết tàn dư này, tin tức sẽ sớm được đưa ra. Sau khi chiếm được tất cả mọi thứ, Cao Khánh Dư đã đưa ra một loạt phán xét. Lý Tử Nhiệm nhìn Cao Khánh Dư trên màn hình mà phát điên. Không biết xấu hổ, đê tiện, xúc sinh. Móng tay của Lý Tử Nhiệm cắm sâu vào lòng bàn tay. Vào thời khắc gian nguy như thế này mà vẫn muốn đến đây để hại mình. Còn nói lời ác độc như vậy. Không phải anh ta là quân tử sao? Tên này so với tiểu nhân còn tiểu nhân hơn. Chờ chồng tôi về, tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì tôi đã mất. Tiếp theo thật nguy hiểm, những người như chúng ta thật sự không thể bảo vệ được Lê Quân. Chí Oánh lo lắng đến mức cổ họng bà đã trở nên khàn khàn. Mặc dù nhà Chí đã cử một cao thủ đến để bảo vệ họ nhưng mà mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra nghiêm trọng như thế nào. Lê Quân cũng dường như biết chuyện gì đang xảy ra, mặt cô bé cũng căng ra, không nói gì. Nhìn cái tính khí quật cường kia, đúng là thật sự giống Diệp Lâm Quân y đúc. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trốn ở tầng hầm. Hy vọng bọn họ sẽ không phát hiện ra Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh ôm Lê Quân, Võ Tiêu cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống rồi trốn dưới tầng hầm EUA biệt thự. Ngay từ đầu, Diệp Lâm Quân đã sắp xếp bọn họ ở đây, tránh những cao thủ ở nước ngoài. Các tổ chức ám sát nhận được lệnh ám sát đã tập trung tại Giang Bắc. Tổng cộng có hơn một chục tổ chức ám sát cùng nhau hành động. Họ trực tiếp vượt qua những người đang khác canh gác bên ngoài và đi thẳng đến biệt thự. Chỉ là trong biệt thự không có ai. Những kẻ sát thủ đều chết lặng. Người đâu rồi? Họ đã đi đâu rồi? Rõ ràng là họ luôn ở biệt thự cũng chưa từng rời đi, tại sao mọi người biến mất không thấy tăm hơi rồi? Những sát thủ này nhìn xung quanh, nhưng họ không tìm thấy ai cả. Không, chúng ta đã nhìn theo dõi bọn họ sát sao rồi, bọn họ không thể rời đi. Khả năng duy nhất là có một tầng hầm nào đó trong phòng, chúng ta hãy mau chóng tìm thấy nói. Ở tầng hầm, Lý Tử Nhiệm nhìn camera giám sát. Nguy rồi, nếu để bọn họ phát hiện thì không hay. Lý Tử Nhiệm nhìn thấy cuộc vào camera giám sát, hoảng sợ đến nổi mồ hôi chảy ròng ròng. Căn phòng tối này tuy rằng rất bí ẩn nhưng dù sao cũng có thể sẽ bị phát hiện, điều này chỉ cần có thời gian. Những sát thủ thì giỏi nhất trong việc tìm kiếm những thứ này. Bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ta vị trí của căn phòng bí mật này thôi. Cecito. Đột nhiên màn hình của camera giám sát biến thành bông tuyết. Nó có nghĩa là họ đã phát hiện ra camera giám sát rồi. Căn phòng bí mật của biệt thự dường như đã trở nên vô dụng. Tùng tùng tùng. Nghe thấy tiếng gõ cửa từ trên cao, Lý Tử Nhiệm và những người khác căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Một khi họ bước vào, mọi người đều sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Tìm được rồi, chỉ cần cưỡng chế mở ra là được. Tất cả những sát thủ đã sẵn sàng để phá cửa mà vào. Này! Bỗng nhiên có ai đó vỗ vỗ vai sát thủ. Sát thủ quay đầu lại và nhìn thấy hai người đang đứng phía sau mình đang nhìn họ một cách lạnh lẽo. Bộp! Trước khi sát thủ lên tiếng, hắn ta đã bị một chưởng đập chết tươi. Những sát thủ khác cũng mạnh mẽ quay đầu lại. Các người là ai? Những sát thủ hỏi ngay lập tức. Diệp Lâm Quân. Cái gì? Diệp Lâm Quân, anh? Anh vẫn còn sống sao? Không thể, không phải anh đã chết rồi sao? Tất cả những sát thủ có mặt đều choáng váng. Bắc Thiên Vương. Diệp Lâm Quân nhỏ giọng hô. Cói. Bắc Thiên Vương trả lời. Giết hết. Diệp Lâm Quân đanh giọng lại hô. Người phụ trách về võ thuật Bắc Thiên Vương lập tức bắn ra. Sau hàng chục giây, không có sát thủ nào đứng vững. Bắc Thiên Vương quá mức kinh khủng, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, họ liền rời khỏi đây. Trong phòng bí mật, Lý Tử Nhiệm và những người khác vẫn đang đợi, nhưng đã lâu không có ai đến. Sau một thời gian dài chờ đợi, vẫn không có ai. Cuối cùng Võ Tiêu đã đi ra để kiểm tra. Những sát thủ đều đã biến mất và mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện này là tình huống gì? Lý Tử Nhiệm khó hiểu. Chẳng lẽ là Hạo Quân? Người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Diệp Lâm Quân. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn ở nước ngoài, và hiện tại anh đã trở thành một người tàn phế thì làm sao có thể đến cứu người?
Vậy sẽ là ai? Đang trên đường rời đi. Chúng ta phải bắt được người ở phía sau. Diệp Lâm Quân đang tìm kiếm kẻ đã phát lệnh ám sát. Bắc Thiên Vương gật đầu. Điện chủ, tôi vừa nghe một đoạn tin tức rằng Cao Khánh Dư đã lừa đi toàn bộ công ty của bà chủ. Còn có chuyện như vậy, sắc mặt của Diệp Lâm Quân thay đổi. Anh lập tức tìm Tây Thiên Vương để xác nhận. Khi biết được rằng Cao Khánh Dư thực sự đã lấy đoạt đi công ty và phá hủy danh dự của Lý Tử Nhiệm, Diệp Lâm Quân đã rất tức giận. Lại có một tiểu nhân như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy những tuyên bố công khai của anh ta, Diệp Lâm Quân càng tức điên người. Tôi muốn mạng của Cao Khánh Dư. Sát khí khát máu lóe lên trong mắt Diệp Lâm Quân. Kinh thành, trong một trang viên sang trọng xa hoa. Một bữa tiệc lớn sẽ được tổ chức vào tối nay và nhà tài trợ là Cao Khánh Dư. Sau khi anh ta thôn tính xong tập đoàn Minh Cường, thế lực gia tộc đã được nâng lên rất nhiều, trở thành đệ nhất hoàng tộc. Bây giờ danh sách các thiếu gia ở kinh thành đã được sắp xếp lại, và anh ta đang đứng đầu. Đây được coi là đường làm quan rộng mời một bữa tiệc được tổ chức đặc biệt để ăn mừng. Cậu Dư, lúc đó chúng tôi đều sợ chết khiếp, chúng tôi còn tưởng anh thật sự muốn kết hôn với Lý Tử Nhiệm đói. Thì ra anh có một thủ đoạn tuyệt vời như vậy. Mọi người dồn dập cười nói. Cao Khánh Dư hừ lạnh một tiếng, tôi cũng không phải đồ ngốc, làm sao tôi có thể cưới một người phụ nữ của người đã phản bội Lạc Việt. Còn nuôi tàn dư của anh ta, đúng là nực cười. Ha ha ha, đúng vậy, làm sao họ có thể xứng với cậu Dư được chứ? Mọi người đều đồng ý. Cậu Dư, nhiều người nói rằng anh đã lừa gạt tất cả của Lý Tử Nhiệm, anh nghĩ gì về điều này? Có người hỏi, phi, con tiện nhân kia và tiện chủng của nó đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho danh tiếng đẹp đẽ của tôi rồi. Tập đoàn Minh Cường này là đồ bồi thường cho tôi. Cái này vốn là của tôi. Cao Khánh Dư không biết xấu hổ mà nói ra điều này. Không biết xấu hổ, chết đi. Đột nhiên một tiếng quát lạnh ập đến. Âm thanh này giống như một tiếng sét trên bầu trời xanh. Toàn bộ tiệc tối đều oanh động. A, là ai? Mọi người nhìn xung quanh, tìm người đang nói chuyện. Ai dám mắng tôi không biết xấu hổ hả? Cao Khánh Dư mỉm cười. Bây giờ anh ta có sức mạnh và thân phận cao quý nên anh ta cũng không cần phải đóng vai một quân tử nữa. Dù sao thì muốn nuốt chứng tập đoàn Minh Cường đã giúp anh ta như hổ mọc thêm cánh. Cho dù người khác biết bộ mặt thật của anh ta đi nữa thì ai dám nói anh ta vô liêm sỉ chứ? Chẳng lẽ không muốn sống nữa? Là tôi. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Họ chỉ nhìn thấy hai bóng người đang đi ở lối vào của hội trường. Đối với một trong số họ thì mọi người đều vô cùng xa lạ, chưa từng thấy nó trước đây. Nhưng một người khác, anh, ma, là ma. Nhiều người ồ lên ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt thân quen. Những người phía sau không nhìn thấy, vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra. Tại sao tất cả mọi người chạy xung quanh và la hét? Cao Khánh Dư đưa mọi người đi qua nhìn xem. Từ cái nhìn này, Cao Khánh Dư gần như sợ chết khiếp. Diệp Lâm Quân, tại sao? Lại là anh, tại sao anh lại còn sống? Cao Khánh Dư loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Nhiều người ở kinh thành đã nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Mọi người muốn phát điên khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân vẫn còn sống. Diệp Lâm Quân chưa chết sao? Làm thế nào anh ta có thể sống? Hơn nữa cơ thể còn trở lại bình thường. Làm thế nào có thể như thế được? Một người chết đột nhiên xuất hiện ở Lạc Việt. Mọi người đều nghĩ tin tức là sự thật. Đội quân Côn Luân cũng đặc biệt tổ chức tang lễ cho anh, thi thể của anh cũng được hỏa táng ngay tại chỗ. Tin tức từ tất cả các nơi đều cho biết Diệp Lâm Quân đã chết. Tuyệt đối không thể sống được. Tất cả mọi người đều hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn, bọn họ muốn chạy nhưng đều không thể chạy được. Nhìn thấy một người chết xuất hiện, chuyện này kinh khủng như thế nào chứ? Diệp Lâm Quân bước về phía Cao Khánh Dư, ai nói tao đã chết? Không phải tao đây vẫn sống tốt sao? Chát chát chát, Diệp Lâm Quân vỗ mấy cái vào mặt anh ta. Tôi, ừng ực, Cao Khánh Dư nuốt nước bọt dữ dội, anh ta sợ hãi té ngã xuống đất. Anh ta kinh hãi nhìn Diệp Lâm Quân. Dù mặt hơi đau nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay. Đây là Diệp Lâm Quân còn sống. Anh chấm ANS thực sự vẫn còn sống sao? Dù anh ta không tin nhưng đó là sự thật. Cao Khánh Dư sắp nôn ra máu. Cái gì? Diệp Lâm Quân vẫn còn sống.
tất cả mọi người có mặt đều náo động. Đây sẽ là một tin tức làm bùng nổ toàn bộ Lạc Việt và thậm chí toàn thế giới. Anh chấm ANS đến đây để làm gì vậy? Cao Khánh Dư lộ ra sợ hãi lắp bắp hỏi. Trong lúc tao đi vắng, mày đã làm một số hành vi không biết xấu hổ, hãm hại danh dự và tài sản của vợ tao, nên hôm nay tao đến đây tất nhiên là muốn giết mày. Sát khí khát máu lóe lên trong mắt Diệp Lâm Quân. Giết tôi, anh không thể giết tôi. Còn nữa, dù Diệp Lâm Quân anh còn sống thì sao? Anh là kẻ phản bội Lạc Việt, anh đã bị trục xuất khỏi Lạc Việt rồi. Nếu anh để chiến thần Côn Luân Trần Hữu Đạo biết, anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không với anh không? Anh không chỉ phải trả giá bằng mạng sống của mình mà gia đình của anh cũng sẽ bị trục xuất khỏi Lạc Việt. Mặc dù Tây Phương và những người khác đã cải chính danh dự của Diệp Lâm Quân, nhưng chỉ những người trong giới quân sự mới biết điều đó. Người bình thường vẫn không biết. Diệp Lâm Quân vẫn là kẻ phản bội trong mắt mọi người. Nói đến đây, Cao Khánh Dư đã không còn sợ hãi. Diệp Lâm Quân, như vậy đi tôi sẽ cho anh một cơ hội, chỉ cần anh yên lặng rời khỏi Lạc Việt thì tôi sẽ coi như chưa từng thấy anh, cũng sẽ không vạch trần anh với chiến thần Trần Hữu Đạo. Cao Khánh Dư trịch thượng nhìn Diệp Lâm Quân, và anh ta cảm thấy rằng Diệp Lâm Quân sẽ từ bỏ. Diệp Lâm Quân cười nói, được rồi, đi vạch trần tôi với Trần Hữu Đạo đi. Chỉ cần nói rằng Diệp Lâm Quân tao đã trở lại Lạc Việt bất chấp lệnh cấm. Để anh ta đuổi tao ra ngoài. Thái độ bình tĩnh của Diệp Lâm Quân khiến Cao Khánh Dư ngạc nhiên. Anh không sợ sao? Mặc dù tôi không biết tại sao anh còn sống, cơ thể của anh cũng đã trở lại bình thường. Nhưng một khi để cho Trần Hữu Đạo biết chuyện thì anh sẽ gặp phiền phức lớn. Dù sao thì cũng là do đích thân anh ta đã áp đặt lệnh cấm không cho anh đặt chân đến Lạc Việt một lần nữa. Một khi đã đặt chân, là coi thường chiến thần Trần Hữu Đạo và coi rẻ lệnh cấm. Cao Khánh Dư hắng giọng và hét lên. Diệp Lâm Quân bật cười. Chỉ là một Trần Hữu Đạo nho nhỏ thôi mà anh cần phải để trong lòng à. Thật sự rất thú vị. Diệp Lâm Quân, anh chỉ là thủ hạ bại tướng của chiến thần Trần Hữu Đạo mà thôi, anh ta sinh ra là đã trở thành khắc tinh của anh. Anh ta có thể đánh bại anh một lần thì sẽ có thể đánh bại anh lần thứ hưu. Một khi anh gây rắc rối ở Lạc Việt và để anh ta bắt được thì anh nghĩ rằng anh vẫn có thể sống được nữa sao? Cao Khánh Dư cười lạnh. Đây cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt tại đây. Dù sao thì nhiều người ở Kinh Thành đã chứng kiến Trần Hữu Đạo đánh bại Diệp Lâm Quân. Trong suy nghĩ của mọi người, Trần Hữu Đạo mạnh hơn Diệp Lâm Quân rất nhiều. Sự xuất hiện của Diệp Lâm Quân lúc này sẽ chọc giận Trần Hữu Đạo, một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất tai hại. Cút ngay, tôi sẽ tha cho các người một mạng, Cao Khánh Dư lạnh lùng nói. Đánh, Diệp Lâm Quân ra lệnh. Chát, Bắc Thiên Vương bước tới, tát vào mặt Cao Khánh Dư một cái. Đột nhiên, da thịt bong ra, vết máu xuất hiện. Ai Cao Khánh Dư kêu thảm thiết không ngừng. Chát, Bắc Thiên Vương lại tát một cái. Máu thịt trên mặt Cao Khánh Dư đã be bét. Tiếng la hét thảm thiết như mổ heo vang vọng khắp toàn trường. Chát, lại thêm một cái tát khác. Cao Khánh Dư hoàn toàn thay đổi, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Bắc Thiên Vương lại kéo anh ta lên, từng đấm vung ra như vũ bão. Những hố máu xuất hiện ở trên người Cao Khánh Dư. Cuối cùng, Cao Khánh Dư sống không bằng chết. Dám bắt nạt vợ con tôi. Ha ha, muốn tìm chết. Trong mắt Diệp Lâm Quân bắn ra từng tia điện lạnh lão. Nghe thấy giọng nói này, mọi người toát mồ hôi lạnh, thở cũng không dám. Thật quá đáng sợ. Không ai nghĩ rằng Diệp Lâm Quân sẽ trở lại theo cách này. Thật mạnh mất. Như thể trở về từ địa ngục. Ngày thứ hai, Lý Tử Nhiệm đã rất nghi hoặc. Tập đoàn Minh Cường đã trở về tay của chính mình một lần nữa. Cao Khánh Dư bị sao vậy? Điên rồi. Phải nỗ lực rất nhiều để cướp công ty từ tay cô, nhưng rồi bây giờ lại trả lại cho cô. Không bình thường, hẳn là có người đã giúp đỡ. Giang Bắc bên này tạm thời an toàn. Nhưng mà trong giới thế giới ngầm đã bùng tất cả những sát thủ nhận lệnh ám sát nhóm người Lý Tử Nhiệm đều biến mất. Điều này khiến mọi người rất hoang mang. Những sát thủ kia đi đâu rồi? Họ đã cẩn thận điều tra nhiều lần. Nhiều lần khẳng định rằng không có ai xung quanh Lý Tử Nhiệm để bảo vệ cô. Làm thế nào những sát thủ có thể biến mất? Ai đó đã bảo vệ họ? Điều này là hoàn toàn không thể. Ngay sau đó, thế giới ngầm lại ban hành một lệnh ám sát khác. Tiền thưởng đã tăng từ 200 tỷ lên đến 2.000 tỷ.
tiền thưởng tăng gấp 10 lần. Đây là để lôi kéo một tổ chức ám sát mạnh hơn. Chắc chắn rồi, lần này lệnh ám sát được đưa ra và lần lượt từng tổ chức giết người đệ nhất ra tay. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiền đủ nhiều thì tức nhất là có thể dẫn đến nhiều tổ chức giết người ẩn giấu trong nhiều thập kỷ. Một mặt cũng có thể thấy quyết tâm giết người thừa kế của Diệp Lâm Quân mạnh đến như thế nào. Nhất định con của Diệp Lâm Quân phải chết. Lệnh ám sát lại phát ra, tra nguồn cho tôi. Xem ai ra lệnh, Diệp Lâm Quân, liên tục nhìn quan sát cuối cùng đã tìm thấy một cơ hội. Lần này, quá nhiều người đã hy sinh vì anh. Họ không thể chết một cách vô ích. Anh muốn trả thù cho họ. Anh phải tìm ra kẻ đã phát lệnh ám sát. Thật đáng tiếc, tôi hồi phục quá chậm, nếu như tôi hồi phục sớm hơn thì bọn họ sẽ không chết. Nhớ lại những cảnh khốn cùng, Diệp Lâm Quân nắm chặt tay. Bắc Thiên Vương không khỏi hỏi, điện chủ, tôi luôn luôn có một câu hỏi. Anh muốn hỏi tôi làm thế nào để khôi phục, đúng không? Diệp Lâm Quân nói, đúng, đúng vậy. Thân thể của ngài thành như vậy mà không đến một tháng đã có thể khôi phục. Hơn nữa, tôi cảm thấy được ngài so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại, tôi không thể nhìn thấu ngài rồi. Bắc Thiên Vương vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Lâm Quân nhớ lại, 8 năm trước, tôi bị hãm hại và bị giam cầm trong tù. Lúc đó, chân tay tôi bị đứt lìa, là lúc bi thảm nhất. Nhưng tôi may mắn gặp được một ân nhân trong tù, tôi muốn gọi người đó là sư phụ hơn. Người đó đã dạy tôi một bộ công pháp tu luyện cổ, mặc dù nó chưa hoàn thiện, nhưng công pháp tu luyện này lại phù hợp với tôi. Bắc Thiên Vương khó hiểu, hả? Bởi vì bộ phương pháp tu luyện này nhấn mạnh là không phá không lập nên nếu thân thể của tôi bình thường thì tôi không thể sử dụng nó được. Bắc Thiên Vương lập tức hiểu ra, cho nên lúc đó tứ chỉ của ngài bị gãy, vừa vặn phù hợp với bộ công pháp này. Đúng vậy, không lâu sau khi tôi vào tù, cơ thể tôi đã trở lại bình thường. Hơn nữa tôi đã tạo được danh tiếng trong nhà tù, và đây là lý do tôi được chọn. Diệp Lâm Quân đã kể một bí mật mà không ai biết. Lần này, điện chủ, cơ thể của ngài bị phá vỡ và tổn thương nghiêm trọng hơn, vì vậy nó càng phù hợp với công pháp tu luyện này hơn trước. Bắc Thiên Vương lập tức nghĩ đến nguyên nhân khôi phục lần này của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân gật đầu, ừ, đúng vậy. Hơn nữa, lần này tôi càng hiểu sâu hơn về phương pháp luyện công này. Thậm chí, tôi còn tự mình tạo ra tất cả những phần chưa hoàn chỉnh của công pháp tu luyện này. Cái gì? Ánh mắt của Bắc Thiên Vương như sắp bay ra ngoài. Diệp Lâm Quân chỉ mới sử dụng công pháp tu luyện chưa hoàn chỉnh mà đã trở thành chiến thần Côn Luân, bất khả chiến bại trên chiến trường. Bây giờ anh đã hoàn thành toàn bộ công pháp tu luyện thì có trời mới biết anh đã mạnh như thế nào. Vừa nhìn liền biết thiên phú của Diệp Lâm Quân đã tốt đến mức nào. Anh thậm chí còn hoàn thành công pháp tu luyện cổ. Không phải ai đã cắt bỏ chân tay đều có thể tu luyện công pháp này. Chỉ những người có thiên phú kinh người và những người đã chịu hết mọi nỗi khổ đau mới có thể làm được. Bắc Thiên Vương thay đổi sắc mặt nói, điện chủ, tôi thật sự rất tò mò sư phụ của ngài, có thực lực như thế nào lại có công pháp kinh thiên động địa như vậy. Người đó là một tồn tại cực kỳ bí ẩn. Rõ ràng là nhà tù đó không thể giam giữ nổi, nhưng người đó vẫn muốn chờ ở đó suốt đời. Diệp Lâm Quân cười nói, người đó còn không cho phép tôi gọi là sư phụ, huống chỉ là tiết lộ cho người ngoài biết chuyện tôi đã gặp người đói. À, tại sao, nhà tù đó còn có thể giam giữ một cao nhân như vậy? Bắc Thiên Vương vẻ mặt khó hiểu. Tôi không biết, không chỉ có như vậy, ngay cả trong tù, người đó cũng giả bộ không biết tôi. Không cho tôi tới gần, nói không chừng người đó là tội nhân, tiếp xúc với người đó sẽ mang tai họa. Diệp Lâm Quân nói. Điều này khiến Bắc Thiên Vương càng thêm khó hiểu. Tại sao nghe rồi lại có vẻ rất mơ hồ nhỉ? Diệp Lâm Quân lắc đầu, lúc đầu, tôi cũng cảm thấy rất bí ẩn, nếu có tiếp xúc với người đó thì sẽ gây ra rắc rối lớn cho mình. Nhưng mà sau khi tiếp xúc tôi mới biết chuyện liên quan đến thân phận của người đó, dường như tộc của người đó bị liệt vào điều cấm. Ai sinh ra cũng mang thân phận tội lỗi, những người tiếp xúc với họ cũng sẽ bị trừng phạt. Hả, còn gì nữa không? Bắc Thiên Vương hô lên. Bọn họ cũng được coi là người có kiến thức rộng rãi. Ví dụ, các thành viên của Trấn Thiên Điện tương đương với việc không tồn tại trên thế giới này. Anh ta vẫn ngạc nhiên khi biết chuyện về ân sư của Diệp Lâm Quân. Một gia tộc được liệt vào danh sách cấm, sinh ra đã là người mang tội. Tiếp xúc với họ cũng sẽ bị trừng phạt.
dòng họ này đã phải phạm phải sai lầm lớn đến như thế nào mới bị trừng phạt đến mức như vậy chứ? Tôi chưa nói với ai bí mật này khi ở trong tù. Bây giờ nghĩ lại, sư phụ của tôi đã cứu tôi 2 lần. Diệp Lâm Quân thở dài. Thế giới vẫn rất đẹp. Có nhiều người xấu, nhưng càng nhiều người tốt hơn. Có rất nhiều người tốt với anh. Có một số người là những người xa lạ. Vì những người này, anh phải sống sót và báo đáp họ đến cùng. Sau đó, ngài sẽ không gặp người đó nữa sao? Bắc Thiên Vương hỏi. Lúc đó tôi được chọn, người đó căn dặn tôi là từ đó về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, hai người coi như không quen biết nhau. Diệp Lâm Quân tỏ vẻ bất lực, vì vậy, tôi chỉ có thể gọi hai từ sư phụ, trong lòng thôi. Hiện tại ngài mạnh bao nhiêu? Bắc Thiên Vương hỏi. Đối với thế chất hiện tại của tôi thì độc dược của huyết vương điện hẳn là không ảnh hưởng gì đến tôi. Hí! Bắc Thiên Vương hít một hơi. Chất độc của huyết vương điện đã mất hàng chục năm và vô số tài nguyên và nhân lực để chế tạo. Vậy mà bây giờ nó lại không thể tạo thành mối đe dọa đối với Diệp Lâm Quân. Vậy Diệp Lâm Quân bây giờ mạnh đến mức nào? Sợ rằng Trần Hữu Đạo thậm chí không thể giơ một ngón tay trước mặt anh nữa chứ đừng nói đến việc đánh bại anh tai thật nực cười khi Trần Hữu Đạo luôn cảm thấy mình mạnh mẽ, lại muốn đấu với Diệp Lâm Quân. Ngày xưa anh đã mạnh hơn Trần Hữu Đạo mấy lần, bây giờ anh lại càng mạnh hơn. Anh ta vẫn có một cơ hội sao? Lúc này Trần Hữu Đạo cũng không nhàn rỗi. Sự chú ý của anh ta đã đổ đồn về Trấn Thiên Điện. Mặc dù vệ binh Viêm Long nói rằng anh ta không được phép động đến Trấn Thiên Điện. Nhưng Trần Hữu Đạo không khỏi tò mò. Anh ta là một người ham mê võ thuật đến mất trí, anh ta cũng là một kẻ điên cuồng chiến đấu hết mình. Nơi có những cao thủ hàng đầu là có thể thu hút anh ta. Đặc biệt là khi nghe nói có một vị Bắc Thiên Vương cai quản võ thuật ở Trấn Thiên Điện là người bất khả chiến bại. Trần Hữu Đạo luôn muốn chiến đấu với anh ta. Tôi muốn đánh bại anh ta và sau đó để anh ta dưới sự chỉ huy của tôi. Lúc này Thất Sát đi tới báo tin, chiến thần, bên ngoài có một người trung niên gọi điện thoại đến gặp ngài. Được rồi, ra ngoài xem một chút. Trần Hữu Đạo nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài, có một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu trắng. Ông ta có khuôn mặt tuấn tú và khí chất thanh tao, có cảm giác tách biệt khỏi thế giới. Sư phụ! Nhìn thấy ông ta, Trần Hữu Đạo lập tức kinh hãi. Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vào vai Trần Hữu Đạo, làm tốt lắm, vậy mà có thể ngồi trên ghế chiến thần. Hữu Đạo không làm mất mặt sư phụ, Trần Hữu Đạo khom người xuống và nói. Sư phụ của Trần Hữu Đạo gật đầu, ừ, tốt lắm. Diệp Lâm Quân có xuất thân kém cỏi. Làm sao có thể so sánh với người có xuất thân danh môn như con? Nếu con thua thì sẽ làm danh môn chúng ta rất mất mặt. Người đời nói người nghèo sinh ra quý tử, danh môn sinh ra con trai vô dụng nhưng điều sư phụ muốn chứng minh là ở thời đại này, người nghèo không thể sinh ra quý tử. Người không có xuất thân chính thống thì không thể bằng người có xuất thân danh môn được. Giọng điệu của sư phụ Trần Hữu Đạo đầy sục sôi, dường như đang chứng minh một sự thật cho thế giới. Cho nên khi biết được địa vị của chiến thần Côn Luân đã bị người không có xuất thân chính thống cướp đi thì sư phụ đã vô cùng tức giận. Sư phụ đã yêu cầu con thách đấu nhiều lần. Lần này rốt cuộc có cơ hội. Trần Hữu Đạo cười và nói, đúng vậy, mọi người đều nghĩ rằng Diệp Lâm Quân sinh ra trong đệ nhất thế gia của Lạc Việt. Nhưng mà họ lại không biết đệ nhất thế gia ở Lạc Việt không là gì đối với thân phận và xuất thân của con y. Người đàn ông trung niên mỉm cười vui vẻ. Điều quan trọng nhất là ông ta họ Phó. Đúng vậy, sư phụ của Trần Hữu Đạo là ông Phó mà Diệp Lâm Quân đang tìm kiếm. Tên thật Phó Thần Minh, mặc dù là một người trong giang hồ nhưng ông ta đã lên hàng loạt âm mưu để giết Diệp Lâm Quân. Bao gồm cả việc hợp tác với Đỗ Thiên Nhất sử dụng huyết phương điện để thu hút Diệp Lâm Quân đi, rồi dùng thuốc độc để đối phó với Diệp Lâm Quân. Cho đến thời điểm hiện tại, 2 lệnh ám sát đã được ban ra để giết chết Đoàn Lê Quân đều do ông ta ban ra. Tất cả mọi thứ đều là do ông ta điều khiển từ phía sau. Hôm đó Diệp Thần đã đấu với Diệp Lâm Quân, và nhà họ Diệp liên tục gian lận để không cho Diệp Thần thua. Họ không biết rằng so với Phó Thần Minh thì ông ta chẳng khác nào là sư phụ của họ. Để cho Trần Hữu Đạo chiến thắng, Phó Thần Minh đã thực sự làm hết sức mình, cuối cùng còn 4 người giúp đỡ anh ta trong bí mật. Diệp Lâm Quân bị đánh bại. Vì sự gian lận của họ. Mục tiêu của Phó Thần Minh rất đơn giản, Diệp Lâm Quân không đủ tiêu chuẩn để ngồi vào vị trí này,
và vị trí này chỉ có đệ tử của ông ta mới có tư cách để ngôi. Danh hiệu chiến thần Côn Luân của Diệp Lâm Quân đang cản đường chân hữu đạo. Từ khi còn nhỏ họ đã lót đường cho chân hữu đạo. Vị trí chiến thần Côn Luân này vốn thuộc về chân hữu đạo, vậy mà Diệp Lâm Quân đã cướp đi. Đây là những gì họ không muốn thấy nhất. Bởi nơi sinh ra của chân hữu đạo luôn được giấu kín ở phía sau, chứ đừng nói đến những người bình thường, thậm chí là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Đó chính là môn phiệt trong truyền thuyết. Trăm năm hào môn, ngàn năm thể gia. Nhưng mà môn phiệt càng có lịch sử lâu đời thì càng khổng lồ. Nó không chỉ đơn thuần là một dòng gia tộc hoặc giáo phái. Nó bao gồm nhiều thị tộc và giáo phái cổ xưa. Các gia tộc môn phiệt thường tồn tại từ 2 đến 3.000 năm và chúng thực sự ổn định theo thời gian. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ, rất khó để tìm được một cao thủ cấp thần, trong 18 nước thì chỉ có khoảng 100 người. Các cao thủ ở cấp tông sư thậm chí còn khó tìm hơn, giống như thân chết, chỉ cần dùng một tay là có thể đánh nổ tất cả cấp thần. Tuy nhiên, ở trong các môn phiệt thì cao thủ cấp thần có ở khắp nơi, cao thủ tông sư thì mây trên trời. Đây chính là chênh lệch, nếu cứ đơn giản so sánh về sức mạnh, thì các gia tộc ẩn thân của Lạc Việt mạnh hơn bất kỳ nước ngoài nào. Phó thần minh có giới riêng của mình và có các quy tắc riêng của họ. Bọn họ cao cao tại thượng, giống như các vị thần. Những người trong thế giới này đều là những người bò trên mặt đất. Giới sinh hoạt của những người bình thường sống là có cấp bậc thấp nhất trên thế giới. Những người như phó thần minh vô cùng khinh thường những người bình thường. Cương 1628. Người tệ nhất trong số gia tộc môn phiệt khi đặt chân đến thế giới bên ngoài này là một sự tồn tại trí cao vô thượng. Trần Hữu Đạo là người duy nhất đặt chân đến thế giới bên ngoài tầm thường này. Khi đến đây, anh ta đại diện cho người lính mới đã mãn cấp. Theo thuật ngữ của người bình thường thì có thể hiểu là sinh viên đại học đến trường tiểu học để học lại, chính là ăn ngược lại. Không chỉ sức mạnh, mà còn có huy chương danh dự ở các khía cạnh khác nhau. Lý do họ để Trần Hữu Đạo ra khỏi núi là để cho thiên hạ biết các gia tộc ẩn thế khủng khiếp như thế nào. Nó hoàn toàn nằm trên những người thuộc thế giới tầm thường này. Trần Hữu Đạo, người bắt đầu từ con số 0, quả thực rất đáng sợ, anh ta nhanh chóng xây dựng quân đội Tu La và có 3 người đệ tử khủng bố. Vốn dĩ anh ta là người có triển vọng nhất được mệnh danh là chiến thần Côn Luân, nhưng mà Diệp Lâm Quân đã xuất hiện và ngăn trở Trần Hữu Đạo. Vì vậy, phó thần minh và nơi sinh ra Trần Hữu Đạo kiên quyết không đồng ý. Trần Hữu Đạo là con cháu của danh môn thì làm sao có thể thua một người có xuất thân không chính thống như vậy. Vì lẽ đó họ luôn tìm kiếm cơ hội. Nhưng Diệp Lâm Quân đã bất khả chiến bại trong những năm gần đây. Cuối cùng, sau khi Diệp Lâm Quân cởi giáp về nhà thì ông ta đã tìm thấy cơ hội. Diệp thần lúc trước không thể bị đánh bại. Họ càng không thể bị đánh bại. Đây là vấn đề của thể diện. Nếu bị đánh bại, họ sẽ rất mất mặt. Vì vậy, họ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng Trần Hữu Đạo không thể bị đánh bại để có thể giành lấy vị trí chiến thần Côn Luân. Sau những nỗ lực không ngừng, họ đã làm được. Ông ta cũng đã giết Diệp Lâm Quân, và bây giờ anh ta muốn giết luôn cả đoàn Lê Quân để ngăn chặn hậu hoạn về sau. Điều đáng thương chính là Trần Hữu Đạo vẫn cho rằng mình đã đường đường chính chính hạ gục Diệp Lâm Quân. Làm thế nào anh ta có thể hiểu rằng tất cả những điều này là do sư phụ của mình sắp xếp? Cuối cùng thì hãy gạt tất cả những yếu tố gian lận khiến Diệp Lâm Quân thua trận sang một bên thì chuyện Trần Hữu Đạo đã đánh bại Diệp Lâm Quân, chỉ 30% trong số đó là của anh ta. Sư phụ, tại sao sư phụ lại xuống núi? Trần Hữu Đạo tỏ vẻ khó hiểu. Bởi vì trong môn phiệt đã giữ thứ lâu đời và quan trọng nhất chẳng hạn như võ thuật, y thuật. Euro ó quá ít thứ thu hút họ trong thế giới bên ngoài này. Anh ta không thể nghĩ ra tại sao ông ta lại xuất hiện. Kể từ khi được sinh ra đến năm 15 tuổi, anh ta chưa bao giờ gặp lại sư phụ của mình. Thực ra, phó thần minh đã ra khỏi núi từ lâu và đang tính kế Diệp Lâm Quân. Sư phụ chỉ đến để xem con một chút thôi. Người chiến thần Côn Luân duy nhất, oai phong nhất trong lịch sử Lạc Việt. Phó thần minh nặng nề vỗ vai Trần Hữu Đạo. Trần Hữu Đạo thở dài, đáng tiếc, Diệp Lâm Quân là người đầu tiên. Không, anh ta đã chết, con là người duy nhất. Sư phụ, con không gạt người, mặc dù con đã đánh bại Diệp Lâm Quân, nhưng nhiều người vẫn không chịu thừa nhận con, ngược lại họ còn ngưỡng mộ Diệp Lâm Quân. Trần Hữu Đạo tỏ ý nghi ngờ.
Nhiều người nói rằng anh ta có lợi thế, còn Diệp Lâm Quân thì luôn luôn chinh chiến ở bên ngoài. Bất cứ khi nào nghe thấy những lời nhận xét như vậy, Trần Hữu Đạo đều khó chịu. Phó Thần Minh hừ lạnh, hừ, một lũ ngu dốt. Đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Chiến thắng và vinh quang chỉ thuộc về kẻ mạnh, kẻ thất bại chẳng đáng là gì. Nếu họ không chấp nhận con thì con hãy chinh phục mọi thứ bằng vũ lực. Khắp người Phó Thần Minh đều là sát khí âm u. Trần Hữu Đạo thở dài, nếu Diệp Lâm Quân còn sống thì tốt rồi, con có thể đánh bại anh ta lần nữa, vậy là có thể chặn miệng của mọi người. Không thể nào, Diệp Lâm Quân sẽ không sống. Phó Thần Minh và Đỗ Thiên Nhất đã liên tục xác nhận cái chết của Diệp Lâm Quân. Thật đáng tiếc, nếu không con có thể đánh anh ta lần thứ hai. Trần Hữu Đạo cực kỳ tự tin vào sức mạnh của bản thân. Điều anh ta quan tâm là cái nhìn của người khác. Sau khi thăm Trần Hữu Đạo thì Phó Thần Minh cũng rời đi, sau đó ông ta muốn xác nhận rằng Lê Quân đã chết hay chưa. Diệp Lâm Quân và những người khác đã theo dõi các tổ chức sát thủ sát sao, lúc này có tin tức từ Tây Thiên Vương. Cô ấy nhận được lệnh ám sát dưới danh nghĩa của một tổ chức sát thủ, và cô ấy đã tìm được nguồn tin. Người ra lệnh ám sát này là Long Thanh Tình. Vì quá đau đớn khi mất con trai, Long Thanh Tình muốn giết cả gia đình Diệp Lâm Quân. Đúng lúc ông Phó đã lợi dụng điểm này của bà ta. Trên thực tế, chính ông Phó là người đứng sau chỉ huy, nhưng ông ta vô cùng cẩn trọng, tất cả mọi việc đều qua tay người khác. Diệp Lâm Quân cũng hiểu rằng Long Thanh Tình chỉ đang phát tiết, đằng sau vẫn có người. Anh muốn dùng Long Thanh Tình để tìm người đứng sau. Sau khi đối phó với hàng loạt sát thủ đang tiếp cận đoàn Lê Quân, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương lại trở về kinh thành một lần nữa. Long Thanh Tình không phải ở nhà tổ của nhà họ Diệp mà ở trong một trang viên sang trọng khác. Trong phòng, bà ta đi đi lại lại. Dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Dù sao thì lệnh ám sát đầu tiên đã thất bại, tất cả các sát thủ đã phái đi đều biến mất. Lần này mặc dù sát thủ được phái đến còn đáng sợ hơn. Nhưng bà ta lại có một cảm giác bất an mờ nhạt. Lần này nhất định phải thành công, Diệp Thần, mẹ nhất định phải trả thù cho con. Không chỉ diệt trừ Diệp Lâm Quân mà cả gia đình nó cũng phải chôn cùng. Long Thanh Tình khẩn cầu. Đừng lo lắng, mấy tổ chức ám sát được phái tới lần này rất đáng sợ. Bất kể là ai đang canh giữ, bọn họ đều phải vào đường chết. Một giọng nói vang lên. Không biết lúc nào, Phó Thần Minh đã đến nhà bà ta. Long Thanh Tình thở phào nhẹ nhõm, bà ta hỏi, ông Phó, lúc trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao những sát thủ lại biến mất? Phó Thần Minh không quan tâm đến vấn đề này lắm. Long Thanh Tình đột nhiên hỏi làm ông ta không biết trả lời như thế nào. Có lẽ là có vài cao thủ bên cạnh Lý Tử Nhiệm. Yên tâm đi, tổ chức sát thủ nhận việc lần này chính là tổ chức mấy chục năm không xuất hiện. Phó Thần Minh trông có vẻ tự tin. Dù sao thì những người đảm nhận nhiệm vụ này đều chưa từng nghe đến các tổ chức ám sát. Một khi ra tay là hoàn toàn bất khả chiến bại. Long Thanh Tình tò mò hỏi, ông Phó, ông đến từ nơi chí cao vô thượng Môn Việt Bắc An thì tại sao ông lại có hứng thú với một Diệp Lâm Quân nho nhỏ như vậy? Bên trên thế gia chính là Môn Việt. Theo hiểu biết của Long Thanh Tình thì Lạc Việt có tổng cộng 4 nhà Môn Việt. Môn Việt Bắc Lương. Môn Việt Nam Hàn. Môn Phiệt Đông Thiên, Môn Phiệt Tây Đường. Phó Thần Minh trước mặt bà ta là người đến từ Môn Phiệt Bắc An. Môn Phiệt là một thế lực mạnh mẽ kết hợp giữa thế gia và tông phái. Nắm trong tay những thứ cổ xưa của Lạc Việt. Đơn giản nhất chính là các kỹ năng võ thuật và y học. Không nói đến người bình thường, ngay cả đối với nhà họ Diệp đệ nhất thế gia cũng bị bọn họ nghiền ép đê như trở bàn tay. Vì vậy, ngay cả một nhân vật chính phái như ông cụ Lâm cũng chỉ có thể bó tay mà cắt đứt với Lý Tử Nhiệm. Họ thực sự không dám đắc tội với các thế lực Môn Phiệt. Phó Thần Minh cười nói, bởi vì Diệp Lâm Quân đã phá vỡ một số quy tắc. Ông Phó, chiến thần Trần Hữu Đạo có quan hệ với ông đúng không? Long Thanh Tình rất thông minh nên bà ta đã hỏi chuyện của Trần Hữu Đạo trước khi Phó Thần Minh gặp bà ta. Phó Thần Minh thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, cậu ấy là học trò của tôi. Nhưng cậu ấy không phải là thiếu gia hàng đầu trong Môn Việt Bắc An, cậu ta chỉ có thể coi là bậc trung lưu. Phó Thần Minh nói thêm. Hí! Long Thanh Tình hít một hơi. Môn Việt Bắc An khủng bố đến mức nào chứ? Trần Võ Đạo như vậy mà chỉ là bậc trung lưu thôi mà đã có thể giành được vị trí chiến thân. Những thế lực lánh đời này quá đáng sợ đúng không?
Quả nhiên là những người hoặc thế lực đáng sợ và mạnh mẽ nhất đều ẩn ở nơi sâu nhất. Hoặc có thể nói rằng cấp độ không đủ cho nên không thể tiếp xúc đến. Bà ta cho rằng con trai Diệp Thần của mình là người trẻ tuổi ưu tú nhất trên thế giới. Bây giờ nhìn lại thì chỉ là CS ngồi đáy giếng. Đối với các thế gia, hoàng tộc và vương tộc, để đo lường độ mạnh yếu của họ thì dựa trên các yếu tố như quyền lực hoặc sự giàu có và địa vị xã hội. Nhưng trong phạm trù của những người thuộc môn phiệt lánh đời thì thước đo độ mạnh yếu của họ lại dựa vào võ thuật. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần có võ thuật cao cường, có địa vị xã hội, cùng với sự giàu có và quyền lực, thì sẽ có mọi thứ mọi người cần. Hay là nói theo cách này, nếu võ thuật đủ mạnh thì mọi người sẽ không cần màng đến những chuyện thế gian này. Mượn Trần Hữu Đạo làm ví dụ, anh ta hoàn toàn không có chút kinh doanh nào cả, cũng không có chút bối cảnh nào. Anh ta chỉ dựa vào một đôi nắm đấm sắt thì đã bất ngờ chiếm được vị trí chiến thần Tu La. Đây là định nghĩa của võ thuật. Ở trước mặt vũ lực thì mọi thứ đều phải đầu hàng. Vì vậy, ở những môn phiệt cường đại này, mọi người đều chủ trương chuộng võ thuật. Tu thân từ nhỏ chính là luyện võ, cố gắng trở nên cường tráng. Vì lẽ đó nên mới có chuyện trong môn phiệt thì cao thủ cấp thần thấy khắp nơi, cấp tông sư thì như mây trên bầu trời. Họ sống trong giới của riêng mình và không ngại lạc lõng với xã hội hiện đại. Chỉ có siêu sức mạnh và xuất hiện trong xã hội hiện đại mới là vua. Sự xuất hiện của Trần Hữu Đạo đã chứng minh điều này. Người bình thường giống như con kiến ở trong mắt tôi, Phó Thần Minh chế nhạo. Long Thanh Tình không dám phản bác. Am! Đúng lúc này, cánh cửa trang viên bị nổ tung. Long Thanh Tình lăn ra đây. Một tiếng hét lạnh lùng truyền đến. Hàng trăm vệ sĩ bảo vệ trong trang viên lập tức lao ra ngoài. Rầm rầm rầm. Kèm theo đó là những tràng âm thanh răng rắc, từng người một bay ra. Hai bóng người đi phòng khách của trang viên, hai bên đầy người nằm la liệt. Các vệ sĩ cấp cao của nhà họ Diệp hoàn toàn không thể ngăn cản được. Trong phòng khách, sắc mặt Long Thanh Tình thay đổi rõ rệt. Ngay cả Phó Thân Minh và vài người phía sau ông ta cũng thay đổi sắc mặt. Ai dám gây rắc rối ở đây? Một lúc sau, trong phòng khách xuất hiện hai bóng người. Hả, sao mày, Diệp, Hạo Quân.sao mày vẫn còn sông chứ? Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Lâm Quân khiến Long Thanh Tình và Phó Thần Minh hoảng sơ. Dù sao thì một người đã chết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thì chắc chắn không hù được người ta mới là chuyện lại Long Thanh Tình sợ tới mức hai mắt sắp bay ra ngoài. Tôi chết thật oan ức nên tôi tới đây báo thù. Diệp Lâm Quân cười lớn. Đừng chấm tao không giết mày, không phải tao, là bọn họ. Long Thanh Tình gần như sụp đổ. Bà ta không thể tin rằng Diệp Lâm Quân còn sống. Ngay cả Phó Thần Minh. Người xuất thân từ tôn giáo cũng sững sờ gần một phút trước khi thở hổn hển và hỏi một cách khó tin, anh chấm ans chưa chết. Diệp Lâm Quân giễu cọt nhìn ông ta, ông Phó. Anh vậy mà biết tôi. Không tốt, trúng kế rồi, ông Phúc là người thông minh, ông ta liên tưởng lại tất cả mọi thứ, ngay lập tức đã phản lại. Làm sao có khả năng, ban đầu rõ ràng là anh không thể động đậy. Tất cả mọi người hộ tống anh đều đã chết hết, anh làm sao có thể sống. Nếu như hồi phục rồi thì lúc đó nên động thủ. Phó Thân Minh ngạc nhiên. Khi nói đến vấn đề này, đó là nỗi đau của Diệp Lâm Quân. Biết bao anh em đã chết vì anh. Anh hận, nếu anh có thể nhấc lên chiến đao sớm hơn thì tốt biết bao. Mọi người sẽ không chết. Thật không may, sự hồi phục của anh phải mất rất nhiều thời gian. Phó Thân Minh liếc nhìn Bắc Thiên Vương bên cạnh nói, không phải, có người đã cứu anh. Do đó anh đã tạo ra một loạt bằng chứng giả về cái chết của mình và ngay cả thuộc hạ cũ của anh cũng bị lừa. Nhưng anh đã khôi phục như thế nào? Không thể nào. Phó Thần Minh đã cử người đến kiểm tra cơ thể của Diệp Lâm Quân nhiều lần rồi, việc phục hồi là điều không thể. Cả đời này anh ta chỉ có thể nằm trên giường. Đúng nó là Diệp Lâm Quân, trong trường hợp này, ngay cả những người cao thủ nghiên cứu y thuật cổ xưa của môn phiệt Bắc An cũng không thể làm gì được. Anh đã hồi phục như thế nào? Không chết thì cũng thôi đi nhưng mà trong một thời gian ngắn mà anh ta đã được khôi phục lại như vậy. Có vô số sách cổ trong kho sách của môn phiệt Bắc An, mà ông ta cũng đã đọc rất nhiều thì cũng chưa bao giờ nghe nói về một tình huống như vậy. Ông ta biết rõ về y học hiện đại, nó cũng bó tay hết cách với tình hình của Diệp Lâm Quân. Làm sao anh làm được điều đó?
Diệp Lâm Quân mặc kệ Phó Thần Minh, nhưng ánh mắt lại rơi vào bốn người phía sau ông ta. Lúc đầu nhà họ Diệp tôi và Trần Hữu Đạo đánh nhau đến thời khắc mấu chốt là do các người ra tay giúp đỡ anh ta đúng không? Diệp Lâm Quân hỏi. AI bốn người đều sửng sốt, vô thức cúi đầu. Thật vậy, bốn người họ đã bí mật hỗ trợ Trần Hữu Đạo gian lận để đánh bại chiến thần Diệp Lâm Quân. Dù sao thì bọn họ là đệ tử của môn phiệt Bắc An nên khi Diệp Lâm Quân vạch trần bọn họ ngay tại chỗ khiến họ có chút mất mặt. Bọn họ kiêu ngạo từ trong xương. Quả nhiên là các người. Diệp Lâm Quân cười lạnh. Nói hưu nói vượn, đệ tử Trần Hữu Đạo của tôi là đường đường chính chính đánh bại anh. Chuyện đó đã được hàng ngàn người đã tận mắt chứng kiến, làm sao có người bí mật giúp đỡ. Nực cười. Đồ đệ của môn phiệt Bắc An cao quý như chúng tôi sẽ làm những thủ đoạn thấp hèn này sao? Lúc này, Phó Thần Minh làm sao có thể thừa nhận chuyện này? Phó Thần Minh chế nhạo Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân thật sự không nhìn ra được rằng Z anh vẫn còn một mặt như vậy, anh muốn tìm một cái cớ cho sự thất bại của mình. Diệp Lâm Quân cười không nói gì. Không thừa nhận nó, da mặt thật dày. Phó Thần Minh nói tiếp, anh không phải là còn muốn nói lúc đầu anh đã bị trúng độc, lại liên tục chiến đấu với Huyết Vương Điện và các cao thủ của nhà họ Diệp. Sau đó vì chúng tôi gian lận nên đệ tử của tôi may mắn thắng được anh đi. Phó Thần Minh ném tất cả các câu hỏi cho Diệp Lâm Quân. Phản công, ngược lại thì nó thật sự trở thành cái cớ cho sự thất bại của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cười nói, đúng vậy, những gì ông nói đều đúng hết. Còn một điểm nữa, thực ra lúc đó tôi đã cố tình thua Trần Hữu Đạo để muốn xem ai đang đối phó với tôi. Ha ha ha, Phó Thần Minh lập tức bật cười. Cố ý thua đồ đệ của tôi, thật là nực cười, người thua chắc chắn sẽ chỉ biết viện có. Anh sẽ không rét bao giờ có thể so sánh với đồ đệ của tôi, Phó Thần Minh chế nhạo. Lúc đầu thực lực của Diệp Lâm Quân còn mạnh hơn Trần Hữu Đạo rất nhiều, nếu không thì ông ta cũng sẽ không gian lận. Nhưng Diệp Lâm Quân lại nói rằng cuối cùng là do đã cố tình thua, đây là một sự sỉ nhục đối với Phó Thần Minh. Ông ta đã bỏ một cái giá quá lớn, tính toán rồi gian lận nhưng mà cuối cùng, Diệp Lâm Quân cho biết anh đã cố tình thua cuộc. Ông ta có thể chịu được không? Đừng nói gì nữa. Không có sự công bằng tuyệt đối trên thế giới này, đặc biệt là anh hay là người đứng đầu các chiến sĩ của Lạc Việt, anh phải thích ứng với mọi tình huống và hoàn cảnh bất ngờ có thể xảy ra. Nếu anh thua thì chính là anh thua, anh đừng có tìm lý do để bào chữa cho mình nữa. Phó Thần Minh tức giận nói. Phó Thần Minh đã đảo ngược đúng sai, thậm chí Long Thanh Tình còn tin rằng Diệp Lâm Quân đã ngụy biện cho sự thất bại của anh. Loại quý tộc thượng đẳng như các người vậy mà không biết xấu hổ. Diệp Lâm Quân hỏi, từng người một luôn miệng tự cho mình là bề trên, chảy trong mình dòng máu thiêng liêng và cao quý. Nhưng mà bây giờ những gì họ làm đều là những thứ bẩn thỉu và vô liêm sỉ nhất thiên hạ. Làm càn, dám, xúc phạm sư phụ của tôi như thế này. Muốn chết sao? Bốn người phía sau Phó Thần Minh lập tức măng mỏ, đằng đằng sát khí nhìn Diệp Lâm Quân. Bọn họ có thân phận hiển hách. Đặc biệt là sư phụ của bọn chúng có uy nghiêm tối cao. Tuyệt đối không cho phép người thường khiêu khích. Anh biết chúng tôi là ai sao? Chúng tôi là người người của môn phiệt Bắc An, cai trị thế giới bên trên. Sư đệ Trần Hữu Đạo của tôi chỉ có thể coi là tầng trung trong môn phiệt ở Bắc An, anh có biết sự khủng bố của chúng tôi không? Một số người ngay lập tức lộ ra thân phận của mình. Môn phiệt Bắc An đúng là vô cùng kinh người. Nhưng những người giống như Trần Hữu Đạo thì Diệp Lâm Quân có thể bóp chết bằng một ngón tay. Liệu anh có để họ vào mắt không? Thật là nực cười. Môn phiệt Bắc An, nếu chọc tới ông đây thì ông đây cũng sẽ hủy diệt nó. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Ngay cả Long Thanh Tình cũng không nghe nổi nữa. Diệp Lâm Quân này có điên quá không? Ngay cả môn phiệt Bắc An mà cũng không thèm để vào mắt. Anh có biết có bao nhiêu cao thủ cấp thần trong môn phiệt Bắc An không? Toàn bộ môn phiệt Bắc An có 100 hay 200, hay là mấy trăm. Các cao thủ của tông sư thậm chí còn hơn thế, có thể có hơn hàng chục người. Một mình thần chết có cấp bậc tông sư là có thể tùy tiện quét sạch đám cao thủ của Diệp Lâm Quân rồi. Môn phiệt Bắc An lại có thể xuất ra hàng chục người cao thủ có cấp bậc tông sư cùng một lúc. Đó sẽ là điều không thể tưởng tượng được. Xuất hiện trên chiến trường và thống trị tuyệt đối mọi thứ. Không ai có thể địch lại. Tại sao một Diệp Lâm Quân nho nhỏ này lại dám xem thường môn phiệt Bắc An như vậy?
Diệp Lâm Quân đừng nói những lời hoang đường đó nữa. Tôi không quan tâm anh hồi phục tốt như thế nào, nhưng đây không phải là lý do để anh khinh thường môn phiệt Bắc An. Phó Thần Minh điên cuồng quát lên. Diệp Lâm Quân giễu cợt nhìn ông ta chằm chằm, ông là sư phụ của Trần Hữu Đạo đúng không? Đúng vậy. Vậy ông hẳn là mạnh hơn anh ta nhiều nhỉ? Chắc chắn rồi. Hừ, nếu ông nói tôi không phải đối thủ của Trần Võ Đạo, vậy tôi sẽ đánh bại sư phụ của anh ta. Đồ đệ Trần Hữu Đạo, Diệp Lâm Quân đã không còn hứng thú. Vậy thì cứ đánh bại sư phụ của anh ta đi. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Diệp Lâm Quân này bị điên rồi phải không? Thực lực của anh nhiều lắm là chỉ mạnh hơn Trần Hữu Đạo thôi, vậy mà thậm chí còn dám khiêu khích Phó Thần Minh. 20 năm trước Phó Thần Minh chính là một cao thủ cấp bậc tông sư. Thực lực hiện tại còn kinh khủng hơn. Thách thức ông ta chính là đang tìm cái chết. Chỉ bằng anh mà muốn thách đấu sư phụ tôi. Anh thậm chí còn không thể đánh lại bốn người chúng tôi. Bốn đồ đệ phía sau Phó Thần Minh chế nhạo. Không chỉ có Phó Thần Minh là một cao thủ đã thành danh từ lâu mà bốn người bọn họ cũng đều là tông sư. Bốn người họ là những đệ tử giỏi nhất của Phó Thần Minh, và họ hơn hẳn Trần Hữu Đạo về sức mạnh và tài năng. Ngày hôm đó, họ đã bí mật gây nhiêu cho Diệp Lâm Quân. Nên họ có sự hiểu biết nhất định về sức mạnh của Diệp Lâm Quân. Chưa kể anh vừa bình phục sau chấn thương nặng. Làm thế nào để chống lại bọn họ được? Họ là ngũ đại tông sư. Một cao thủ tông sư là có thể chống đỡ được vạn quân. Ngũ đại tông sư trên chiến trường tuyệt đối bất khả chiến bại. Một sát khí khát máu lóe lên trong mắt Diệp Lâm Quân, vậy tôi sẽ giết các người trước, sau đó là sư phụ của các người. Ngông cuồng. Ồn ào. Chết đi. Quỳ xuống. Bốn đồ đệ của Phó Thần Minh vừa ra tay đã dùng sát chiêu của mình. Âm. Xét bốn người mang theo cuồn cuộn sát khí đâm về phía Diệp Lâm Quân. Nói chung ở Lạc Việt thì một cao thủ cấp thần đã là người có thành tựu cao nhất việc tu luyện khí công. Sức mạnh dâng trào như biển cả, khí huyết dồi dào hơn người thường rất nhiều. Cơ thể giống như những thanh cốt thép. Đây là do to tu luyện kình khí để tăng cường cơ bắp và tĩnh mạch của chính mình, tăng hiệu quả chiến đấu và tăng cường phòng thủ. Điểm khác biệt lớn nhất của cao thủ cấp tông sư là nó có thể giải phóng kình khí ra bên ngoài cơ thể và gây sát thương cho kẻ địch. Theo thuật ngữ của tông giáo thì đó là nó giải phóng năng lượng. Nó giống như một vụ nổ của một quả đạn đại bác và những làn sóng không khí phóng ra có sức sát thương cực kỳ cao. Vì vậy, ngày hôm đó, khi Diệp Lâm Quân và Trần Hữu Đạo đánh nhau, quảng trường trước nhà họ Diệp đã sụp đổ. Bốn đại cao thủ cùng nhau xông ra chém giết, nhưng mà người chưa kịp tới thì bốn cỗ năng lượng vô hình bộc phát. Giống như một gió núi đang rít lên, hay một cơn sóng thần đang ập đến. Xung quanh bọn đều có một cơn gió lớn, làm vỡ tan mọi đồ vật trong cả phòng khách. Răng rắc, tinh tinh. Các cửa sổ kính suốt trong phòng đều từng cái vỡ nát, cả phòng khách rung chuyển, như thể có một trận động đất sắp tới, và cả trang viên này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Long Thanh Tình sợ ngây người. Đây là người trẻ tuổi của các môn phiệt Bắc An sao? Quá mạnh mẽ thật sự là không thể tưởng tượng được. Cái gọi là đệ nhất thế gia ở Lạc Việt chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Lâm Quân sắp chết rồi. Tứ đại cao thủ từ bốn phương tám hướng giết chóc thẳng đến chỗ Diệp Lâm Quân. Khi Bắc Thiên Vương chuẩn bị bắt đầu, Diệp Lâm Quân lắc đầu. Đây là mối hận của anh nên anh muốn tự mình đến để làm việc đó. Chỉ là Diệp Lâm Quân cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, không có động tĩnh gì. Vẻ ngoài này rơi vào trong mắt Phó Thần Minh. Ông ta cho rằng anh đang sợ hãi đến ngẩn người. Ha ha ha, Phó Thần Minh bật cười. Ngay cả đồ đệ của ông ta cũng không thể ứng phó nổi vậy mà còn mạnh mồm muốn khiêu chiến với ông ta. Đúng là tự tìm đường chết mài. Nếu Diệp Lâm Quân anh chưa chết thì hãy để các đệ tử của tôi cho anh chết một lần nữa. Phó Thần Minh nhếch lên một nụ cười đắc thắng ở khóe miệng. Trong phút chốc, các sát chiêu của bốn người đồ đệ của Phó Thần Minh đã chuẩn bị đánh vào người của Diệp Lâm Quân. Họ tin chắc rằng Diệp Lâm Quân chắc chắn sẽ gục ngã với một cú đánh. Âm âm, âm bốn chiêu tức hung hăng đập nát cơ thể Diệp Lâm Quân, phát ra âm thanh chói tai, giống như tiếng sấm. Âm, nhưng trong một giây tiếp theo, Diệp Lâm Quân đột nhiên bùng phát sức mạnh đáng sợ. Phụt, phụt, bốn đại cao thủ đều bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, nôn ra máu dữ dội, ngã xuống đất không có động tĩnh gì. Có một sự im lặng chết chóc.
hai mắt Long Thanh Tỉnh sắp bay ra ngoài. Bất động, ngay cả bốn đại tông sư cũng không thể động đậy. Diệp Lâm Quân cũng không di chuyển có phải không? Vậy mà bốn người họ lại bay ra ngoài. Diệp Lâm Quân này phải mạnh đến mức nào chứ? Không phải anh đã chết rồi sao? Không phải anh đã bị tàn phế rồi sao? Tại sao anh lại mạnh mẽ như vậy? Phó Thần Minh cũng chết lặng. Ông ta biết bốn đồ đệ giỏi nhất của mình mạnh như thế nào. Vậy mà họ lại bị Diệp Lâm Quân đánh bay đi. Điều này này này. Không thể chấp nhận sự thật này. Anh không chỉ khôi phục thân thể, mà ngay cả thực lực của anh cũng đã hồi phục rồi sao? Sắc mặt Phó Thần Minh thay đổi rõ rệt. Làm thế nào mà có thể được? Diệp Lâm Quân bị trúng độc của huyết phương điện, lại bị thương như vậy. Nếu không chết thì cũng thôi vậy, nhưng mà làm thế nào mà anh lại có thể khôi phục cả thực lực? Ngay cả đối với một thế lực cổ xưa như môn phiệt Bắc An thì điều này cũng không thể xảy ra. Thật sự là 2-3 nghìn năm qua cũng chưa từng nghe thấy có chuyện như vậy. Làm sao ai đó trong xã hội hiện đại có thể làm được? Biết rằng những kỹ thuật y học cổ đại đều bị bọn họ làm cho lũng đoạn. Có rất ít phương pháp y học cổ xưa được truyền lại cho đến thời hiện đại. Diệp Lâm Quân đã làm như thế nào? Phó Thân Minh vô cùng tò mò. Nếu ông ta thành thục phương pháp này, nhất định sẽ được môn phiệt Bắc An trọng dụng. Một khi phương pháp này xuất thế thì chắc chắn sẽ gây chấn động thế giới. Nó thực sự là như vậy. Xét cho cùng thì phương pháp tu luyện của Diệp Lâm Quân này quá mức nghịch thiên rồi. Sự không hoàn thiện đã tạo nên chiến thần Côn Luân. Sức ảnh hưởng của nó là không thể tưởng tượng được. Diệp Lâm Quân, anh mau ngoan ngoãn nói cho tôi cách hồi phục thì tôi sẽ tha cho anh một mạng. Phó Thần Minh bắt đầu đánh chủ ý lên những công pháp nghịch thiên của Diệp Lâm Quân. Một khi để cho những người hoặc thế lực khác biết rằng Diệp Lâm Quân có tuyệt kỹ kinh thiên động địa này thì nhất định sẽ bị mọi người tranh giành cướp đi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này ai cũng hiểu cả. Phó Thần Minh đã dám nói ra điều này, điều đó đủ để chứng tỏ ông ta đủ tự tin vào thực lực của mình như thế nào. Dù cho Diệp Lâm Quân đã đánh bại tứ đại cao thủ nhưng khi đối mặt với Phó Thần Minh thì anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là trả thù. Ông đã thông đồng với người ngoài làm cho huyết phương điện xuất hiện lại để ép tôi rời đi. Diệp Lâm Quân hỏi. Đúng, thật đáng tiếc, đồ đệ của tôi được phái tới để bảo vệ vợ con của anh. Thật là đáng tiếc. Phó Thần Minh tỏ vẻ tiếc nuối. Ông cùng huyết phương điện hạ độc tôi. Đúng. Có phải ông đã phái người bí mật phá rối cuộc chiến đấu của tôi với Trần Hữu Đạo không? Chính xác. Ông là người phái người tới ám sát tôi. Đúng. Có phải ông đã vu oan cho tôi phản bội Lạc Việt và trục xuất tôi ra khỏi đây không? Tôi làm đó. 358 vị ân nhân đưa tôi rời Lạc Việt chính là bị ông thông đồng với người ngoài giết chết. Nói đến đây thì hai mắt Diệp Lâm Quân đã đỏ hoe, giọng nói khàn khàn nghẹn lại. Trận chiến bi thảm ở Bắc Minh vẫn còn sờ sờ trước mắt. 80 người vô danh ở Tây Cảnh. Một số gia tộc lớn ở Kinh Thành. Diệp Trung Lâm, người luôn mạnh mẽ đã nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Tứ Đại Thiên Vương chết rồi nhưng vẫn ôm đùi thần chết. Chiến thần Diêm La, thân thể tan nát cũng quyết không bỏ cuộc. Những khuôn mặt quen thuộc và xa lạ thoáng qua trong tâm trí Diệp Lâm Quân. Giết giết giết! Hãy trả thù cho họ! Họ không thể chết một cách vô ích như vậy. Máu không thể chảy vô ích. Phó Thần Minh nhìn anh cười nhạo nói, đúng vậy, là tôi đã lên kế hoạch hết thảy. Chỉ là một đám bò sát và kiến đã chết, thật đáng tiếc tôi không giết được anh. Phó Thần Minh hoàn toàn không coi mạng sống của những người này là đồng bào của ông ta. Cho dù những người này là đồng hương của ông Tết Diệp Lâm Quân, tôi vừa phát hiện ra rằng có rất nhiều người hận anh và muốn giết anh. Ha ha ha, chúng tôi suýt nữa là có thể ăn nhịp với nhau rồi. Phó Thần Minh cười một cách tàn nhẫn. Tên khốn kiếp Phó Thần Minh, trong lòng ông còn có Lạc Việt sao? Họ đều là đồng bào của ông mà ông lại nhẫn tâm giết hết bọn họ. Phó Thần Minh cười nói, tôi thường dạy các đệ tử một đạo lý là người yếu và người thất bại không đáng sống. Chỉ là bọn họ quá yếu, nhưng nếu mạnh hơn thì có chết không? Không, nói trắng ra, bọn họ chết vì yếu, không thể trách ai. Lời nhận xét của Phó Thần Minh khiến Diệp Lâm Quân bị sốc. Kẻ yếu có khiêu khích ông ta không? Tại sao họ không đáng sống? Đây là thời đại mà mọi người đều bình đẳng. Thời đại phân chia cấp bậc giai cấp đã qua. Vậy mà môn phiệt Bắc An của ông ta vẫn còn tuân theo nguyên tắc này. Vậy thì tôi Diệp Lâm Quân,
sẽ đánh ông ta cho đến khi ông ta nhận ra thực tế và thừa nhận sai lầm của mình. Phó Thần Minh nhìn Diệp Lâm Quân cười, chuyện cuối cùng này thật sự không liên quan gì đến tôi, là do các người quá yếu thôi. Cho dù là tôi đã gian lận thay đồ đệ thì làm sao? Còn tính toán hạ độc anh thì làm sao? Anh có thể báo thù sao? Lần này tôi giết anh rồi thì có ai biết được chứ? Phó Thần Minh mỉm cười. Giữa môn phiệt đều có nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé để tồn tại, vì mạng sống họ phải làm bất cứ điều gì có thể. Đó cũng là lý do khiến những thế lực tiềm ẩn này tách rời với xã hội bên ngoài. Mặt khác, các ràng buộc đối với bọn họ không có tác dụng, dù sao thì những người này quá mạnh. Một khi bị chọc giận là có thể tàn sát hết thảy. Ai có thể hạn chế họ? Ông có để Lạc Việt trong mắt không? Diệp Lâm Quân đã rất đau lòng. Mấy trăm anh em đều chịu oan mà chết đi. Phó Thần Minh thậm chí còn không hối hận. Phó Thần Minh giễu cợt, trong mắt tôi chỉ có chính mình. Thế giới này thuộc về kẻ mạnh, đừng nói mấy lời chó má đó với tôi nữa. Vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà ông đã hãm hại tôi và biết bao nhiêu người như thế này. Ông đúng là giỏi lắm, các anh em đang nhìn sao? Hôm nay, tôi, Diệp Lâm Quân, sẽ báo thù cho mọi người. Tôi sẽ giết tên gian ác này. Diệp Lâm Quân nhìn lên trời rồi hô to lên. Ha ha ha, Phó Thần Minh bật cười. Tôi lại cho anh một cơ hội, chỉ cần anh giao ra phương pháp giúp bản thân hồi phục thì tôi sẽ tha mạng cho anh. Phó Thần Minh cảnh báo một lần nữa. Tặc nhân, chết đi. Diệp Lâm Quân nghiến răng và bất ngờ đánh tới. Âm, một đấm của anh khí thế dữ dội. Phó Thần Minh xứng đáng là cao thủ cấp bậc tông sư trong 20 năm. Nâng cánh tay phải lên, vậy mà ông ta đã thực sự đỡ được cú đấm. Rắc rắc, nhưng dưới chân ông ta nứt ra từng mét. Vết nứt nhanh chóng lan rộng vài cây em. Cú đấm này là của tiền bối Diệp Trung Lâm. Chỉ với một cú đấm, mà khuôn mặt của Phó Thần Minh thay đổi dữ dội. Mạnh! Quá mạnh mết! Trước khi ông ta có thể phản ứng, cú đấm thứ hai đã đến. Bùm! Diệp Lâm Quân lại tung cú đấm thứ hai. Chân của Phó Thần Minh cắm sâu xuống đất, mắt cá chân của ông ta không còn có thể nhìn thấy nữa. Cú đấm này là của Diêm Lai. Ầm! Cú đấm thứ ba trúng đích. Phó Thần Minh chìm sâu hơn xuống đất, lún xuống đến bắp chân. Cú đấm này là của anh em Hải Phòng. Âm. Cú đấm thứ tư hạ xuống. Phó Thần Minh tiếp tục cắm người xuống đất cho đến đầu gối. Cú đấm này là của anh em ở Kinh Thành. Bùm. Cú đấm thứ năm lại tiếp tục hạ xuống. Cơ thể của Phó Thần Minh nhấn sâu vào đất hơn. Cú đấm này là của 80 người vô danh ở Tây Cảnh. Âm. Cú đấm thứ sáu hạ xuống. Phó Thần Minh bị ấn chìm nửa người xuống đất. Cú đấm này là của bốn anh em Lục Khấu Trọng. Âm. Quả đấm này là của anh em ở Bắc Cảnh. Âm. Cú đấm này dành cho những người đã chết thảm thương ở thị trấn Bắc Minh. Diệp Lâm Quân đứng lên ngửa mặt lên trời gầm thét, nuốt chửng núi sông. Cả chục cú đấm liên tiếp. Về phần Phó Thần Minh thì đã biến mất tại chỗ. Bởi vì ông ta đã bị Diệp Lâm Quân dùng nắm đấm như đóng đỉnh mà đóng sâu xuống đất, ngay cả đầu cũng không lộ ra, toàn bộ con người ơi vào đó, hòa vào đất. Hu hu! Long Thanh Tình đã chứng kiến tất cả, và bà ta tận mắt chứng kiến Diệp Lâm Quân đấm Phó Thần Minh chìm xuống đất, bàn tay anh giống như một cái búa, cảm giác lần lượt đóng đinh vào tường. Kinh khủng! Quá kinh khủng! Đây không phải là một người bình thường. Đó là một cao thủ tông sư 20 năm. Nếu để ông ta trên chiến trường thì ông ta chống lại sự tồn tại của một đội quân 100.000 người. Nhưng mà bây giờ ông ta đã bị đánh như thế này. Anh mạnh đến mức nào chứ? Làm thế nào mà Diệp Lâm Quân lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Anh Niết Bàn trọng sinh. Anh ta còn mạnh hơn trước đúng không? Hu hu. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, Long Thanh Tình hoàn toàn sợ hãi. Đừng tới đây, đừng tới đây. Tiếp xúc với ánh mắt kinh hãi của Diệp Lâm Quân, bà ta hoàn toàn mất tự chủ. Bà ta đã trở thành một người điên. Bắc Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, ngũ đại tông sư mà không đỡ nổi một đoàn. Anh ta lại càng sợ hãi sức mạnh của Diệp Lâm Quân hơn. Diệp Lâm Quân nhìn về phía xa và hét lên một cách điên cuồng, các người có nhìn thấy không? Tôi đã giết chết kẻ xấu xa này rồi. Không chỉ như vậy, tôi cũng sẽ tiêu diệt từng kẻ địch ở nước ngoài. Để an ủi vong linh của mọi người trên trời. Cuối cùng, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương rời đi. Ầm,
toàn bộ trang viên sụp đổ. Chỉ một chục cú đấm liên tiếp của Diệp Lâm Quân đã phá hủy hoàn toàn nền móng của toàn bộ trang viên. Đêm nay mưa gió lay động, ngũ đại tông sư đã ngã xuống. Gia chủ phu nhân của đệ nhất thế gia phát điên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh Tình, bà bị sao vậy? Khi Diệp Minh Thiên tìm thấy Long Thanh Tình thì bà ta đã phát điên. Mai mai mai. Đồng tử Long Thanh Tình giãn ra và kinh hoàng hướng về phía trước. Mau đi gọi bác sĩ. Mời thêm đại sư đến xem một chút. Nhìn dáng dấp như vậy, Diệp Minh Thiên cũng nghi ngờ rằng bà ta đã trúng tà rồi. Về phần ngũ đại tông sư đã ngã xuống thì không ai biết. Dù sao thì mọi người thậm chí còn không biết rằng một người nào đó từ môn phiệt Bắc An xuất thế. Ngoài ra, sự biến mất của Cao Khánh Dư ở kinh thành cũng đang được lan rộng. Nhất thời, bầu không khí kinh hoàng bao trùm thủ đô. Nó giống như một chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Những điều không hợp lý cũng đang xảy ra. Ngoài ra, lệnh ám sát đoàn Lê Quân cũng bị hủy bỏ, các tổ chức ám sát đó lần lượt rút lui. Không ai biết có chuyện gì. Những người như ông cụ Lâm đoán rằng có ai đó đã gây áp lực lên môn phiệt Bắc An khiến họ rút lui. Dù sao thì ông ta cũng biết lệnh ám sát lần này là do môn phiệt Bắc An ban ra. Có lẽ là do vệ binh Viêm Long của Lạc Việt hoặc những người tương tự vì nể công lao trong quá khứ của Diệp Lâm Quân mà đặc biệt gây áp lực lên môn phiệt Bắc An. Trên thực tế, chuyện kinh khủng nhất chính là thất bại của ngũ đại ốt sư, chuyện này nếu như truyền ra thì cả thiên hạ sẽ nổ tung. Ở một số nước nhỏ người ta đồn rằng một người tông sư có thể kiểm soát một quốc gia. Nói một cách cường điệu rằng một cao thủ tông sư có thể gánh cả vận mệnh đất nước. Đây chính là sức mạnh của tông sư. Ở Lạc Việt, ngay cả khi không thể nói rằng cao thủ tông sư có thể gánh cả một đất nước, nhưng chắc chắn họ có thể trở thành một chiến thần. Chẳng hạn như Trần Hữu Đạo. Nhưng Diệp Lâm Quân đã đánh bại ngũ đại tông sư. Sức mạnh của anh thật không thể tưởng tượng nổi. Trong căn cứ, Trần Hữu Đạo đầy mặt nghi hoặc, không biết sư phụ cùng các huynh đệ vì sao lại ra khỏi núi. Tôi luôn cảm thấy rằng đang có chuyện gì đó. Thất Sát lắc đầu, chiến thần, tôi không tìm thấy thông tin liên quan. Nhưng trước khi sư phụ rời đi, ông ấy đã truyền lại một bộ kỹ năng chiến đấu cho tôi phải luyện tập càng sớm càng tốt. Trần Hữu Đạo cười nói, tôi lờ mờ cảm thấy Diệp Lâm Quân vẫn còn sống. Nếu là thật, tôi phải làm cho anh ta hiểu rằng tôi chính là ngọn núi mà anh ta không bao giờ có thể vượt qua. Những người khác nhìn nhau, chúng tôi cũng cảm thấy thế này. Nếu Diệp Lâm Quân còn sống thì ngài thể đánh bại anh ta một lần nữa. Làm sao họ biết rằng đêm qua Diệp Lâm Quân đã dùng búa đập sư phụ và bốn người anh em mạnh nhất của mình? Kỹ thuật chiến đấu chết tiệt nào chứ? Sư phụ của anh ta thậm chí còn không thể nhấc nổi tay. Ông ta đã bị Diệp Lâm Quân dùng tay đấm cho đến chết. Sau khi giải quyết ông phó, Diệp Lâm Quân bắt đầu truy tìm những kẻ thù đã hợp lực với ông phó ở nước ngoài. Anh yêu cầu Tây Thiên Vương kiểm tra danh sách những người liên quan. Người đứng đầu là Đại Tống Đỗ Thiên Nhất của nước Dương. Diệp Lâm Quân nhìn danh sách và lạnh lùng nói. Đúng vậy, và việc trở lại của Huyết Vương Điện cũng là do một tay của anh ta làm. Tây Thiên Vương trả lời. Diệp Lâm Quân mím mím môi nói, cũng là người có thực lực mạnh mẽ. Lúc trước Huyết Vương Điện đã bị tôi đánh rót vậy mà còn có thể trở lại. Thật sự là lợi hại mài. Khi Huyết Vương Điện lần đầu tiên bị xóa sổ, những kẻ chủ mưu đó rõ ràng đã bị giết. Lần thứ hai họ vẫn còn sống mà đứng trước mặt Diệp Lâm Quân. Điều này khiến anh không thể tin được. Anh đã yêu cầu Tây Thiên Vương tiếp tục điều tra chuyện này. Có vẻ như Đỗ Thiên Nhất là người biết tất cả. Dù sao thì cũng là do anh ta phụ trách. Diệp Lâm Quân giễu cợt, được rồi, danh sách đã chuẩn tú bị xong, tôi sẽ đến thăm từng người trong danh sách Trấn Thiên Điện nghe lệnh. Diệp Lâm Quân hô lên. Có, Trấn Thiên Điện quỳ xuống đất. Bắt đầu đi săn. Diệp Lâm Quân ném danh sách xuống đất. Hãy cứu lấy chính nghĩa, bảo vệ sông núi, diệt trừ kẻ phản bội, diệt giặc cướp. Hành động của Trấn Thiên Điện chính thức bắt đầu. Kể từ ngày này, tất cả mọi người liên quan đến việc hãm hại Diệp Lâm Quân sẽ lần lượt bị họ tìm đến cửa. Mỗi đêm đều có người chết, biểu điễn ở mọi ngóc ngách ở nước ngoài. Tiếp theo, liên tục có những tin tức nóng hổi. Đại võ sư của nước Võ đột nhiên biến mất. Đảo chủ của hòn đảo lớn nhất trên biển của Hải Quốc đã chết. Lý Đông Tỷ, chủ tịch của tập đoàn trị giá 50.000 tỷ đã chết.
ông trùm trong thế giới ngầm của nước Phong chết. Chẳng bao lâu, ở nước ngoài đang sôi sục. Chỉ trong vài ngày, những điều như vậy đã xảy ra ở hàng chục quốc gia nước ngoài. Có vẻ như những vụ giết người đang xảy ra mỗi giây. Trong lúc nhất thời mọi người bàng hoàng. Dù sao thì những người chết đều là những ông lớn ở nước ngoài. Ai làm ra chuyện đó? Theo manh mối để lại tại hiện trường, đó chỉ có thể là Trấn Thiên Điện. Chỉ Trấn Thiên Điện mới có khả năng này. Dù sao thì những người đã thiệt mạng khi còn sống thì đều có thế lực hùng hậu hoặc là võ sĩ tài ba. Về cơ bản mọi người đều chắc chắn rằng đó là Trấn Thiên Điện. Nguồn gốc của Trấn Thiên Điện này là gì? Tại sao lại giết nhiều người như vậy? Đều là đối tác của chúng ta. Khi Đỗ Thiên Nhất phát hiện ra, anh ta đã rất sốc. Cảm giác giống như là đang nhằm vào tôi vậy. Đỗ Thiên Nhất có một linh cảm mơ hồ. Những người chết này đã quá rõ ràng. Họ đều là những người đã âm mưu với anh ta để loại bỏ Diệp Lâm Quân. Nhưng mà bây giờ tất cả họ đều đã chết. Các mũi nhọn đều nhắm vào một người, Diệp Lâm Quân. Đại tướng, cũng không nhất thiết, bởi vì trước đây những người đã chết này có xung đột ngầm với Trấn Thiên Điện. Đúng, Diệp Lâm Quân không thể còn sống được. Thần chết ra tay, thì làm sao anh ta sống được? Đám thuộc hạ nói. Đỗ Thiên Nhất lắc đầu, không, không, tốt hơn là tôi nên chuẩn bị sớm. Mặc dù Diệp Lâm Quân chắc chắn đã chết, nhưng nếu Trấn Thiên Điện nhằm vào tôi mà nếu tôi không chuẩn bị thì chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Đỗ Thiên Nhất là một người đàn ông thận trọng. Ở phía bên kia, chỉ còn ba cái tên Đỗ Thiên Nhất, Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao trong danh sách của Trấn Thiên Điện. Đi, đi nước Dương. Phía trên bầu trời, Diệp Lâm Quân nhìn đảo quốc. Nước Dương còn được gọi là đảo Đông Ca. Lần trước đến đảo Đông Ca này đã là chuyện 5 năm trước. Không vào đảo Đông Ca đã 5 năm, lần này tiến vào đảo Đông Ca để giết ba người. Đôi mắt Diệp Lâm Quân sâu thẳm. 5 năm trước. Để giải cứu một người, anh đã một mình đặt chân đến đảo Đông Ca. Một mình chiến đấu với 30.000 kẻ thù, tiêu diệt 8.000 người và cứu người thành công. Một trận chiến đã làm toàn bộ đảo Đông Ca chấn động. Đây là lý do chính khiến đảo Đông Ca vừa kiêng kỵ vừa tức giận với anh. Vì trận chiến đó, Diệp Lâm Quân đã dùng sức mình để dẫm đạp dưới chân võ thuật mà đảo Đông Ca đã tin tưởng từ khi còn nhỏ và khinh bỉ nói ở đảo Đông Ca, mọi người đều phẫn nộ với Diệp Lâm Quân. Giết chết anh thì họ mới có thể tiêu trừ nỗi đau trong lòng. Trong 5 năm, Diệp Lâm Quân không bao giờ đặt chân đến đảo Đông Ca nữa. Lần này, Mã Vương lại đến lần, đảo Đông Ca nên run rẩy. Thành phố Giang Bộ là thủ đô của đảo Đông Ca. Thành phố Giang Bộ này nổi tiếng ở châu Đông Phương vì nó có là tòa tháp cao nhất, tháp Dương Anh, cao 600 mét. Tại thời điểm này, nằm trong một trang viên tư nhân sang trọng ở thành phố Giang Bộ. Không khí nghiêm túc ngột ngạt. Trang viên nhỏ này vậy mà lại có hàng nghìn cao thủ đang vây kín. Họ đều đội những chiếc mũ rộng vành, bên hông thì treo lơ lửng thanh đao dài. Tất cả mọi người đều đội khăn mặt màu đen, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Họ đều là những võ sĩ nổi tiếng ở Giang Bộ hoặc thậm chí là các hòn đảo khác. Nghe nói đại tướng đang gặp khó khăn nên bọn họ tức tốc đến bảo vệ. Không chỉ vậy, còn có một võ sĩ mạnh nhất đang trên đường đến đây. Vụ ra tay gây chấn động của Trấn Thiên Điện gần đây đã khiến mọi người hoảng sợ. Họ sẽ không bao giờ cho phép Đỗ Thiên Nhất gặp bất cứ bất trắc gì. Bằng mọi giá, bọn họ phải đảm bảo an toàn cho Đỗ Thiên Nhất. Đỗ Thiên Nhất là người có uy vọng cực cao ở đảo Đông Ca này. Túc Chí Đa Mưa, anh ta gần như một quỷ thần. Đây là đánh giá về Đỗ Thiên Nhất. Đại tướng ngàn năm mới có một, nhưng Đỗ Thiên Nhất không có ở trang viên, anh ta đã đến một nơi khác. Ở ngoại ô thành phố Giang Bộ, trong một khu rừng trúc, có một ngôi nhà cỏ nằm sâu trong rừng trúc. Trước ngôi nhà cỏ, có một người đang quỳ, đó là Đỗ Thiên Nhất. Thật khó để tưởng tượng rằng Đỗ Thiên Nhất một đại tướng nước Dương lại quỳ gối trước người khác. Nếu người của đảo Đông Ca mà biết được thì có lẽ đã sợ đến hoa cả mắt. Ai to gan như vậy? Làm sao dám để cho các đại tướng của họ quỳ xuống đất? Điều không thể tưởng tượng hơn nữa là anh ta đã quỳ gần một ngày. Trở về đi, tôi sẽ không ra khỏi núi nữa. Một giọng nói già từ ngôi nhà cỏ. Quỷ kiếm tiền bối, hậu bối ở đây không chỉ vì sự an toàn của bản thân, mà còn vì sức mạnh của võ thuật của đảo Đông Can. 5 năm trước, người nước Lạc Việt tên Diệp Lâm Quân một người xông vào đảo Đông Ca của tôi,
30.000 võ sĩ vậy mà lại thua một người. Sau đó quân ta còn bị giết chết 8.000, rồi anh ta lại nghênh ngang bỏ đi. Trận chiến đó đã làm chấn động thế giới. Đó cũng là giây phút nhục nhã nhất của đảo Đông Ca, anh ta một mình giẫm đảo Đông Ca xuống dưới chân, và điều khiến chúng ta vừa hận vừa sợ đó là anh ta chỉ đi một mình. Đả kích đó khiến chúng ta im lặng trong giới võ thuật trong 5 năm, hiện giờ nó vẫn chưa hồi phục. Võ thuật của đảo Đông Ca đáng lẽ được cho là nằm trong top 3 của Đông Phương Châu, nhưng sau thời điểm đó, nó đã rơi khỏi top 10, tròn 50 năm trở lại. Cho đến nay, chúng ta vẫn đang cúi đầu. Nói đến đây, Đỗ Thiên Nhất đã rưng rưng nước mắt, vãn bối sợ rằng cuộc tấn công của Trấn Thiên Điện lần này sẽ giáng một đòn mạnh hơn vào đảo Đông Ca. Lần này có lẽ chúng ta phải rút lui cả 100 năm, và đảo Đông Ca của chúng ta sẽ hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên ở Đông Phương Châu. Tôi vẫn mong Quỷ Kiếm suy nghĩ kỹ lại. Mặc dù xung quanh tôi có một số cao thủ cấp tông sư, nhưng vì sự thịnh vượng và danh tiếng của đảo Đông Ca nên tôi muốn chuẩn bị không có sơ hở nào. Tiền bối Quỷ Kiếm đã rời khỏi giang hồ 50 năm, lẽ ra tôi không nên quấy rầy. Nhưng mà hậu bối không còn cách nào khác nên mới khẩn cần Quỷ Kiếm tiền bối xuống núi. Đỗ Thiên Nhất hô lên. Am! 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 Đỗ Thiên Nhất liên tiếp đập đầu xuống đất, chảy máu trán. Đỗ Thiên Nhất là một tồn tại cực kỳ điên rồ. Vì võ thuật của đảo Đông Ca và vì đảo Đông Ca, anh ta sẽ trả giá tất cả. Dù cho có dùng mọi cách để tiêu diệt Diệp Lâm Quân hay là khi anh ta phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ ô nhục nào. Mọi người không thể nói rằng anh ta đã sai, mọi người chỉ có thể nói rằng lập trường của anh ta là khác. Tất nhiên, Đỗ Thiên Nhất cũng có tư tâm của mình. Muốn sống. Những hành động gần đây của Trấn Thiên Điện khiến anh ta hoảng sợ. Vì trong số những người đã chết, có rất nhiều người đã được tống sư che chở. Nhưng mà cho dù đã có tông sư che chở, họ vẫn bị giết hại. Điều đó đã cho thấy đối thủ rất mạnh. Có khả năng không sợ tông sư và thậm chí còn có thể giết cả tông sư. Vì vậy, nếu anh ta muốn sống thì anh ta phải cố gắng hết sức mình, phải sử dụng tất cả các thẻ bảo hộ mà anh ta có thể sử dụng để bảo vệ sự an toàn của chính mình. Anh ta thậm chí còn định dùng Quỷ Kiếm để đập tan Trấn Thiên Điện và cứu lấy thể diện của đảo Đông Ca sau cú ngã lần trước. Nó có thể được gọi là kế một hòn đá trúng hai con chim. Vì võ đạo của đảo Đông Ca, tôi cầu xin Quỷ Kiếm tiền bối xuống núi. Có hàng trăm người đang quỳ sau lưng Đỗ Thiên Nhất, mọi người cầu xin không ngừng. Âm thanh như gió núi rít rào khiến rừng trúc lay động. Chim thú chạy tán loạn. Quỷ Kiếm mà họ mời là ai? Quỷ Kiếm chỉ là một cái biệt danh mà người đời đặt, tên thật là Xuyên Nhất Kỳ. Ông ta được mệnh danh là đệ nhất tông sư của đảo Đông Ca, ông ta là người mạnh nhất đảo Đông Ca tính đến thời điểm hiện tại. 60 năm trước, Xuyên Nhất Kỳ đã một mình càn quét tất cả các cao thủ tông sư ở Đông Phương Châu, căn bản không có đối thủ nào. Cho dù đối mặt với một vị cao thủ tông sư như anh ta thì ông ta cũng có thể miểu sát. Người ta đồn rằng chưa ai từng thấy ông ta xuất kiếm, bởi vì tất cả những người thấy đều đã chết. Ngay cả khi bước vào Lạc Việt, ông ta cũng đã ép võ thuật Lạc Việt khiến nó không ngóc đầu lên được. Có thể nói thời đại kia của Đông Phương Châu đều thuộc về ông ta. Một mình ông ta trấn áp võ lâm Đông Phương Châu. Ông ta đã trở thành niềm tự hào của võ thuật đảo Đông Ca. Trở thành vị thần trong tâm trí của mọi người. Nhưng vì một số lý do, Quỷ Kiếm đột ngột tuyên bố rút khỏi đấu trường và sống cuộc đời ẩn dật. Tính đến nay đã 50 năm mà vẫn chưa xuất hiện. Được. Thấy cậu một lòng vì võ thuật của đảo Đông không a, tôi đồng ý xuống núi với cậu. Giọng nói già nua vang lên trong ngôi nhà cỏ. Ha ha ha, tốt quá. Đỗ Thiên Nhất cười làn càn cười to. Có Quỷ Kiếm tông sư mạnh nhất xuống núi thì ai có thể giết anh ta chứ? Còn ai dám làm bẽ mặt võ thuật của đảo Đông Ca nữa? Bên người Đỗ Thiên Nhất có 6 người cao thủ tông sư, cộng với anh ta là tổng cộng có 7 cao thủ tông sư. Với thế trận lớn như thế này thì chắc hẳn mọi người đều phải khiếp sợ đúng không? Đúng vậy, trước đây có rất ít cao thủ cấp thần, chứ đừng nói đến cao thủ cấp tông sư. Hầu như bọn họ không bao giờ xuất hiện. Đó là bởi vì mọi quốc gia và mỗi phe phải đều không muốn để lộ những lá bài tẩy của họ. Khi không phải là thời khắc cuối cùng thì loại bài tẩy này sẽ không bao giờ bị lộ. Mặc dù các thế lực khác nhau hợp nhất để chống lại Diệp Lâm Quân. Nhưng chưa chắc ai cũng sẽ trở thành kẻ thù của nhau.
nếu để lộ cao thủ tông sư quá sớm thì chẳng phải là đang tạo mục tiêu để mọi người nhằm vào ư. Duệt. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một bóng dáng già nua bước ra khỏi ngôi nhà cỏ. Cơ thể ông ta mỏng manh bất định, như thể bị một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến ông ta ngã xuống. Nhưng không ai dám thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều nín thở nhìn ông ta đầy ngưỡng mộ. Đây là quỷ kiếm. Đó là một sự tồn tại giống như thần thánh. 50 năm trước, mà ông ta đã khủng bố như vậy, ngày hôm nay, ông ta sợ là càng ngày càng kinh người. Hoan nghênh quỷ kiếm ra khỏi núi. Đồ thiên nhất dẫn đầu hô lên. Vị này đi ra ngoài thì anh ta đã an toàn. Võ thuật đảo Đông Ca sắp nở rộ. Đảo Đông cũng sẽ thịnh vượng. Trấn Thiên Điện đến đây đi. Đỗ Thiên Nhất vô cùng tự tin. Thế còn người đã đẩy lùi võ thuật đảo Đông Ca của chúng ta đâu? Sau khi quỷ kiếm đi ra thì hỏi. Đỗ Thiên Nhất ở bên cạnh nói, quỷ kiếm tiền bối, người đó tên là Diệp Lâm Quân, anh ta là chiến thần, tồn tại duy nhất mang danh hiệu Côn Luân, nhưng mà anh ta đã bị tôi tính toán giết chết rồi. Hả, anh ta vậy mà chết rồi? Chết rồi cũng tốt. Quỷ kiếm thở dài nói. Đỗ Thiên Nhất cười nói, đây cũng là nhờ vào môn phiệt Bắc An của Lạc Việt. Hả, cái gì, môn phiệt Bắc An? Sau khi nghe những lời này, sắc mặt quỷ kiếm thay đổi rõ rệt. Giống như ông ta vừa nhìn thấy một cái gì đó đáng sợ. Quỷ kiếm tiền bối, ông bị sao vậy? Đỗ Thiên Nhất hỏi ngay. Không sao, tôi nghe nói môn phiệt Bắc An rất mạnh. Còn có ba nhà môn phiệt khác nữa. Quỷ kiếm trở lại bình thường, ông ta nhẹ nói. Đỗ Thiên Nhất cùng một đám người lập tức nhao nhao nói, bốn môn phiệt dù mạnh cỡ nào cũng không thể đánh bại thực lực của tiền bối. Quỷ kiếm không để tâm đến lời tâng bốc này. Ông ta muốn Đỗ Thiên Nhất mô tả chi tiết vụ việc. Hai người kia đâu? Quỷ kiếm hỏi. Anh ta đang đề cập đến Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao. Hai người này cũng tham gia vào toàn bộ quá trình hãm hại Diệp Lâm Quân. Đỗ Thiên Nhất đang đưa ra các đề xuất. Việc thực hiện cụ thể là của cả hai người này. Vẻ mặt của Đỗ Thiên Nhất thay đổi, hai người họ không để tâm đến chỉ thị của tôi và không coi vấn đề này là chuyện to tát. Quỷ kiếm thở dài nói, đây là chuyện bình thường. Hai người đều xuất thân danh gia vọng tộc, tổ tiên đều là tướng quân bất khả chiến bại. Đã là gia tộc võ thuật bao đời nay, nếu để họ khiếp đảm thì đó mới không bình thường. Cứ để bọn họ vây đi. Đỗ Thiên Nhất lạnh lùng nói. Dù sao thì chỉ cần anh ta an toàn là được. Một nơi nào đó cách xa khu vực trung tâm thành phố ở Giang Bộ có một biệt thự. Phong cách kiến trúc có phần cổ kính. Đây từng là biệt thự của đại tướng. Sau này nó trở thành nơi sinh sống của dòng họ võ sư qua nhiều thế hệ. Mọi người đều tôn trọng võ thuật và hiện trong gia tộc này có vô số tông sư. Đồng Tử Kiện là gia chủ hiện tại, và anh ta đã có sức chiến đấu cấp tông sư. Mai Nhất Đao cũng ở đây. Anh ta cũng là cao thủ cấp tông sư. Họ và Đỗ Thiên Nhất là tam giác sắt của nước Dương. Một văn hai võ, thiên hạ vô địch. Tuy nhiên, do những biến cố gần đây, cả hai có chút bất đồng với Đỗ Thiên Nhất. Mặc dù Đỗ Thiên Nhất là người đa mưu túc trí nhưng khuyết điểm của anh ta cũng rất rõ ràng, quá bảo thủ, anh ta chỉ khúm núm trong công việc và thường bỏ lỡ cơ hội. Đúng vậy, lúc nên mạo hiểm thì phải mạo hiểm, cả hai không khỏi nhếch mép. Trấn Thiên Điện, sợ nó làm cái gì? Nếu như họ dám đến đảo Đông Ga, tôi liền cho họ chôn thây ở lại đây. Đồng Tử Kiện cầm một thanh kiếm dài quỳ trên nệm, yên lặng chờ đợi. Phía sau anh ta đều là những võ sĩ mặc đồ đen. Đằng sau Mai Nhất Đao đều là võ sĩ mặc đồ trắng. Họ không tìm người để bảo vệ mình như Đỗ Thiên Nhất. Thay vào đó, họ chờ đợi Trấn Thiên Điện đi lên, đối đầu. Đây là tỉnh thần của võ thuật. Thậm chí, sự dẻo dai của võ sĩ còn hơn cả đất nước hiếu chiến. Theo phong cách của Trấn Thiên Điện thì nhất định sẽ đến với chúng tôi trước, nhưng không biết họ sẽ đến bằng cách nào. Mai Nhất Đao nghi ngờ hỏi. Biệt thự đại tướng này đã được bọn họ triển khai nghiêm ngặt. Quan tâm họ đến đây bằng cách nào làm gì? Cho dù từ trên trời giáng xuống cũng không thành vấn đề. Đồng Tử Kiện xem thường nói. Vào lúc này, bầu trời của thành phố Giang Bộ. Một chiếc máy bay đặc biệt của Trấn Thiên Điện bay ngang qua. Điện chủ, bên dưới là biệt thự của Đồng Tử Kiện mở cửa khoảng để tôi nhảy xuống. Được, điện chủ tôi sẽ chuẩn bị một chiếc dù cho ngài. Thuộc hạ đã bố trí một chiếc dù,
sẵn sàng khoác lên người Diệp Lâm Quân. Nhưng đến khi họ hiểu Diệp Lâm Quân sẽ hạ cánh từ trên trời xuống bằng cách nào khiến họ bất ngờ. Không, tôi chỉ nhảy xuống thôi, không cần dù. Diệp Lâm Quân đã trực tiếp từ chối. Hả? Nghe những gì Diệp Lâm Quân nói, tất cả mọi người trong cabin đều sững sờ. Nhảy thẳng xuống. Mặc dù lúc này máy bay đang bay cực thấp, nhưng mà nó ít nhất cũng 1.500 mét. Nhảy từ vị trí này. Đang muốn đùa sao? Với tốc độ của máy bay, anh trực tiếp nhảy xuống ở độ cao 1.500 mét. Mọi người sợ rằng sau đó sẽ không còn xương luôn. Phản lực cực lớn, căn bản đây không phải là điều thể tưởng tượng được. Thậm chí không phải là một tông sư cũng khó có thể làm đúng không? Tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Dù sao thì họ cũng không phải là siêu nhân. Mọi người đều có máu thịt. Thân hình của tông sư cứng như đá, khí huyết như biển, nhưng phản lực lớn như vậy không thể giữ được. Trong một lúc, mọi người đều do dự. Điện chủ vẫn là mời ngài mang dù vào đi. Như vậy sẽ an toàn, một người nói. Diệp Lâm Quân mặt lạnh không nói lên lời. Các người không nghe thấy mệnh lệnh của điện chủ sao? Mở cửa khoang ra ngay. Lập tức, lập tức, Bắc Thiên Vương tức giận nói. Rõ, một số người sợ hãi đến nỗi họ ngay lập tức mở cửa khoang. Không bao giờ dám trái lệnh. Đột nhiên, một luồng áp lực không khí khủng khiếp hút mọi thứ trong cabin. Đi đây, Diệp Lâm Quân chống tay lên lưng, từ từ bước ra khỏi cửa sập rồi nhảy thẳng xuống. Bắc Thiên Vương cũng theo sát mà nhảy xuống. Hai người đàn ông trông thư thái, như thể họ đang đi dạo. Điều này, các thành viên của Trấn Thiên Điện trong cabin biểu hiện kinh ngạc. Người điên, tất cả đều điên rồi. Thật sự quá đáng sợ dù biết rằng Điện Chủ và Bắc Thiên Vương rất mạnh. Nhưng mà họ đã nhảy từ máy bay ở độ cao 1.500 mét mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Đây có còn là con người không? Khủng bố thật là khủng bố mài. Bên trong biệt thự của Đại Tướng, hàng ngàn võ sĩ đang chờ đợi sự xuất hiện của Trấn Thiên Điện. Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao cầm thanh kiếm dài trên tay và nhắm mắt lại. Nhìn bầu trời đi, thực sự có máy bay bay ngang cùa. Đúng, đúng, quá thấp, đúng không? Cái này là nhắm vào chúng ta sao? Vào lúc này, có rất nhiều tiếng ồn ào trong đám đông. Mọi người đều nhìn về phía bầu trời. Một chiếc máy bay màu đen đang bay ngang qua ở độ cao thấp. Mọi người đều thấy rõ. Xét cho cùng, 1.500 mét, độ cao này không phải là cao đối với máy bay. Hả? Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao cũng mở mắt và nhìn lên trời. Có một chiếc máy bay đang bay ngang qua ở độ cao thấp. Bay quá thấp. Chẳng lẽ nó thật sự là máy bay của Trấn Thiên Điện? Mai Nhất Đao thuận miệng nói. Mẹ nói. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Đồng Tử Kiện có thị lực tuyệt vời, đã nhìn thấy hai điểm đen xuất hiện trên bầu trời. Rõ ràng là vừa nhảy ra khỏi cabin. Có người nhảy xuống, Mai Nhất Đao hét lên. Cụ dầm hàng ngàn võ sĩ tại hiện trường đã rút thanh kiếm của mình ra và chờ đợi. Một làn sóng sát khí lởn vởn trong nhà đại tướng. Theo quan niệm của mọi người, hai người sẽ bật dù tiếp theo và cuối cùng hạ cánh xuống gần đó. Sau đó họ sẽ xông lên rồi dùng loạn đao đánh chết. Tiếp theo, hai đốm đen ngày càng lớn và rõ hơn. Hai bóng dáng dần rõ ràng. Hai người họ rơi xuống như một thiên thạch. Oanh! Bên tai mọi người truyền đến tiếng gào thét, thậm chí có một luồng khí tức cuồng bạo ập đến. Tốc độ rơi đã phá vỡ tốc độ của âm thanh. Bọn họ vậy mà không mang theo dù. Đồng Tử Kiện hô lớn. Mai Nhất Đao trợn tròn mắt. Hàng nghìn võ sĩ có mặt chết lặng. Thế giới này điên rồi sao? Nhảy khỏi máy bay mà không có đủ. Rơi từ độ cao 1.500 mét, lại là ở trên máy bay. Vì vậy, tốc độ rơi xuống của Diệp Lâm Quân đơn giản là quá nhanh. Hình bóng mò đi, một làn sóng dài không khí được vẽ ra. Ong ong ong. Hai người rơi xuống. Mang theo quá nhiều chấn động. Toàn bộ nơi này đã nghe thấy những tiếng động khủng khiếp, phá hủy màng nhĩ của họ. Thậm chí có một đợt khí áp như trên núi Thái Sơn truyền xuống. Nhiều người suýt nữa đã ngã nhào vì khí ép. Người còn chưa đến mà đã có uy lực như thét nguy eo eo hiểm, rút đi mọi người đã cảm nhận được nguy hiểm và nhanh chóng di tản. Chỉ là tốc độ rơi quá nhanh, cũng không cho mọi người thời gian để phản ứng. Nhiều người ngẩng đầu nhìn hai bóng người từ trên trời rơi xuống.
hai người lần lượt rơi vào biệt thự của đại tướng và phát ra một loạt tiếng nổ, nó giống như hai quả đạn pháo. Dầm. Đất núi rung chuyển, trời sập đổ. Dầm. 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 Các tòa nhà trong biệt thự đại tướng đều lần lượt sụp đổ. Am bộp dầm dầm. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện, các mảnh gạch sàn nhà vỡ tung ra. Kinh hãi nhất là trong biệt thự đại tướng còn có hai cái hố lón. Nó thực sự giống như sau một cuộc bắn phá bằng đạn pháo. Biệt thự đại tướng có tuổi đời hơn 600 năm đã bị phá hủy. Phụt, 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 phụt. Điều đáng sợ hơn nữa là khoảnh khắc cả hai rơi xuống, một làn sóng xung kích cực lớn được tạo ra, hoành hành xung quanh phá hủy mọi thứ. Đúng lúc có hàng nghìn người tụ tập với nhau tạo nên một mảnh sân chật kín người. Tòa nhà sụp đổ và mọi người cũng bị đánh bay ra ngoài. Máu chảy thành sông. Tiếng kêu than ngập trời. Trong lúc nhất thời tử thương vô số, đây là sức mạnh khổng lồ được tạo ra khi rơi xuống từ độ cao lớn, giống như một quả đạn thần công. Vũ khí hình người. Tất cả những người còn lại đều nhìn về nơi nghỉ ngút khói trên sân biệt thự. Họ muốn biết sống chết của hai người đã ngã xuống. Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng khói bụi cũng tan biến, lộ ra một hình ảnh rõ ràng. Chỉ thấy hai người đứng trong hai cái hố lớn. Một người đưa tay vẫy khói, mặt đỏ bừng, khí huyết cuồn cuộn. Rõ ràng tác động của việc nhảy từ máy bay vẫn làm anh ta bị thương ở một mức độ nào đó. Đây là Bắc Thiên Vương. Mặc dù không sao nhưng nó vẫn rất xấu hổ. Mẹ nó, Bắc Thiên Vương không khỏi mắng một tiếng. Câu nói của anh ta khiến một nhóm người sợ hãi. Đồng Tử Kiện và những người khác muốn phát điên rồi. Không có dù mà nhảy xuống từ độ cao như vậy vẫn không có chuyện gì. Chỉ có chút xíu tổn thương như vậy. Quá kinh khủng. Ôi chúa ơi, khi họ nhìn thấy một người khác, họ quả thật đã phát điên. Trong mắt của họ sắp bay ra ngoài, như thể nhìn thấy một chuyện ghê gớm nào đó. Diệp Lâm Quân chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Không có một hạt bụi trên cơ thể. Nhảy xuống máy bay vậy mà anh thực sự không có việc gì. Làm thế nào mà có thể được? Anh có còn là con người không? Thể chất của anh quá nghịch thiên đi. Không thể tưởng tượng được. Ngay cả một cao thủ cấp tông sư cũng không dám nhảy từ độ cao 1.500 mét mà không dùng dù, đúng không? Trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đã bước vào sân. Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao ngẩn ngơ nhìn họ. Phải mất cả phút để mọi người mới có thể phản ứng, nhưng mà sau khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân trước mặt họ thì họ lại choáng váng. Sao người này quen thế? Diệp! Diệp Lâm Quân! Mày! Bọn Mai Nhất Đao cứ như bị mất khống chế vậy, trong miệng anh ta cứ lẩm bà lẩm bẩm, không biết là muốn nói gì. Cả người thất tha thất thểu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất. Sắc mặt của Đồng Tử Kiện cũng thay đổi nhanh, là mày. Diệp Lâm Quân, mày còn sống sao? Hít lời khẳng định của hai người làm cho mấy trăm người còn lại ở đó đều phải hít vào một ngụm khí. Vẻ mặt của từng người bọn họ đều trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Chuyện kinh khủng của đời này chính là chuyện hồi nãy vừa xảy ra. Nhưng càng kinh khủng hơn là người này lại là Diệp Lâm Quân. Không những không chết mà còn đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Mà 5 năm trước đã đánh với Diệp Lâm Quân một trận ở đảo Đông Ca. Một người đã đánh bại 30.000 võ sĩ. Là một sự sỉ nhục vô cùng lớn lao với đảo Đông Ca, và phải chịu hậu quả rút lui 50 năm. Vì vậy các võ sĩ ở đảo Đông Ca luôn khắc sâu hình dáng của Diệp Lâm Quân vào trong đầu. Hễ là võ sĩ của đảo Đông Ca, nhất định sẽ đặt mục đích phải giết được Diệp Lâm Quân. Giết được Diệp Lâm Quân đã trở thành sứ mạng của bọn họ. Có thể thấy được bọn họ hận Diệp Lâm Quân như thế nào. Vì vậy vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân, mọi người mới như phát điên phát dại lên. Đó là một sự sợ hãi cùng thù hận đã khắc sâu vào xương cốt. Là quỷ sao, mọi người đều nghĩ như vậy. Đã nhiều lần xác nhận rằng Diệp Lâm Quân đã chết rồi. Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt của mọi người. Thật là khó tin rồi. Không, anh ta chính là Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân vẫn chưa chết. Tôi hiểu rồi, Chấn Thiên Điện chính là Diệp Lâm Quân. Bọn Mai Nhất Đao phản ứng lại nhanh nhất. Liên tục vang lên những tiếng kinh hô. Anh ta nhìn thấu mọi việc. Lại càng hiểu rõ thân phận mới của Diệp Lâm Quân, chủ của Chấn Thiên Điện. Sao cơ, anh ta chính là chủ của Chấn Thiên Điện sao?
đồng tử của Đồng Tử Kiện co lại, cả người đều ngơ ngẩn ra. Ngày Trấn Thiên Điện xuất hiện làm cho mọi người tưởng rằng Diệp Lâm Quân đã chết rồi, không có ai đè ép nữa mới lại trồi lên mặt nước. Không ngờ được Trấn Thiên Điện lại chính là Diệp Lâm Quân. Nhưng mà nghĩ như vậy, toàn bộ đều đã được giải quyết. Đầu tiên là sự biến mất của thần chết. Sau đó là một loạt hành vi của Trấn Thiên Điện. Cùng với những người bị giết chết gần đây, đều tham gia vào kế hoạch hãm hại Diệp Lâm Quân. Điều này chỉ có thể nói rõ được là do Diệp Lâm Quân đang báo thù. Bây giờ toàn bộ đã sáng tỏ rồi. Bọn họ khổ sở đợi Trấn Thiên Điện vậy lại là Diệp Lâm Quân. Giết! Diệp Lâm Quân ra lệnh một tiếng. Bắc Thiên Vương đã hành động rồi. Anh ta như hóa thành tu la vậy, nhảy vào trong đám người, lấy đi mạng sống. Giết! Giết bọn họ! Những võ sĩ có đầy sinh lực không hề sợ hãi chút nào, tới tấp xông lên phía trước. Chém giết với Bắc Thiên Vương. Diệp Lâm Quân, nếu như mày đã còn sống, bọn tao sẽ giết mày thêm lần nữa. Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao rút ra một thanh mã tấu hướng về phía Diệp Lâm Quân. Chiến trường chia thành hai. Rất nhanh, đã sắp kết thúc trận đấu. Mấy trăm võ sĩ không có người nào có thể chạy thoát khỏi tay của Bắc Thiên Vương, toàn bộ ngã vào giữa vũng máu. Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao đã làm gãy thanh mã tấu. Hai người bị Diệp Lâm Quân hất tay một cái, vứt thẳng lên trời. Trong mắt hai người tràn ngập sự kinh hãi. Tao nói cho mày biết Diệp Lâm Quân. Mày có lợi hại hơn nữa, cũng không giết được cả một đội quân lớn đâu. Đúng vậy, thậm chí mày còn đừng hòng ra khỏi đảo Đông Ca. Hai người đối mặt với cái chết còn muốn cậy mạnh, còn muốn lấy Đỗ Thiên Nhất đe dọa Diệp Lâm Quân. Đáng tiếc là các người không nhìn thấy được rồi. Diệp Lâm Quân hung hăng đánh hai người, máu tươi bắn ra tung tóe, đầu nổ tung. Anh lạnh lùng, nghiêm mặt nói, đã giải quyết được hai anh em kia rồi, giờ chỉ còn Đỗ Thiên Nhất nữa thôi. Giải quyết xong hai người, Diệp Lâm Quân bắt đầu đi tìm kiếm Đỗ Thiên Nhất. Không đề cập đến môn phiệt Bắc An sau lưng ông phó, dựa trên trình độ mà tính thì Đỗ Thiên Nhất là chính là đứng đầu. Cho dù chưa từng giao đấu trực diện với Đỗ Thiên Nhất. Nhưng những lời đồn thổi về Đỗ Thiên Nhất, Diệp Lâm Quân đều đã nghe qua không ít. Còn cả đội quân ở đảo Đông Ca nổi tiếng khắp châu Á. Bắc Thiên Vương đứng bên cạnh nói, xem xét từ chuẩn bị của hai người bọn họ, thì bọn họ vẫn luôn đợi chúng ta, đặc biệt Đỗ Thiên Nhất là một lão già âm hiểm, sợ rằng đã sắp xếp thiên la địa võng để đợi chúng ta rồi. Diệp Lâm Quân cười lạnh nói, thế thì sao cơ chứ? Diệp Lâm Quân tôi đây muốn giết người, ai có thể ngăn cản được? Trong phủ quân sư của Đỗ Thiên Nhất, trong lúc này đã tụ tập được 3.000 võ sĩ, trong đó có rất nhiều người đạt cấp bậc thần. Vì để bảo vệ sự an toàn của bản thân, Đỗ Thiên Nhất lấy toàn bộ những người đã được giấu kín ra. Đặc biệt bây giờ còn mời được đệ nhất xuyên kỳ trảm đạo của đảo Đông Ca đến. Đỗ Thiên Nhất vững như núi Thái Sơn. Đúng rồi, tin tức bên Đồng Tử Kiện như thế nào rồi? Đỗ Thiên Nhất hỏi. Tạm thời chưa có. Dựa vào báo cáo trinh thám của chúng ta, Trấn Thiên Điện vẫn chưa có hành động gì. Quỷ Kiếm ngồi trên đệm cách đó không xa hỏi, Trấn Thiên Điện có đến thật không? Có, tôi có dự cảm rất mạnh. Đỗ Thiên Nhất rất chắc chắn mà nói. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần đánh bại được Trấn Thiên Điện trong trận chiến này, thậm chí là giết được Trấn Thiên Điện, đảo Đông Ga chúng ta sẽ trở về đỉnh cao. Quỷ Kiếm biếng nhác mà dương mắt, trong mắt bắn ra hai tia sáng, được. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Hồi sinh đảo Đông Ca chúng ta một lần nữa. Có những lời này của Quỷ Kiếm. Đỗ Thiên Nhất liền cảm thấy yên tâm. Trấn Thiên Điện không có gì phải sợ cả. Bây giờ ông ta chỉ sợ Trấn Thiên Điện không đến mà thôi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Vẫn không nhận được tin tức của Trấn Thiên Điện. Càng không có tin tức của Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao. Có phải bọn họ xảy ra chuyện rồi không? Euro ó người lên tiếng. Âm ầm. Vừa dứt lời, một âm thanh bùng nổ vang trời vang khắp phòng. Cửa đá nặng 5 tấn của phủ quân sư lại ầm ầm sụp đổ. Là bị một người đá cho sập. Tiếng động vô cùng lớn như là núi sập vậy. Âm ầm. Toàn bộ phủ quân sư đều bị rung động, hồ nước nhân tạo nổi sóng dữ dội. Có người đến rồi. Nháy mắt, toàn bộ mấy nghìn võ sĩ đang nửa quỳ trong sân đều đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào cổng.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Xuyên Kỳ Trảm Đạo đột nhiên mở to, trong đôi mắt lóe lên hai tia sáng. Bịch, bịch, đột nhiên có một vật bất ngờ xông vào từ phía xa. Tốc độ vô cùng nhanh, làm cho tất cả mọi người không thấy được gì. Xoạt, xoạt, xoạt. Những người võ sĩ đứng hàng đầu dẫn tới tấp dùng mã tấu chém vào vật tập kích bất ngờ đó. Ngay tức khắc, vật tập kích đó bị xé tách, vô số khối rơi trên mặt đất. Sao cơ, quân của Đồng Tử Kiện, quân của Mai Nhất Đao. Lúc mọi người nhìn thấy rõ được vật tập kích đó là gì liền trở nên sợ hãi. Con mẹ nó chứ đây chính là hai người Đồng Tử Kiện mà ngay cả vẻ mặt của Đỗ Thiên Nhất cũng biến sắc. Vậy chứng tỏ rằng hai người họ đã thất bại rồi. Quả nhiên Trấn Thiên Điện thực sự rất kinh khủng. Đây chính là hai vị bậc thầy, dưới trướng còn có hơn 1.000 võ sĩ, có rất nhiều cao thủ. Quỷ Kiếm híp mắt nhìn lên trước. Khóe miệng của ông ta khẽ nhếch lên, dường như rất hứng thú với chuyện này. Cạch cạch cạch, những tiếng bước chân nặng nề đang ngày càng đến gần. Cứ giống như là tiếng trống vậy, đánh thẳng vào trái tim của mọi người, làm cho trái tim trở nên ứ máu, giống như sắp nổ tung vậy. Hai thân hình cũng dần dần đi đến. Hai người. Không nhìn nhầm chứ, hai người lại dám xông vào phủ quân sư sao? Tất cả mọi người đều có cảm giác thật điên cuồng. Quá kiêu ngạo rồi chứ. Có 7 bậc thầy, đang ngồi bên quân sư Đỗ Thiên Nhất. Trong đó Quỷ Kiếm chính là bậc thầy đứng đầu của đảo Đông Can Trấn Thiên Điện cũng quá kiêu ngạo rồi chứ. Đỗ Thiên Nhất, mày chuẩn bị tốt tâm lý để chết chưa? Một tiếng quát chói tai truyền đến, giống như sét đánh giữa trời quang. Trừ phó thần minh ra, thì chủ mưu lớn nhất chính là Đỗ Thiên Nhất. Diệp Lâm Quân hận ông ta không thua kém gì hận phó thần minh. Anh muốn đem đầu của Đỗ Thiên Nhất đến tế cho những người anh em đã chết. Đằng đằng sát khí khí thế hừng hực. Sắc mặt Đỗ Thiên Nhất liền thay đổi. Tại sao Đỗ Thiên Nhất lại hận bản thân như vậy? Ngay sau đó, lúc ông ta nhìn thấy rõ được khuôn mặt quen thuộc kia, ông ta liền trợn tròn mắt. Diệp, Diệp Lâm Quân, mày còn sống sao? Đỗ Thiên Nhất phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt mọi chuyện đều lướt qua đầu một lượt. Liền hiểu rõ được mọi chuyện. Thì ra Trấn Thiên Điện chính là của mày. Mày quên cả thân mình để đi đến chỗ đó, là bởi vì Trấn Thiên Điện ở đó sao? Còn có ông phó của môn phiệt Bắc An đột nhiên mất tích, cũng là do mày sao? Đỗ Thiên Nhất vừa nói. Mọi người ở đó liền vô cùng ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ đến được Diệp Lâm Quân lại giở chiêu này sau lưng. Hèn gì từng người tham gia đại hội đều đến tìm trước cửa. Nhưng mà người đứng đầu của Trấn Thiên Điện là Diệp Lâm Quân cũng tốt, đây chính là chuyện một mũi tên trúng hai đích rồi. Thứ nhất, đánh bại được Trấn Thiên Điện lớn mạnh, nổi danh toàn thế giới. Thứ hai, đánh bại được Diệp Lâm Quân để lấy lại được thanh danh của võ đạo đảo Đông Ca. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói, thông minh đấy, phó thần minh đã xuống địa ngục rồi. Người tiếp theo chính là mày. Đỗ Thiên Nhất cẩn thận đánh giá Bắc Thiên Vương, trên mặt ông ta đeo một chiếc mặt nạ, một nửa là thiên sứ, một nửa là ác quỷ, cười lạnh nói, chỉ bằng hai người bọn mày thôi sao? Đúng vậy, chỉ cần hai người bọn tao. Vẻ mặt Bắc Thiên Vương coi thường mà nhìn mọi người. Đối mặt với nhiều người võ công cao cường, anh ta không hề có chút hoảng hốt nào. Cậu ta là Diệp Lâm Quân sao? Bỗng nhiên Quỷ Kiếm lên tiếng, nhìn Diệp Lâm Quân mà hỏi. Đàn anh, người này chính là Diệp Lâm Quân, trước đây là chiến thần Côn Luân. Đồ Thiên Nhất nói. Vào 5 năm trước chính cậu ta đã đánh bại toàn bộ võ đạo đảo Đông Ca chúng ta sao? Làm cho chúng ta bị sỉ nhục ghê gớm. Giọng nói của Quỷ Kiếm trầm xuống, giống như đang gầm gừ. Đúng là người này. Đôi mắt đầy tơ máu của Đỗ Thiên Nhất nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Đây là kẻ thù của ông ta. Cũng là kẻ thù của cả đảo Đông Can đúng vậy, nếu đã như vậy, tôi sẽ thay mặt cho toàn bộ võ sĩ của đảo Đông Ca rửa sạch nỗi nhục năm đói. Xuyên Kỳ Trảm Đạo trầm giọng nói. Ẩn cư 50 năm, đao của ông ta lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Lâm Quân không để ý bọn họ đang nói nhảm cái gì, anh quét mắt qua toàn bộ mọi người, hôm nay tôi đến đây chỉ vì giết một mình Đỗ Thiên Nhất. Những người khác không liên quan, các người nhanh chóng rời đi, tôi sẽ không giết các người. Anh không phải là một người giết người bừa bãi.
chỉ giết kẻ thù thôi. Nếu như những người này vẫn ngu xuẩn, muốn ngăn cản anh giết Đỗ Thiên Nhất, vậy thì anh chỉ còn cách bước qua xác bọn họ nữa mà thôi. Không thể nào. Ai muốn giết quân sư, thì phải qua được của bọn tao. Đúng vậy, đây là đảo Đông Ca, sao bọn tao lại có thể cho người nào giết chết quân sư được chứ? Không thể nào. Bảo vệ quân sư, giết Diệp Lâm Quân, thể hiện uy lực của đảo Đông Can. Mấy nghìn người đang có mặt đồng thời hô to, trong mắt đều có quyết tâm sống còn. Danh tiếng của Đỗ Thiên Nhất trong lòng dân chúng rất cao. Dường như toàn bộ đảo Đông Ca đều bảo vệ ông. Tai Quỷ Kiếm cũng lạnh lùng nói, muốn giết ông ấy, phải dám được lên xác tôi trước. Đương nhiên điều này là không thể nào, có tôi ở đây, cậu căn phải không giết được ông ấy. Diệp Lâm Quân cười, xin lỗi, nhưng người tôi muốn giết, Thiên Vương cũng không bảo vệ được. Hôm nay, Diệp Lâm Quân tôi sẽ giết ông ta trước mặt các người. Mày dám? Quỷ Kiếm gầm gừ. Âm thanh vô cùng nặng nề, truyền trong không trung, như sấm sét giữa trời quang. Màng nhĩ của mọi người gần như bị rách ra. 50 năm trước, Châu Đông Phương có một bậc thầy dám khinh thường ông ta. Hôm nay lại bị một tên oát vai vế thấp đe dọa. Tâm tình bình tĩnh của ông ta cũng trở nên rối loạn. Cả người đều trở nên tức giận. Còn dám giết người trước mặt ông ta. Làm sao có thể cơ chứ? Tìm chết mà. Quỷ Kiếm giận dữ, con sư tử đang nằm ngủ nay đã thức tỉnh, một cỗ mùi đầy hung ác tràn đầy trong không khí, làm cho người khác không thể nào hít thở. Diệp Lâm Quân tạo công nhận mày có tư chất chống lại cả trời, như vậy mà mày cũng chết, cơ thể vẫn có thể hồi phục được, thậm chí còn giết chết được Phó Thần Minh là bậc thầy cấp cường giả suốt 20 năm. Đỗ Thiên Nhất không nhịn được mà nói. Ngay cả Quỷ Kiếm cũng nảy sinh hứng thú với Diệp Lâm Quân. Vốn dĩ nói, thời gian làm bậc thầy càng dài sẽ càng trở nên mạnh hơn. Vậy mà một người trẻ tuổi như vậy lại có thể đánh bại được bậc thầy cấp cường giả suốt 20 năm. Thảo nào 5 năm trước, lại có thể gây nên nỗi sỉ nhục cho đảo Đông Ca như vậy. Nhưng mà võ sĩ đảo Đông Ca của hiện tại đã không giống như 5 năm trước nữa rồi, có thể tùy ý cho mày đi đến tự nhiên như vậy à? Còn nữa, có tiền bối Quỷ Kiếm ở đây, muốn giết tao. Khó hơn lên trời. Đỗ Thiên Nhất bày ra bộ dạng tự tin. Theo ông ta thấy, Diệp Lâm Quân chắc chắn sẽ bị giữ lại đảo Đông Ca. Đúng vậy, không sai. Đứng trước mặt mày chính là bậc thầy cấp cường giả đã gần trăm năm rồi đấy. Mày làm sao mà thắng được? Tuổi của Xuyên Kỳ Trảm Đạo còn lớn hơn cả lão tổ của nhà họ Diệp. Ông ta đã đứng ở hàng tông sư đã gần trăm năm rồi. Đó là một loại sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. Loại cường giả cấp bậc tông sư 20 năm như Phó Thần Minh, ông ta chỉ xem như là một con muỗi. Chủ yếu là đám lão này vẫn luôn lánh đời không xuất hiện. Ha ha, vậy cũng giết mày. Nhìn ra được lòng quyết tâm của Diệp Lâm Quân. Đỗ Thiên Nhất nói, mày muốn giết tao đúng không? Tao ở chỗ cao nhất ở tháp Dương Anh cao nhất chờ mày. Hy vọng mày có thể sống được bước lên được đỉnh, đừng làm cho tao thất vọng. Đỗ Thiên Nhất cười sằng sặc nói. Nói xong, ông ta cùng vài người rời khỏi phủ quân sư. Muốn chạy, gó chắc không? Dầm. Diệp Lâm Quân vừa muốn ngăn cản, mấy nghìn người cao thủ đã đứng dậy ngăn trước mặt. Muốn giết đại quân sư, thì phải bước qua xác bọn tao trước. Đúng vậy, bọn tao chết rồi mày mới được phép tìm quân sư. Vẻ mặt đám võ sĩ này tràn đầy sự không sợ chết. Rất nhanh, Đỗ Thiên Nhất và Quỷ Kiếm bọn họ đã đi vào trong nơi cao nhất của tháp Châu Đông Phương. Cao tầm 600 mét hừ hừ hừ. Bên tai toàn là tiếng rít. Sức mạnh như đao, giống như những lưỡi đao, xẹt qua hai bên má, đau đớn vô cùng. Tại sao không giải quyết anh ta ở phủ quân sư luôn? Tại sao phải là ở chỗ này? Xuyên Kỳ Trảm Đạo khó hiểu mà hỏi. Thứ nhất, việc đánh bại anh ta trên đỉnh cao nhất của tháp Dương Anh sẽ mang tính biểu tượng cao hơn. Thắng lợi tại nơi cao nhất. Đại biểu cho sự vùng dậy của võ đạo đảo Đông Ca của chúng ta. Thứ hai, anh ta quyết tâm giết tôi, hiểu rõ được tôi ở đây, cho dù thế nào đi nữa anh ta đều sẽ đánh đến, tôi ở đây để nhiễu loạn tâm của anh ta. Thứ ba,
là dưới góc độ của một quân sư, tôi phải đảm bảo chắc chắn thắng. Không thể có bất cứ điều gì sơ sót, lúc hắn đánh trên cả đoạn đường trước sẽ bộ lộ ra toàn bộ khuyết điểm của hắn, hơn nữa cũng làm tiêu hao đi sức lực của hắn, đến lúc đó chỉ cần một đòn là giết được. Nói trắng ra là Đỗ Thiên Nhất nhất định phải giết được Diệp Lâm Quân. Cho dù dùng bất cứ thủ đoạn gì đi nữa. Ông ta không phải một võ sĩ, không cần để tâm có công bằng hay không. Xuyên Kỳ Trảm Đạo cũng không có ý kiểu gì với những thủ đoạn đê tiện của Đỗ Thiên Nhất. Trong mắt của ông ta, Diệp Lâm Quân mạnh hơn một chút hay yếu hơn một chút cũng như nhau cả. Ông ta đều một đao giết chết. Tôi lại hy vọng anh ta có thể đến được chỗ này. Xuyên Kỳ Trảm Đạo rất hy vọng có thể đánh nhau với hậu bối, để xem tài năng của giới trẻ nước Lạc Việt. Nếu không ông ta xuất sơn vô ích rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc không qua nửa tiếng nữa, tin tức sẽ nổ tung mà làm kinh hãi toàn cầu. Võ đạo đảo Đông Ca chúng ta sẽ trở lại đỉnh cao. Thời khắc mà Đỗ Thiên Nhất chờ đợi bao lâu đã đến. Giết chết Diệp Lâm Quân ở đảo Đông Ca, đó tuyệt đối là vinh quang vô cùng to lớn. Trong phủ quân sư, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương bị mấy nghìn người bao quanh, hơn nữa số người đang ngày càng tăng lên. Số người bên ngoài phủ quân sư đã tăng lên vượt 5.000 võ sĩ. Mỗi người đều hít sâu một hơi. Vì 5 năm trước bị Diệp Lâm Quân sỉ nhục nên phải tìm mặt mũi trở lại, phải giết được Diệp Lâm Quân. Bắt đầu đi, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương nhìn lẫn nhau, hai người bắt đầu ra tay. Bắc Thiên Vương giống như thiên hạ vô song mà nhảy thẳng vào đám người. Trong nháy mắt một làn khí cao đến 100 mét bốc lên. Xì 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 đám người đông đúc kia đã bị anh ta xé nát. Hàng trăm người đang đứng tụ tập đã bị đánh bay, rất nhiều người chết nằm trên mặt đất. Người nào cản đường tao, đều phải chết. Diệp Lâm Quân cũng di chuyển. Một quyền đánh thẳng một người đi ra ngoài. Bịch bịch bịch. Người này giống như viên đạn bắn ra khỏi pháo mà đâm thẳng vào đoàn người. Ngay tức khắc, hơn 100 người đều bị đánh bay ra ngoài. Không biết có bao nhiêu chiếc đầu đã bị đánh vỡ, đang nằm trên mặt đất mà co giật. Xì xì xì, hơn 10 chiến đao của 10 người cao thủ nổi tiếng đôn dập chém về hướng Diệp Lâm Quân. Rắc, 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 giây tiếp theo, một hiện tượng không thể tin được đã xảy ra. Những chiếc chiến đao này vừa chém đến người Diệp Lâm Quân. Toàn bộ lại bị gãy đoạn. Cơ thể anh cứng như sắt, vô cùng kiên cố. Diệp Lâm Quân dùng ngón tay kẹp lấy đao của một người võ sĩ, nhẹ nhàng hất một cái, đao của võ sĩ đã bị gãy thành hai nửa. Suốt, tay để sau lưng vung lên, liền chọc vào cơ thể bọn họ, máu tươi bắn tung tóe. Bị dọa cho ngơ rồi. Toàn bộ mọi người đều bị dọa cho ngơ rồi. Mười mất cao thủ cấp thần còn chưa kịp hít vào một hơi đã không thể chống cự được. Này là đang làm kiểu gì vậy? Phía bên kia, dáng vẻ của Diệp Lâm Quân dửng dưng bước qua sân vắng. Từng bước anh đi, xung quanh anh chất đầy thi thể. Còn về Bắc Thiên Vương lại như một con thú hoang mà xung kích. Đánh cả đội quân hàng nghìn người trở nên tán loạn. Phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Một tĩnh lặng, một động. Nhưng đều vô cùng kinh khủng. Giống y hệt như ma vương vậy. Đã ra tay thì không chết cũng bị thương. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, xác đã chết thành đống trong phủ quân sư. 5.000 người nhưng không thể ngăn cản được hai người Diệp Lâm Quân. Rất nhanh, hai người đã đi ra khỏi phủ quân sư. Người đang ngăn cản trước một họ, đã chỉ còn ít hơn 2.000 rồi. Nhưng mà tinh thần của những người võ sĩ tuyệt đối không lùi bước. Giết! Bắc Thiên Vương lại xông lên một lần nữa. Diệp Lâm Quân theo sát phía sau. Sau một hồi chiến đấu thì vẫn đang ở kèo trên. Sau gần 5 phút đồng hồ, 1.000 người đều đã nằm bẹp trên mặt đất, không ai có thể đứng được dậy. Có không ít người phun một đống máu tươi từ miệng ra nhưng vẫn muốn ngăn cản không cho hai người Diệp Lâm Quân rời đi. Nhưng mà bọn họ vật lộn cả nửa ngày, bò cũng không thể bò được nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người Diệp Lâm Quân rời đi. Đây là kinh khủng đến mức nào cơ chứ, hơn nữa 5.000 người này đều là cao thủ của cao thủ, mạnh hơn nhiều so với 30.000 người đánh với Diệp Lâm Quân 3 năm trước. Chỉ có thể chứng minh Diệp Lâm Quân đã mạnh hơn cả 3 năm trước rồi. Bên cạnh còn có một người trợ thủ vô cùng mạnh, mất thực sự là quá vô địch rồi. Đi, đi đến Tháp Dương Anh. Trong mắt Diệp Lâm Quân lóe ra một tia sáng. Đều làm cho Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương không thể ngờ tới được, chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Mặc dù 5.000 người của phủ quân sư đều là cường giả nhưng số người lại ít. Bên ngoài mới là thứ thực sự ngăn cản Diệp Lâm quân. Phủ quân sư cách tháp Dương Anh không xa. Tầm trên 10 cây số. Nhưng trên dọc đường đi hơn 10 cây số này lại ẩn chứa đầy cao thủ. Vẫn đang đứng chờ Diệp Lâm quân xuất hiện. Bọn họ đều là những võ sĩ đến để bảo vệ Đỗ Thiên Nhất. Những người đó đều nằm trong tính toán của Đỗ Thiên Nhất. Chỉ sợ đám ô hợp kia không giết được Diệp Lâm quân thì cũng làm tiêu hao được thể lực của anh. Cho dù không mệt chết, cũng phải đạt được đến độ cạn kiệt hết thể lực của anh. Đắc tiếng là Đỗ Thiên Nhất không nghĩ đến được Diệp Lâm quân và Bắc Thiên Vương quá mạnh. Các võ sĩ trên đường đi không hề làm tổn hại nhiều sức lực của Diệp Lâm quân bọn họ. Hai người vẫn đang trên đà đàn áp, quét sạch cả dọc đường. Cho dù là ai đang cản đường đều đã nằm bẹp xuống dưới đất. Không thể có khả năng đứng dậy được. Nhưng mà có một điểm chỉ sợ Đỗ Thiên Nhất cũng không thể đoán được, hơn 10 cây số, vậy mà lại có 10.000 võ sĩ ngăn cản, bọn họ đều là những võ sĩ sùng đạo. Vừa nghe nói Đỗ Thiên Nhất gặp nạn, còn có cơ hội để xưng danh cho đảo Đông Ca. Toàn bộ các võ sĩ ở xung quanh đều đến rồi. Mục tiêu duy nhất là giết được Diệp Lâm Quân. Không đến một tiếng đồng hồ. Lại cứ như là đã trôi qua một thế kỷ. Cuối cùng hai người Diệp Lâm Quân cũng đến được dưới tháp Dương Anh. Trên người cả hai đều ướt đẫm máu tanh. Bị máu tươi tưới thành người máu. Nhưng mà máu cũng không phải là của họ. Trên một đoạn đường dòng ra toàn bộ 10.000 người từ phủ quân sư đến tháp Dương Anh, xác đã chết thành núi, máu đã chảy thành sông. Nơi nơi tràn ngập tiếng kêu rên của võ sĩ. Nỗi sỉ nhục là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Đây càng là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn đối với võ đạo của đảo Đông Ca. 10 vạn võ sĩ lại không thể ngăn cản được hai người. Trận đánh này mà được đồn ra, tuyệt đối là một trận đánh phong thần. Chủ nhân của Trấn Thiên Điện và trưởng võ Bắc Thiên Vương đã đánh bại 10 vạn võ sĩ đảo Đông Can. Việc này đồng nghĩa với hai người đã giẫm nát 10 vạn võ sĩ trên mặt đất. Tôn nghiêm của bọn họ bị xé nát không còn một mảnh. Thậm chí trận chiến này sẽ làm cho võ đạo đảo Đông Ca thụt lùi lại cả 10 năm. Đây là một nỗi sỉ nhục. Đó là một sự chà đạp. Mọi người chỉ có thể dương mắt mà nhìn nhưng không có cách nào có thể ngăn lại. Hy vọng của toàn bộ võ đạo đảo Đông Ca đều đặt trên người Đỗ Thiên Nhất. Đây là hy vọng của hơn 10 vạn người, thậm chí là hy vọng của toàn bộ đảo Đông Ca nhất định phải đánh bại Diệp Lâm Quân. Dương oai của đảo Đông Ca chúng tai. Mấy vạn người đang quỳ rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm về phía tháp Dương Anh. Đó chính là nơi hy vọng duy nhất. Nhìn thấy tháp Dương Anh cao ngất khuất trong mây, Diệp Lâm Quân nở nụ cười, Đỗ Thiên Nhất cho dù mày lên trời hay xuống đất, tao cũng sẽ giết mày. Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đi vào trong tháp Dương Anh. Tháp Dương Anh cao hơn 200 mét và có hơn 200 tầng, Đỗ Thiên Nhất cũng đã sắp xếp hết. Ông ta cũng đã bố trí vô số cao thủ đang chờ đợi. Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đánh từng tầng mà đi lên. Hơn 200 tầng đối với bọn họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bá đạo có 102. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đá chính là Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương. Lúc Đỗ Thiên Nhất đang đứng trên tầng cao nhất của tháp Dương Anh vẫn chú ý đến thông tin ở bên dưới. Gì cơ, Diệp Lâm Quân đã đánh xong 10 vạn người mà đi vào tháp Dương Anh rồi, đang đánh lên đây sao? Vẻ mặt Đỗ Thiên Nhất đầy sự sợ hãi. Tên đó có bị thương không? Đỗ Thiên Nhất vội vàng hỏi. Cả người đều là máu, nếu như đã đến được chỗ này, chắc cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Thuộc hạ báo cáo. Ha ha ha, thực sự là mạnh đấy. Nhưng chúng ta lại càng mạnh hơn. Đỗ Thiên Nhất cười. Khuôn mặt quỷ kiếm lạnh lùng. Không thèm quan tâm. Một đao liền giết chết. Ông ta đã đánh thì Diệp Lâm Quân tuyệt đối không nhìn thấy được đao của ông ta. Rất nhanh hơn 200 tầng đã bị hai người Diệp Lâm Quân đánh xong. Tầng nào trong 200 tầng cũng tràn đầy tiếng người đang kêu rên, hơn nữa bọn họ đều là cường giả cấp thần. Căn bản không thể ngăn được. Đây gần như là toàn bộ người của võ đạo đảo. Đông Ca rồi. Toàn bộ người của đảo Đông Ca đều xông lên những không thể ngăn cản được quá một phút đồng hồ. Quá mạnh rồi. Hai người đã đạp dí võ đạo đảo Đông Ca xuống đấy. Còn có mỗi một chỗ là tầng cao nhất của tháp Dương Anh. Bỗng dưng trước mắt xuất hiện 6 người. Còn át chủ bài của Đỗ Thiên Nhất, Lục Đại Tông Sư.
không đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông ta tuyệt đối sẽ không dùng đến 6 người này. Diệp Lâm Quân mày sẽ chết tại tầng này. Lục Đại Tông Sư sống chết nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Ánh mắt Bắc Thiên Vương lạnh lùng nhìn chòng chọc 6 người, điện chủ, giao bọn họ cho tôi. Được. Diệp Lâm Quân đi thẳng đến chỗ cao nhất. Lục Đại Tông Sư muốn ngăn cản Diệp Lâm Quân lại bị Bắc Thiên Vương nhìn chòng chọc vào. 7 người nhanh chóng đánh nhau ở trong một không gian nhỏ hẹp. Chỗ cao nhất của Tháp Dương Anh, có quỷ kiếm đang ngồi xổm. Hai mắt nhắm chặt. Đỗ Thiên Nhất đứng ở bên cạnh. Hôm nay thời tiết của thành phố Giang Bộ rất xấu, mây đen dày đặc. Đến nỗi nửa Tháp Dương Anh đều đã bị mây đen che phủ. Ở nơi cao nhất chỉ có tiếng gió rít và mây đen bao phủ. Giữa trời đất là một mảng sơ xác tiêu điều. Một cơn bão đang tiến đến. Cạch cạch cạch. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Vẻ mặt của Đỗ Thiên Nhất liền thay đổi. Tên đó đến rồi. Rất nhanh, bóng dáng của người cả thân đang nhuốm máu kia xuất hiện. Rầm. Bỗng dưng quỷ kiếm mở to hai mắt, hình như bên trong đang ở tia chớp chạy quanh. Lại xuất hiện một luồng khí vô cùng đáng sợ xuất hiện, phát ra âm thanh ầm ầm vang động. Cả người đều là máu. Nhưng Đỗ Thiên Nhất nhìn cả nửa ngày trời, phát hiện máu kia đều không phải là của Diệp Lâm Quân. Đáng sợ đánh nhau với 10 vạn người, anh lại không hề bị thương một chút nào. Hơn nữa khí tức của Diệp Lâm Quân rất vững vàng, nhẹ nhàng bước đến. Không hề giống như một người đã trải qua một cuộc chiến ác liệt. Đỗ Thiên Nhất vừa thấy liền cảm thấy khủng bố. Nhưng quỷ kiếm lại lộ ra dáng vẻ tươi cười. Diệp Lâm Quân có mạnh thì ông ta mới có hứng thú chứ. Nếu không thì giết người yếu quá thì không thú vị rồi. Ông ta đã ở ẩn 50 năm mới ra khỏi núi là một chuyện rất lớn. Sau khi Diệp Lâm Quân đi vào, liếc mắt sang xung quanh nói, không tồi, tìm cho mình được một chỗ đẹp để chết đấy. Kiêu ngạo. Quỷ kiếm ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm Quân một cái. Vẻ mặt của Đỗ Thiên Nhất vô cùng ung dung, Diệp Lâm Quân mày thực sự rất mạnh. Nếu như không có vấn đề về lập trường, tao cũng rất muốn làm bạn của mày. Mày xứng sao, chết cho tao. Diệp Lâm Quân mạnh mẽ lao về phía ông ta. Tao biết quyết tâm giết chết tao của mày. Nhưng người đang đứng trước mặt mày là đệ nhất tông sư của đảo Đông Ca, Quỷ Kiếm. 5 năm trước, một mình có thể áp chế được toàn bộ tông sư Đông Phương Chân, ai dám chọc vào. Mày tuyệt đối không vượt qua được ngọn núi của ông ấy đâu. Đột nhiên ánh mắt của Đỗ Thiên Nhất trở nên sắc bén, Diệp Lâm Quân, cường giả tông sư cả trăm năm muốn giết mày, mày phô trương thế là đủ rồi. Vậy tao vẫn giết mày thôi. Diệp Lâm Quân không thèm để ý. Người trẻ tuổi, mày quá cuồng vọng rồi đấy, có tao ở đây, mày còn muốn giết ông ấy. Quỷ kiếm lên tiếng. Diệp Lâm Quân cười lạnh, không cuồng vọng sao gọi là người trẻ tuổi được. Được, được, được. 5 năm trước mày đã kích nghiêm trong đến đảo Đông Ca bọn tao, trực tiếp đánh lui 50 năm, trở thành ác mộng của bọn tao, cũng tạo thành nỗi ô nhục lớn nhất của bọn tao. Hôm nay, quỷ kiếm tao đùng một đao giết mày để lấy lại danh sự cho đảo Đông Can. Quỷ kiếm chậm rãi đứng dậy. Âm ầm. Luồng khí đáng sợ trong cơ thể của ông ta lộ ra, làm ra tiếng sấm nổ mạnh. Càng kêu càng đáng sợ. Người trẻ tuổi chú ý này. Tao chỉ ra một đao, mày sẽ phải chết. Khi mà Xuyên Kỳ Trảm Đạo nói ra những lời này, giọng điệu của ông ta vô cùng bình thản, không mang theo một chút sự kiêu ngạo nào cả. Như thể ông ta chỉ vừa mới tường thuật lại một sự thật đã xảy ra mà thôi. Một khi mà ông ta rút dao ra thì đối phương chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết mà thôi. Đây không còn là sự tự tin của ông ta về sức mạnh của mình nữa. Mà nó đã vượt ra khỏi sự tự tin đó và trở thành một chuyện thường tình đối với ông ta như đang ăn cơm bữa vậy. Thậm chí còn có thể nói, đó là một sự việc mà tất nhiên sẽ xảy ra vậy. Chỉ cần ông ta rút đao ra, Diệp Lâm Quân chắc chắn sẽ phải chết. Đỗ Thiên Nhất lúc này cũng vô cùng tin vào điều đó, không mang theo một chút sự hoài nghi nào cả. 50 năm trước, ông ta đã có thể như thế này rồi. Vậy thì, 50 năm sau... Ông ta cũng chỉ có thể mạnh hơn như thế này mà thôi. Ồ, thế cơ à? Diệp Lâm Quân mỉm cười. Hiện tại anh đã hoàn thành xong toàn bộ phương pháp tu luyện cổ truyền nhất, đó là phép nghịch thiên tu luyện, có trời mới biết anh ta của lúc này đã mạnh đến mức nào mà thôi. Trận chiến máu lửa giữa hai người ngay lập tức liền bắt đầu. Đột nhiên, toàn bộ khí thế của Xuyên Kỳ Trảm Đạo đều thay đổi hẳn đi.
Một ông già tóc bạc già nua trông có vẻ vô cùng yếu đuối, nhưng trong mắt ông ta lại bắn ra một tia sáng lấp lánh. Khí huyết của ông ta dâng trào liên tục, hệt như một cơn sóng biển, cứ như thế mà ào ạt không dừng lúc nào cũng không hay. Khí thế trên người của ông ta còn hơn cả sóng biển nữa, không ngừng dâng trào lên. Dâng trào lên, vẫn đang tiếp tục dâng trào lên. Vù vù, vù vùi ở điểm cao nhất của tháp Dương Anh, ngay lập tức có những cơn gió giật mạnh thổi đến, vang dội như thể sắp có một cơn mưa bão dữ dội đang kéo đến. Vốn đi, địa hình ở đây đã rất cao rồi, luồng khí lưu thông tại đây cũng vô cùng mạnh, thường xuyên có gió mạnh quét qua. Lúc này, khí thế của Xuyên Kỳ Trảm Đạo vừa lên một cái, còn đáng sợ hơn thế nữa. Oanh oanh, rầm rầm. Sức mạnh của ông ta tăng lên gấp bội, hòa quyện vào cùng với luồng không khí xung quanh ông ta. Không ngờ, xuất hiện cả tiếng sấm vang đội. Như thể một tiếng sấm nổ tung ra vậy. Nếu là Đỗ Thiên Nhất và những con người bình thường khác, thì giờ đây họ đã bị loại sấm sét gần ngay tầm mắt này đánh cho máu chảy trào ngược, máu tươi phun ra từ miệng rồi. Rắc rắc, rắc rắc, oanh oanh, rầm rầm. Điều đáng sợ hơn nữa đó là toàn bộ phần trên của tòa thành thành phố Giang Bộ đều xuất hiện cái tiếng oanh oanh rầm rầm vang dội đó, đây là dấu hiệu cho việc sắp xuất hiện phong ba bão táp rồi. Nhưng chỉ có tiếng sấm kinh hồn đó mà không hề nhìn thấy tia chớp xuất hiện. Điều này khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng tò mò. Làm sao mà bọn họ có thể biết được, đây vốn dĩ không phải là sấm sét. Chỉ mới là khí lực của thanh quỷ kiếm đó toát ra, đứng trên đỉnh cao nhất của tháp Dương Anh thôi mà đã có uy lực lớn đến như vậy rồi. Vì vậy mà một bậc thầy tông sư có tuổi đời hàng trăm năm được người đời gọi là thần cũng không có gì là quái. Dù sao thì có thể tạo ra hiệu ứng sấm sét kinh hồn như vậy. Trên đỉnh cao nhất của tháp Dương Anh, Đỗ Thiên Nhất phải nhanh chóng uống một viên thuốc đặc trị vào, có như thế mới có thể ổn định lại được. Anh ta biết rất rõ, quỷ kiếm sắp rút kiếm ra đòn rồi. Với một nhát kiếm quỷ quái đó, chỉ cần một nhát dao đi xuống mà thôi, con người nhất định sẽ phải chết. Vèo vèo. Đột nhiên một tia chớp đỏ rực vụt qua trên không của ngọn tháp Dương Anh. Thật là bắt mắt. Lại mang theo một chút dấu vết của yêu dã. Màu sắc của tia chớp đó như thể là màu của máu tươi đang chảy ra vậy. Ngay sau khi xuất hiện tia chớp đỏ đó, ngay lập tức tiếng sấm ầm ầm lại vang dội lên. Những người trong tòa thành thành phố Giang Bộ đều ngước đầu đầu lên, nhìn lên trên bầu trời đầy sấm đó. Lúc này trong đầu của mọi người chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi, đó là, tia chớp này thật là kỳ lạ. Nhưng mọi người làm sao mà biết được, đó căn bản không phải là tia chớp. Mà nó là một con đêu 50 năm sau, quỷ kiếm của Xuyên Kỳ Trảm Đạo lại một lần nữa xuất thế rồi. Vừa rút dao ra thôi là đã kinh thiên động địa đến như vậy rồi. Kết hợp giữa vị trí địa lý và thời tiết của tự nhiên, không ngờ lại có thể tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Tại đỉnh cao nhất của tháp Dương Anh, khoảnh khắc thanh quỷ kiếm được rút ra ngay lúc đó, bầu trời đen tối khi ấy lập tức bừng sáng như thể đang vào ban ngày vậy. Một tia sáng đỏ thấm kỳ lạ chiếu thẳng vào mắt anh. Khiến anh trong vô thức phải lấy tay che lại mắt ngay lập tức. Đỗ Thiên Nhất trong tiềm thức suy nghĩ nhanh như một dòng điện chợt vụt qua đầu anh ta. Anh ta sắp trở thành người đầu tiên được nhìn thấy tận mặt thanh quỷ kiếm đó rồi. Diệp Lâm Quân cũng sẽ nhìn thấy được chúng. Nhưng mà anh ta cũng sẽ ngay lập tức liền trở thành một người chết. Vô cùng vinh dự. Đỗ Thiên Nhất cũng đã tưởng tượng ra được cảnh tượng vô cùng bi thảm của Diệp Lâm Quân, khi mà anh ta bị nhát dao ấy chặt cho đầu lìa khỏi thân. Khoảnh khắc khi mà Xuyên Kỳ Trảm Đạo rút dao ra ngay lúc đó, ông ta ngay lập tức đã xuất hiện đến ngay trước mặt của Diệp Lâm Quân. Con dao quỷ đó mang theo màu sắc đỏ tươi nằm trong tay ông ta, ngay lập tức đã chém ra một nhát. Tốc độ của ông ta quá mức nhanh đi. Tuyệt đối là đối thủ nhanh nhất mà Diệp Lâm Quân trước giờ được gặp qua. Không còn một ai có thể hơn cả ông ta. Không hổ danh là cấp bậc tông sư có tuổi đời hàng trăm năm. Xèo. Một mũi tên máu đỏ bắn vút qua. Có khi nào là do anh ta đến từ nơi đó hay không? Leng keng. Theo sau đó là âm thanh va chạm của kim loại vang lên. Một mũi tên màu đỏ máu bay tới ngay tại chỗ. Xẹt qua một bên gò má của Đỗ Thiên Nhất. Một dòng máu tươi nóng ngay lập tức liền chảy ra, làm cho Đỗ Thiên Nhất phải kích động một hồi, khiến anh ta trở nên tỉnh táo hơn. Ha ha ha! Anh ta chạm vào vết máu trên gương mặt của mình và ngay lập tức liền mỉm cười.
Diệp Lâm Quân đã chết rồi. Diệp Lâm Quân cuối cùng cũng đã chết rồi. Lần này là do anh ta tận mắt chứng kiến, Diệp Lâm Quân tuyệt đối không thể nào còn sống được nữa. Bây giờ, anh ta chắc chắn đã đầu lìa khỏi thân, máu tươi bắn tung tóe rồi. Quả nhiên, quỷ kiếm đúng là quỷ kiếm, một khi rút dao ra thì nhất định phải thấy máu. Nhưng ngay khi anh ta nhìn về phía chiến trường thì nụ cười trên gương mặt của anh ta liền biến mất, thay vào đó là một biểu cảm đứng hình. Bởi vì Diệp Lâm Quân căn bản là không có bị làm sao cả, cái đầu của anh ta vẫn đang ở đó. Chỉ là Xuyên Kỳ Trảm Đạo, người đang đứng đối diện với Diệp Lâm Quân, ngay khóe miệng của ông ta đã chảy ra một vệt máu tươi, thanh quỷ kiếm đỏ tươi trên tay của Xuyên Kỳ Trảm Đạo cũng đã bị gấy ra làm đôi. Một nửa còn lại của thanh quỷ kiếm bị gấy đó đâm xuyên vào lồng ngực của Xuyên Kỳ Trảm Đạo. Máu tươi đang không ngừng ào ạt chảy ra. Diệp Lâm Quân không chỉ nhìn thấy được sự xuất hiện của thanh quỷ kiếm đó, mà anh ta còn có thể khiến nó bị gãy ra làm đôi, đã vậy còn làm cho cả Xuyên Kỳ Trảm Đạo bị thương nữa. Chỉ có mỗi Xuyên Kỳ Trảm Đạo mới biết được, cả quá trình này đã xảy ra như thế nào mà thôi. Khi nấy, ngay khi ông ta rút dao ra đâm về phía của Diệp Lâm Quân, thì con dao quỷ đã được truyền qua hàng nghìn năm này cứ như vậy mà bị một cú đấm của Diệp Lâm Quân đánh gãy ra làm đôi. Không thể nào tin được. Thật sự là không thể nào mà tin được. Diệp Lâm Quân tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được sức mạnh đáng kinh sợ đến như vậy rồi hay sao? Không hổ danh là người lợi hại nhất ở Lạc Việt, được phong danh là chiến thần của Côn Luân. Lạc Việt là một nơi vô cùng kỳ diệu. Có khi nào là anh ta đến từ nơi đó hay không hả? Vừa nghĩ đến đây thôi, Xuyên Kỳ Trảm Đạo sớm đã không thể nào cầm cự được nữa rồi. Dầm một tiếng, ông ta đã ngã lăn ra ngay trên mặt đất và nằm thẳng cẳng, bất động tại chỗ. Vị tông sư có tuổi đời hơn trăm năm, cuối cùng cũng không thể bảo vệ được tôn nghiêm của đảo Đông Can, càng không thể bảo vệ được đại quân sư. Hôm nay, võ đạo của đảo Đông Ca đã thất bại hoàn toàn. Năm năm trước, bọn họ đã bị người đàn ông này giẫm đạp dưới chân. Năm năm sau, bọn họ vẫn tiếp tục bị người đàn ông này giẫm đạp dưới chân, căn bản là không thể nào ngẩng đầu lên được. Lúc này, Bắc Thiên Vương cũng đã xử lý xong 6 tên đại tông sư kia và bước lên đỉnh tháp Dương Anh. Anh ta liếc nhìn một cái và nói, nhanh hơn là tôi nghĩ đấy chứ. Trên sân chỉ còn lại một mình Đỗ Thiên Nhất. Anh ta đứng đó ngây người ra, sững sờ nhìn Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương. Anh ta có đủ mưu mô, gần như được xem là một yêu thần. Anh ta đem tất cả mọi thứ có thể tính toán, đều đã tính toán hết cả rồi. Nhưng ngàn tính vạn tính, cũng chỉ có thể trách, tại vì Diệp Lâm Quân mạnh quá đi thôi. Diệp Lâm Quân hít sâu vào một hơi và nói một cách lạnh lùng, tất cả anh em đã nhìn thấy chưa? Kẻ chủ mưu lớn nhất đang ở ngay đây, tôi sẽ báo thù cho các anh y mồ. Anh đã làm được những gì mà anh đã hứa với các anh em của mình. Đem tất cả những ai có liên quan đến chuyện này, từng tên một tóm ra hết. Đợi chút đất, Đỗ Thiên Nhất vội vàng hét lên, Diệp Lâm Quân. Tôi thừa nhận là tôi đã thua cậu rồi. Nhưng mà trước khi chết thì tôi còn có một nghi hoặc muốn hỏi cậu. Được, nói cho ông biết thì có là gì đâu chứ. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Câu hỏi của Đỗ Thiên Nhất vô cùng đơn giản, căn bản cũng chỉ là muốn hỏi tại sao Diệp Lâm Quân không có chết, tại sao anh lại có thể hồi phục được, Chấn Thiên Điện tại sao lại có thể. Diệp Lâm Quân đã trả lời hết tất cả những gì mà ông ta hỏi rồi. Sau khi nghe xong tất cả những nghi vấn này thì Đỗ Thiên Nhất liền nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, Diệp Lâm Quân à, cậu hãy nhớ lấy một điều, hôm nay cậu đã mang đến cho võ đạo đảo Đông Ca của chúng tôi một nỗi nhục lớn đến như vậy. Sau này, chắc chắn sẽ có người đến đòi lại tất cả những nỗi nhục mà cậu đã gây ra cho võ đạo đảo Đông Ca của chúng tôi. Diệp Lâm Quân vô cùng chế nhạo mà nói, đệ nhất tông sư cũng đã bị đánh bại rồi, còn có ai dám đến nữa hả? Đảo Đông Ca của chúng tôi sở dĩ có thể lớn mạnh đến như vậy, tất cả là bởi vì có ý chí kiên cường không bao giờ chịu khuất, là bởi vì có tinh thần võ sĩ đạo của chúng tôi. Tôi tin rằng, sớm muộn một ngày nào đó, cũng sẽ có một võ sĩ đứng lên để khiêu chiến với cậu và nhất định sẽ đánh bại được cậu. Đỗ Thiên Nhất gần như là hét banh họng lên. Diệp Lâm Quân cười một cách hờ hững và nói, được thôi, tôi sẽ đợi. Nhưng mà trước khi để cậu chết thì tôi cũng có một vấn đề cần phải hỏi ông. Tại sao Huyết Phương Điện lại khôi phục trở lại hả? Bọn họ rõ ràng là đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi không phải hay sao?
Diệp Lâm Quân nói ra những nghỉ hoặc của mình. Nghe vậy, Đỗ Thiên Nhất liền mỉm cười và nói, cậu có muốn biết tại sao hay không? Muốn, nói ngay. Chắc chắn bí mật này cậu không biết. Phụt phụt. Đột nhiên Đỗ Thiên Nhất nở nụ cười biến thái, đâm con dao vào bụng. Phụt. Ông ta ngã quỳ trên đất, lao về phía trước hô lên, võ sĩ đạo bất diệt. Trên con dao ngắn này chứa đầy độc, trong nháy mắt khi đâm vào, Đỗ Thiên Nhất đi đời nhà ma. Hoàn toàn không có cơ hội cứu được. Diệp Lâm Quân vẫn muốn biết bí mật huyết phương điện trở lại. Lần này manh mối đã bị cắt đứt. Nhưng không cần gấp gáp. Anh sẽ báo thù vì các anh y mồ thù lớn phải trả, các anh em, tiếp theo sẽ đưa mọi người về nhà. Diệp Lâm Quân hô lớn. Anh đã ra lệnh cho người thu thập tất cả thi thể của 357 người đám Diệp Trung Lâm lại, nhưng có những thi thể quá thê thảm. Do đó Diệp Lâm Quân quyết định hỏa thiêu toàn bộ. Toàn bộ đặt ở trong hộp cho cốt. Các anh em không thể chôn cất nơi đất khách quê người, bọn họ muốn về đất mẹ, về Lạc Việt. Lá rụng về cội. Bọn họ là những người đàn ông của Lạc Việt, là anh hùng của Lạc Việt. Diệp Lâm Quân muốn dựng bia mộ cho bọn họ trên đất của Lạc Việt. Ngay sau đó, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương rời khỏi Tháp Dương Anh. Khoảnh khắc 10 vạn người nhìn thấy hai người bước ra khỏi Tháp Dương Anh, bọn họ đều khóc. Hai người này ra ngoài nguyên vẹn. Ý nghĩa là quỷ kiếm thua rồi. Võ đạo đảo Đông Ca lại thua rồi. Lần này sinh lực tổn thương nặng, sợ là lùi lại trăm năm cũng không ngừng. Sỉ nhục. Một ngày này sẽ khiến võ đạo ở đảo Đông Ca nhớ kỹ mãi mãi. Nỗi nhục này ngày nào không rửa sạch thì ngày đó võ đạo đảo Đông Ca không thể ngóc đầu dậy được. Tin tức được truyền ra rất nhanh. Hai người điện chủ Trấn Thiên Điện và Bắc Thiên Vương nắm giữ võ thuật tự mình giết đến đảo Đông Can đầu tiên chém hai bậc thầy lớn là Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao. Sau đó chèn ép 10 vạn võ sĩ đảo Đông Ca. Cuối cùng với 7 bậc thầy lớn thua ở tòa tháp cao nhất phương Đông, chém chết quân sư Đỗ Thiên Nhất. Nhất là bậc thầy hàng đầu đảo Đông Ca, quỷ kiếm cũng thua rồi. Tin tức này vừa được truyền ra, cả thế giới đều bùng nổ. Mạnh! Trấn Thiên Điện quá mạnh rồi. Mạnh hơn rất nhiều so với huyết phương điện lúc trước. Hoàn toàn không cùng một cấp đội. Huyết phương điện lúc trước là thế lực duy nhất quá khó tiêu diệt, thế nên được đánh giá là tổ chức đen tối nhất thế giới. Bây giờ Trấn Thiên Điện lại chủ động tấn công, gây nên sóng gió lớn ở nước ngoài. Nhất là sau trận chiến thành thần ở đảo Đông Ca lần này đã hoàn toàn giữ được địa vị. Nhanh chóng bị đánh giá là thế lực nguy hiểm nhất trên thế giới, nguy hiểm cấp SSSSS. Thực ra Trấn Thiên Điện và Huyết Phương Điện hoàn toàn không phải là một chuyện. Huyết Phương Điện có sở trường là ám sát, phá hoại, đe dọa người khác. Trấn Thiên Điện chỉ là vì báo thù mà thôi. Nhưng hành vi báo thù này, trong mắt mọi người còn tàn nhẫn và kinh khủng hơn cả Huyết Phương Điện. Trong nháy mắt, khắp mọi nơi trên thế giới đều bàn tán về Trấn Thiên Điện. Nhất là ở Lạc Việt. Những người bảo vệ của Diệp Lâm Quân đều sôi nổi nói, nếu chiến thần Diệp còn ở đây, sợ là chỉ có anh ấy mới có thể tiêu diệt Trấn Thiên Điện nhỉ. Đúng vậy, Trấn Thiên Điện còn kiêu ngạo hơn cả Huyết Phương Điện lúc đầu nữa. Nếu chiến thần Diệp ở đây, chắc chắn sẽ không thể nhìn nổi, chiến thần Diệp ở đây thì cũng không có phần cho Trấn Thiên Điện kiêu ngạo. Đúng lúc Trần Hữu Đạo nghe được những lời bàn luận này. Anh ta rất tức giận. Rõ ràng bây giờ người ngồi ở vị trí chiến thần là anh ta. Người mà mọi người mong nhớ lại là Diệp Lâm Quân. Ai cũng muốn Diệp Lâm Quân còn sống đi tiêu diệt Trấn Thiên Điện. Trần Hữu Đạo anh ta không được sao? Lần đó anh ta đã đánh bại Diệp Lâm Quân mà. Tôi muốn động đến Trấn Thiên Điện. Trần Hữu Đạo nói suy nghĩ của mình ra. Nhưng vệ binh Viêm Long không cho chúng ta. Thất Sát vừa nói được một nửa thì bị ánh mắt nghiêm khắc của Trần Hữu Đạo ngăn lại. Tham Lang và Phá Quân cũng vội vàng giữ Thất Sát lại. Tìa hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Bọn họ nhìn ra được, Trần Hữu Đạo bức thiết muốn chứng tỏ bản thân mình. Không đến mức cứ sống mãi dưới cái bóng của Diệp Lâm Quân. Thất Sát vội vàng đổi lời, muốn động đến Trấn Thiên Điện cũng không phải là không thể, chỉ có thế. Cái gì? Trần Hữu Đạo lập tức hỏi. Chiến thân ngài có thể lấy thân phận người bình thường để gây chiến với Trấn Thiên Điện, không xen lẫn lập trường nào khác. Thất Sát đưa ra ý kiến. Được, cái này có thể. Quan trọng là tôi chiến thắng được Trấn Thiên Điện thì tôi có thể chỉnh eo phục được lòng của mọi người để đảm bảo thắng lợi 100%.
tôi quyết định bế quan một thời gian. Chân Hữu Đạo muốn rèn luyện kỹ năng chiến đấu mà Phó Thần Minh đã truyền lại cho anh ta. Sau khi rèn luyện thành công, anh ta sẽ đi gây chiến. Như thế xác suất sẽ lớn hơn một phần. Dù Trần Hữu Đạo xuất thân từ nhà có tiếng, nhưng sau khi ra đời vẫn chưa gặp được đối thủ. Thế nên trong quan niệm của anh ta, thế giới bên ngoài không có kẻ mạnh. Đây là một tin tức sai lầm, khiến anh ta cảm thấy được trái tim mình. Đến nỗi từ trước đến nay Phó Thần Minh luôn là thân long thấy đầu không thấy đuôi, thế nên tin anh ta chết, Trần Hữu Đạo cũng không biết. Giang Bắc, Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh vừa mới gọi điện thoại với Diệp Lâm Quân. Mẹ, Hạo Quân nói anh ấy sẽ quay về ngay lập tức. Lý Tử Nhiệm vui vẻ nói. Thời gian này, ngày tháng trôi qua rất bình thường. Cũng không có ai đến giết Hạo Quân nữa. Nhưng các cô vẫn luôn giả vò. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Lâm Quân chết rồi. Bọn họ còn phải giả vờ diễn cảm giác cực kỳ đau lòng. Dẫu sao thì còn có người lạ đến thăm hỏi, đường như là để xác định xem rốt cuộc Diệp Lâm Quân đã chết hay chưa. Về phần tiểu nhân thì còn nhiều hơn. Không lâu trước đây, nhà họ Diệp ở Kinh Thành còn có người đến chế giễu. Đến nỗi tin tức hai nhà Lý Trịnh nghe được là Diệp Lâm Quân rõ ràng bị nhà họ Diệp đánh chết. Lại thêm việc ông Lâm cắt đứt quan hệ với Lý Tử Nhiệm, hai nhà Lý Trịnh vẫn luôn thúc giục Lý Tử Nhiệm tìm chỗ dựa mới. Tốt nhất là tìm ông chồng mới có quyền thế, thế mới có thể giữ được tài sản khổng lồ. Nhưng đề xuất của hai nhà Lý Trịnh thực sự không tệ. Từ sau khi mất đi chỗ dựa lớn như nhà họ Lâm này, có không ít người đã nhìn chằm chằm vào miếng thịt lớn là tập đoàn Minh Cường. Nguy hiểm vẫn lặng lẽ cận kề bên mấy người Lý Tử Nhiệm. Rất khó để cô giữ được. Diệp Lâm Quân lúc này đang trên đường về Lạc Việt. Ở đằng sau xe có tổng cộng 357 hộp cho cốt. Trong đó chiến thần Diêm La được để riêng biệt ra. Dẫu sao thì anh ta cũng là của nước lâu. Trước tiên Diệp Lâm Quân thu xếp cho các anh em ở Lạc Việt ổn định xong, rồi lại đưa chiến thần Diêm La đến đất của nước lâu. Vừa nấy Diệp Lâm Quân đã tổ chức tang lễ tại một thôn nhỏ không có tên ở Bắc Minh, hỏa táng trăm người của thôn nhỏ. Những người này vô tội. Phía trước các anh em chính là Lạc Việt, tôi đưa mọi người về nhà. Thấy lãnh thổ Lạc Việt, Diệp Lâm Quân cao giọng hô. Nếu không phải lúc trước có những người thô kệch này, chắc chắn anh không thể sống được. Là bọn họ đã cho anh cơ hội sống lại. Cũng may anh không chịu thua kém, báo thù giúp những người anh em này. Những người đó không tha cho một yêu lúc đến biên giới, Diệp Lâm Quân chủ động xuống xe. Tay ôm hộp cho cốt của Diệp Trung Lâm, anh đi bộ vào lãnh thổ Lạc Việt. Đằng sau mới là đội xe đi theo. Anh muốn dùng nghi lễ cao nhất đưa bọn họ về nhà. Trong chớp mắt bước vào lãnh thổ Lạc Việt, Diệp Lâm Quân có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có cảm giác hoàn thành sứ mệnh. Anh thở phào một hơi. Cuối cùng đã đưa bọn họ về nhà rồi. Không thể cho mọi người danh hiệu liệt sĩ, nhưng cuối cùng cũng có thể lập bia một. Lúc này sắc mặt Tây Thiên Vương khó coi bước đến trước mặt Diệp Lâm Quân, điện chủ, có tin tức xấu nói cho ngài biết. Nói. Tây Thiên Vương do dự nói, Lạc Việt có người ra lệnh cấm, tất cả nghĩa trang đều cấm những người của ngài Diệp Trung Lâm vào, chứ đừng nói đến lập bia mộ. Tây Thiên Vương nói xong liền cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cô ta vô ý thức lùi về sau hai bước. Diệp Lâm Quân hỏi, cũng chính là nói bọn họ chỉ xứng chôn ở nơi đồng không mông quanh. Không sai, bây giờ có rất nhiều lời đồn nói hơn 300 người của ngài Diệp Trung Lâm cũng là kẻ phản bội Lạc Việt. Kẻ phản bội không thể chôn ở lãnh thổ Lạc Việt, bởi vì không xứng. Thậm chí có người tệ hơn còn nói bọn họ chết là đáng đời. Ai bảo bọn họ đi bảo vệ một kẻ phản bội? Tây Thiên Vương run lẩy bẩy nói. Ai cũng có thể cảm nhận được Diệp Lâm Quân đã tức giận rồi. Chất bi tráng lại thê thảm, sau khi chết rồi cũng không thể quay về đất mẹ nữa, ngay cả bia mộ cũng không có cách dựng. Diệp Minh Thiên Anh còn là người sao? Tôi không quan tâm là ai ngăn cản, chắc chắn tôi phải cho các anh em một căn nhà, phải tự mình lập bia mộ cho bọn họ, tổ chức tang lễ. Mục tiêu, Nghĩa Trang Thanh Sơn thành phố Bắc An, toàn bộ 356 anh em phải được thanh thản. Diệp Lâm Quân trầm giọng hô lên. Đội xe tiếp tục đi về phía trước, đi về phía thành phố lớn nhất biên giới phía Bắc, thành phố Bắc An. Diệp Lâm Quân muốn thu xếp cho các anh em ở đây. Bắc Thiên Vương lặng lẽ hỏi Tây Thiên Vương, ai hạ lệnh cấm thế? Diệp Minh Thiên,
nhà họ Diệp ở kinh thành. Tây Thiên Vương nhỏ giọng nói. Ai ngăn cản thì giết người đói. Cuối cùng, Diệp Lâm Quân ôm hộp cho cốt bước đến một sân bay ở biên giới Lạc Việt. Một chuyến bay đến thành phố Bắc An, hành khách cũng không nhiều. Thế nên Diệp Lâm Quân mua hết tất cả chỗ trống, để sắp chỗ cho các anh em. Không ký gửi những hộp cho cốt này là sự tôn trọng đối với bọn họ. Dĩ nhiên đầu tiên là đủ chỗ, không ảnh hưởng đến những người khác. Những cái hộp đều được bọc lại, thế nên từ phía ngoài không thể nhìn ra cái gì. Lúc này có ba nữ hai nam bước đến, nam thì cao lớn đẹp trai, nữ thì tươi trẻ xinh đẹp. Nhất là cô gái đi đầu có gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, da rẻ như ngọc, đẹp đến say đắm lòng người. Mặc áo sơ mi và quần ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, vô cùng mê người. Gương mặt cô gái còn có nét ngây ngô, càng thêm sức sống thanh xuân. Chắc chắn là cỡ hoa khôi trường. Cô gái tên Lâm Hiểu Hàm hơi nhíu mày, nhìn vé máy bay một cái, không hài lòng nói, Đoàn Kim Hạo, sao cậu mua vé muộn thế chứ? Bây giờ chúng ta phải ngồi hạng phổ thông. Cậu trai bên cạnh mang sắc mặt khổ sở, Hiểu Hàm, đều tại tớ đặt vé muộn chậm quá, đợi lát nữa tớ nhìn xem có thể đổi không. Năm người Lâm Hiểu Hàm đến từ thành phố Giang Điệp, kỳ nghỉ hè cùng nhau đến biên giới phía Bắc du lịch. Đoàn Kim Hạo cầm vé máy bay đến trước mặt Diệp Lâm Quân ở khoang hạng nhất, lạnh lùng nói, này, đổi chỗ chút đi. Không những tôi sẽ bù giá chênh lệch cho anh, mà còn thêm 17 triệu cho anh nữa. Giọng điệu của Đoàn Kim Hạo hoàn toàn là ra lệnh. Diệp Lâm Quân không ngẩng đầu nói, không đổi. 35 triệu. Đoàn Kim Hạo tức giận nói. Không đổi. 175 triệu được chưa? Đoàn Kim Hạo cắn răng. Không đổi. Lúc này Lâm Hiểu Hàm cũng tức giận, không nhịn được nói, này, anh có ý gì đấy? Không thèm nhìn chúng tôi một cái. Không lịch sự gì cả. Các bạn học của Lâm Hiểu Hàm cũng cười khẩy nói. Đúng thế, còn giả vờ là người có tiền. Một cái vé máy bay cũng đã hơn 3 triệu rưỡi rồi. Tiền một bữa cơm của tôi cũng đắt hơn tiền vé máy bay của NHL. Hơn nữa nhìn đồ anh mặc, hoàn toàn không đáng mấy tiền, sợ là giả vờ làm nhà giàu mua vé hạng nhất nhỉ. Bắc Thiên Vương bên cạnh lạnh lùng nói, rời đi ngay lập tức. Anh ta đã thấy Diệp Lâm Quân rất tức giận tôi. Đi, không đổi thì không đổi. Lâm Hiểu Hàm tức giận rời đi. Không được, trước giờ chúng ta không ngồi khoang phổ thông. Ánh mắt Đoàn Kim Hạo nhìn đến mấy chỗ ngồi khác ở khoang hạng nhất. Không có hành khách, trên chỗ ngồi lại xếp đầy đồ. Tiếp viên, những chỗ này không có người phải không? Đoàn Kim Hạo lập tức hỏi. Không có người, nhưng... Tiếp viên hàng không vừa định giải thích, Đoàn Kim Hạo đã đá một hộp cho cốt được cột trên ghế xuống. Được. Vậy chúng tôi muốn mấy chỗ ngồi này. Thêm tiền cũng được. Đoàn Kim Hạo là cậu ấm dòng họ hạng nhất ở thành phố Bắc An. Làm việc luôn ỷ thế làm bậy, vô cùng ngang ngược. Nhất là nữ thần Lâm Hiểu Hàm ở trước mặt, cậu ta càng muốn tỏ vẻ. Bọn họ đang định ngồi xuống, lại thấy những đôi mắt tản ra ánh sáng lạnh đang nhìn chằm chằm bọn họ. Khiến sau lưng bọn họ phát lạnh, không nhịn được dùng mình một cái. Diệp Lâm Quân. Bắc Thiên Vương cùng với Tây Thiên Vương lạnh lùng nhìn bọn họ. Lượm đồ lên để lại trên chỗ ngồi, tôi tha cho cậu tuổi trẻ không biết gì. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Đúng vậy, những đồ này đều là của ngài đây. Những chỗ ngồi này đã được anh ấy mua cả rồi. Tiếp viên hàng không vội vàng giải thích. Cái gì, những chỗ ngồi này mua rồi là để đặt mấy cái đồ nát này. Không biết bên trong để cái gì nữa. Đoàn Kim Hạo lại đá thêm một cái. Suýt nữa thì đá mở cái hộp. Rầm. Trong thoáng chốc, một luồng sát ý vô cùng lớn dâng lên. Mấy người Đoàn Kim Hạo, Lâm Hiểu Hàm đều bị sát ý đáng sợ này làm cứng người lại. Bắc Thiên Vương đã không thể nhịn nổi nữa tòi. Rầm. Anh ta cáu kỉnh đánh, trong nháy mắt nhấc Đoàn Kim Hạo lên đè thẳng xuống đất. Bốp. Thân thể Đoàn Kim Hạo đập trên đất, đau đến cậu ta hít một ngụm khí lạnh. Mấy người làm gì đấy? Lâm Hiểu Hàm gào lên, mau thả người ra đi. Tiếp viên hàng không cũng gấp gáp hô lên. Thả người ra. Nghe thấy giọng nói của Diệp Lâm Quân, Bắc Thiên Vương mới thả lỏng tay. Nhưng ánh mắt Diệp Lâm Quân vẫn nhìn chằm chằm Đoàn Kim Hạo, lượm đồ dưới đất lên đặt về chỗ cũ, xin lỗi thì không có chuyện nữa. Lâm Hiểu Hàm chỉ mấy người Diệp Lâm Quân tức giận nói, mấy người có chuyện gì thế?
rõ ràng là mấy người sai trước, mấy người đánh người không nói, còn muốn chúng tôi xin lỗi. Có thể sao? Lâm Hiểu Hàm là hòn ngọc quý trong tay dòng họ Lâm to lớn ở thành phố Bắc An, thân phận không thấp. Gặp phải chuyện này thì không sợ chút nào. Chúng tôi sai trước, nói xem L. Diệp Lâm Quân hỏi. Mấy người bỏ tiền mua chỗ ngồi, không để người khác ngồi, lại đặt mấy đồ linh tinh. Chỗ ngồi là để người ngồi chứ không phải để đặt đồ đồ vật có thể đi ký gửi. Hơn nữa đặt ở đây cản trở chúng tôi ngồi. Lâm Hiểu Hàm tức giận hô lên. Đúng vậy, đây là chỗ người ngồi. Không phải để đặt đồ vật, tại sao không cho chúng tôi ngồi? Những người khác hỏi. Bọn họ dùng đạo đức ép buộc Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân lạnh lùng cười nói, bởi vì những chỗ ngồi này tôi đã bỏ tiền ra mua rồi, thế nên người ngồi hay để đồ vật tôi nói là được. Liên quan mẹ gì đến mấy người? Anh! Mấy người Lâm Hiểu Hàm bị một câu nói của Diệp Lâm Quân làm cho á khẩu không nói được gì. Vậy hôm nay tôi muốn ngồi chỗ này thì sao? Đoàn Kim Hạo tức giận nói. Cậu thử xem, cậu dám ngồi thì tôi dám đánh gãy chân cậu. Bắc Thiên Vương tức giận nói. Anh! Đoàn Kim Hạo vẫn còn rất sợ Bắc Thiên Vương. Ngoan ngoãn cút về chỗ ngồi của mình đi. Nể tình mấy người còn là trẻ con. Tôi không tính toán với mấy người, nếu không đánh gãy hết chân mấy người. Bắc Thiên Vương hô lên. Những người này đều bị dọa. Nhao nhao lui về sau. Dù bọn họ đến từ những dòng họ lớn, nhưng bên người không có vệ sĩ, bọn họ vẫn không dám gấp gáp. Nhưng trước khi Đoàn Kim Hạo rời khỏi khoang hạng nhất, chụp một tấm ảnh mấy người Diệp Lâm Quân, cậu muốn làm gì? Bắc Thiên Vương tức giận nói. Hừ, không phải mấy người trâu lắm à? Đợi lát nữa hạ cánh rồi, mấy người có bản lĩnh thì đừng có đi. Tôi đợi anh ở thành phố Giang An. Đoàn Kim Hạo đe dọa. Đến thành phố Giang An chính là địa bàn của cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ không tha cho ba người Diệp Lâm Quân. Làm cho cậu ta mất mặt trước mặt nữ thần. Dám không, có dám đến thành phố Giang An động vào chúng tôi không? Đoàn Kim Hạo lạnh lùng nói. Được. Điều khiến Bắc Thiên Vương ngạc nhiên là Diệp Lâm Quân lại đồng ý. Anh ấy tức giận rồi. Được, vậy mấy người xong rồi. Đoàn Kim Hạo đắc ý rời khỏi khoang hạng nhất, đến khoang phổ thông. Trước khi máy bay cất cánh, cậu ta gửi mấy tấm ảnh đã chụp cho quản gia ở nhà, để ông ta điều tra xem những người này có bối cảnh gì không. Dù Đoàn Kim Hạo là cậu chủ dòng họ lớn, nhưng suy nghĩ vẫn rõ ràng. Trước khi động đến một người thì phải tra rõ bối cảnh của người đó, đỡ đạp phải định. Rất nhanh, quản gia đã trả lời lại tin. Mấy người trong ảnh hoàn toàn không có thân phận, bối cảnh gì, chỉ là người bình thường mà thôi. Không phải thế sao? Thân phận của Diệp Lâm Quân vốn không thể điều tra được. Thân phận của mấy người Bắc Thiên Vương lại càng trống trơn. Sau khi nhận được tin tức, Đoàn Kim Hạo cười, được, một đám người bình thường à? Xem sau khi máy bay hạ cánh rồi, làm sao để chơi chết bọn họ. Phải dạy cho bọn họ một bài học, không biết trải phái gì cả. Lâm Hiểu Hàm cũng tức giận nói. Trong quan niệm của cô ta, Diệp Lâm Quân sai rồi. Cô ta hoàn toàn không ý thức được mình đã ép buộc đạo đức người khác. Đồ mà Diệp Lâm Quân đã mua, anh muốn làm gì cũng được. Cô ta không thể quản được. Ừ, Hiểu Hàm, tớ đã báo cho dòng họ rồi. Bên ngoài sân bay đều là người nhà họ Lý của tớ, bọn họ chỉ đợi chết thôi. Đoàn Kim Hạo đắc ý nói. Lâm Hiểu Hàm khen ngợi nhìn cậu ta, khiến cậu ta rất kích động. Khoảng một tiếng rưỡi sau, máy bay từ từ đáp xuống sân bay thành phố Giang An. Đám người Diệp Lâm Quân cầm hộp cho cốt của các anh em xuống máy bay. Sau khi ra khỏi sân bay, mấy người Diệp Lâm Quân lập tức bị đám người Đoàn Kim Hạo ngăn lại. Muốn chạy trốn sao? Không có khả năng. Đoàn Kim Hạo cười khẩy. Đưa người đến đây. Đoàn Kim Hạo ra lệnh. 10 chiếc xe lái đến từ đằng xa. Hàng trăm tên đàn ông vạm vỡ bước xuống từ trên xe, một mạch xông đến bao vây mấy người Diệp Lâm Quân lại. Những người này đều là vệ sĩ nhà họ Lý, từng người đều có bản lĩnh mạnh mẽ. Biết tôi là ai không? Tôi là cậu chủ lớn dòng họ Lý hạng nhất thành phố Giang An, Đoàn Kim Hạo. Mấy người đắc tội tôi. Chính là tìm chết. Đến địa bàn của mình rồi, Đoàn Kim Hạo cực kỳ kiêu căng. Không thèm để mắt đến ai. Tên đó dám chọc vào cậu chủ nhà họ Lý chúng tôi. Đáng chết. Hơn trăm tên vệ sĩ đồng thanh nói.
khiến những người đi đường xung quanh đều nhao nhao trốn đi, sợ rước xui vào người. Lâm Hiểu Hàm nghĩ đến cái gì, không khỏi nhắc nhở, ra tay nhẹ một chút, đừng gây ra án mạng. Đoàn Kim Hạo cười nói, Hiểu Hàm, yên tâm đi, tớ có chừng mực. Nhiều nhất là đánh gãy tứ chỉ của bọn họ, dạy cho bọn họ một bài học mà thôi. Mấy người quỳ xuống dập đầu, tôi sẽ suy nghĩ tha cho mấy người một lần. Đoàn Kim Hạo cực kỳ đắc ý nhìn mấy người. Dám làm mất mặt cậu ra, đáng chết, Lâm Hiểu Hàm cũng tức giận nói, tôi còn tốt bụng, chỉ cần mấy người xin lỗi vì chuyện lúc nãy, chuyện này coi như cho qua, cũng không để bọn họ làm khó mấy người. Cô ta còn đang vướng mắc vấn đề trước đó. Cảm thấy bản thân không sai, là bọn Diệp Lâm Quân sai, cô ta canh cánh trong lòng. Đúng vậy, xin lỗi đi, chỉ cần xin lỗi, tôi sẽ tha cho mấy người, Đoàn Kim Hạo nói theo. Chúng tôi không sai, xin lỗi cái gì? Diệp Lâm Quân hỏi ngược lại. Buồn cười quá nhỉ, cảm thấy bản thân có chút quyền lực là có thể ép người khác xin lỗi. Nếu đây là ở nước ngoài, Diệp Lâm Quân đã tát chết từ lâu rồi. Dẫu sao cũng là người dân lạc Việt. Anh mở một mắt nhắm một mắt vậy. Con mẹ nó anh không u óng rượu mời mà thích uống rượu phạt à. Còn không sai. Đoàn Kim Hạo trực tiếp tức giận. Tôi hỏi lần cuối cùng mấy người có xin lỗi không? Nếu không xin lỗi thì tôi không quan tâm mấy rét người nữa, Lâm Hiểu Hàm tức giận nói. Theo cô ta thấy, là đang cho mấy người Diệp Lâm Quân một cơ hội. Chỉ cần bọn họ xin lỗi là xong chuyện rồi. Này thì có gì chứ? Xin lỗi thì cô ta sẽ bảo Đoàn Kim Hạo đừng ra tay, bọn họ đều rời đi an toàn. Chỉ là bọn họ không cảm kích, vậy thì cô ta không quan tâm nữa. Tùy cho Đoàn Kim Hạo dạy bọn họ một bài học, Diệp Lâm Quân cười, xin lỗi thì không thết hơn nữa, đợi lát nữa mấy người sẽ phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Cái gì, dập đầu xin lỗi anh, sao có thể chứ? Một câu nói khiến Đoàn Kim Hạo bị kích thích tức giận. Lâm Hiểu Hàm và các bạn học cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ người đang ở thế khó là mấy người Diệp Lâm Quân mà. Sao lại bắt bọn họ xin lỗi ngược lại? Nhưng câu này khiến Lâm Hiểu Hàm hoàn toàn tức giận. Cô ta quyết định không quan tâm đến chuyện này nữa. Mấy người không tin sao? Bắc Thiên Vương cười khẩy. Sao có thể bảo chúng tôi tin được? Mấy người nên biết rõ, bây giờ nên quỳ xuống xin lỗi chính là mấy người đấy. Đoàn Kim Hạo tức giận nói. Được, không xin lỗi phải không? Đoàn Kim Hạo, cậu cứ việc làm, tớ không quan tâm nữa ồ. Lâm Hiểu Hàm tức giận đi sang bên cạnh, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Loại người này thiếu đánh, bị đánh vài lần là được rồi. Bây giờ cô ta lại nghĩ muốn nhìn Đoàn Kim Hạo dạy cho anh ta một bài học thật ác. Khóe miệng Đoàn Kim Hạo lộ ra nụ cười dữ tợn, nào, các anh em, đánh cho tôi, đừng đánh chết người là được. Cạch cạch cạc. Lúc khoảng trăm người muốn ra tay, đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Rầm rầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo nhịp, như thể thiên quân vạn mã đang lao đến. Mọi người đều bị tiếng động lớn này dọa sợ. Những vệ sĩ nhà họ Lý sôi nổi dừng lại động tác ra tay, đồng loạt nhìn về phía sau. Khi vừa nhìn thấy cảnh phía sau, Lâm Hiểu Hàm trợn tròn mắt. Đoàn Kim Hạo trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bởi vì đằng sau đầy người đứng đen kịt. Mỗi người đều mặc đồ đen. Trên mặt mang mặt nạ, nửa là thiên sứ, nửa là ác ma. Bọn họ đều mang một thanh đao dài sau lưng. Trên người lộ ra sự hung ác sâu đâm. Như thể tới từ địa ngục. Cái chính là số lượng người của bọn họ quá nhiều. Thấy khí thế này khoảng chừng hơn nghìn người. Cung nghênh điện chủ Trấn Thiên Điện đến Giang An, người cầm đầu hô lên. Cung nghênh điện chủ Trấn Thiên Điện. Những người khác cũng sôi nổi hô lên. Âm thanh này long trời lở đất. Vô cùng chấn động. Đám người Bắc Thiên Vương, Tây Thiên Vương bên này cũng từ từ lấy mặt nạ ra đeo lên. Cùng là một nửa thiên sứ, một nửa ác ma. Rầm. Trong đầu tất cả mọi người đều như nổ tung. Trấn Thiên Điện. Trấn Thiên Điện đã đánh bại võ đạo đảo Đông Ca đó sao? Ký hiệu Trấn Thiên Điện, mặt nạ nửa là thiên thần nửa là ác quỷ. Bọn họ chính là Trấn Thiên Điện. Trấn Thiên Điện thao túng cả thế giới mà dò lại xuất hiện ở Lạc Việt. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra? Lại còn gặp được bọn họ. Người nào dám sỉ nhục chủ điện, giết không đát. Hơn mấy nghìn thành viên Trấn Thiên Điện đồng loạt hô to. Cái khí thế kinh khủng vô cùng lấn át bầu trời,
một sự uy nghiêm mang sát khí bao trùm tất cả nơi này. Cộc cộc, cộc cộc, đám hộ về họ Lý nối tiếp nhau quỳ sụp xuống đất, cơ bản là bọn họ không chống cự lại được cái khí thế đè ép quá mạnh kia. Như có một cơn gió sắc bén thổi thấu người bọn họ làm bọn họ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Dưới đầu gối ai cũng ướt thành một mảng. Toàn là mồ hôi, ai ai cũng run rẩy sợ hãi. Kinh khủng, quá đáng sợ, toàn bộ thành viên Trấn Thiên Điện đi tới gần. Bọn họ như ma quỷ dưới địa ngục chui lên vậy. Khi bọn họ xuất hiện là báo trước sẽ có thảm họa hay có gì đó bị hủy diệt. Cực kỳ kinh khủng, thấy cái cảnh này, Lâm Hiểu Hàm trợn tròn hai mắt. Đoàn Kim Hạo cũng trợn mắt như thế chuyện này. Trấn Thiên Điện, cái tên lạ lâm và kinh hoàng, mới đây đã bao trùm nắm thóp cả thế giới. Biến thành một cơn ác mộng cho tất cả các nhà tổ chức lớn nước ngoài và nhiều người khác nữa. Thế mà bọn họ muốn người đứng đầu Trấn Thiên Điện đứng ra nói xin lỗi. Hàng Đông không khác gì đang tìm đến cái chết, cả gia tộc bọn họ cũng không cứu nổi bọn họ nữa rồi. Ai cũng không thể cứu nổi bọn họ, cả người bọn họ đầy mồ hôi lạnh chảy đầm đề. Bọn họ đã gây ra chuyện lớn. Bắc Thiên Vương chậm rãi bước từng bước tới chỗ đám người Đoàn Kim Hạo. Bộp! Đoàn Kim Hạo sợ quỳ sụp xuống. Hu hu hu, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Là tôi ngu ngốc. Đoàn Kim Hạo bị dọa sợ đến nỗi bật khóc. Anh ta đập đầu liên tục xuống nền. Trên trán bầm dập đầu máu. Mấy người bạn học cùng Lâm Hiểu Hàm cũng bị họa đến nỗi hồn bay khỏi xác, vội vã quỳ sụp ngay xuống. Chúng tôi sai rồi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của chúng tôi, xin tha mạng, tha mạng. Bọn họ gấp gáp xin lỗi. Cuối cùng Lâm Hiểu Hàm cũng quỳ xuống. Ngay lúc này, cô ta cũng đã nhận ra rằng mình đã gây ra chuyện. Khi con người rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc rồi, lúc đó đầu óc sẽ tỉnh táo. Cô ta đã nhận ra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Đã nghĩ ra được bản thân mình mắc sai lầm ở chỗ nào. Biết mình đã vô đạo đức đi bắt cóc người khác. Tôi sai rồi, cầu xin các người rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi không dám có lần sau. Hu hu hu. Lâm Hiểu Hàm bị dọa sợ khóc như mưa. Dù gì thì cô ta cũng là một tiểu thư trong gia tộc lớn nhất nhì. Nhưng ở trước mặt Trấn Thiên Điện, tất cả đều là rác rưởi. Diệp Lâm Quân chẳng cảm xúc gì quét mắt nhìn tất cả mọi người. Những người này ở trong mắt anh, chỉ như con kiến hôi, ngay cả ý muốn ra tay xử lý anh cũng không hứng thú. Bọn họ phải mừng vì mình là người Lạc Việt. Cút ran. Thành viên của Trấn Thành Điện quát đám người đang quỳ trước mặt, dẹp gọn bọn họ sang hai bên tạo thành một lối đi cho Diệp Lâm Quân. Đám người Diệp Lâm Quân rời đi. Nhưng Lâm Hiểu Hàm và đám người Đoàn Kim Hạo vẫn quỳ ở đó, không dám đứng dậy. Chỉ cần Trấn Thiên Điện muốn, cả gia tộc nhà bọn họ có thể bị diệt bất cứ lúc nào. Rất nhanh sau đó, người nhà họ Lý, người nhà họ Lâm, những gia tộc có tiếng ở thành phố Bắc An rối rít kéo nhau tới. Đi tới chỗ đám người Đoàn Kim Hạo ẩu đả đấm đá. Ai xúi dại bọn họ đi trêu chọc Trấn Thiên Điện cơ chứ? Cùng lúc đó, chuyện Trấn Thiên Điện xuất hiện ở Lạc Việt, thành phố Bắc An đã lan truyền rộng rãi. Những người ở Lạc Việt ai ai cũng hoang mang. Vì không biết Trấn Thiên Điện tới nơi này làm gì. Ngay cả Trần Hữu Đạo cũng biết được chuyện này. Trấn Thiên Điện tới Lạc Việt, vừa may đúng ý muốn của anh ta. Lúc này, Diệp Lâm Quân đưa người đi tới Nghĩa Trang Thanh Sơn của thành phố Bắc An. Ngay lúc vừa định đi vào thì có người chặn lại. Xin lỗi, cho cốt của những người phản bội tuyệt đối không thể đưa vào Nghĩa Trang Thanh Sơn, bọn họ là nỗi sỉ nhục. Nhân viên làm việc bảo vệ Nghĩa Trang Thanh Sơn có giọng nói rất khách sáo. Nhưng từ ngữ vô cùng sắc bén. Nói thẳng mặt đám người Diệp Lâm Quân là những kẻ phản bội. Những chuyện này đều là do nhà họ Diệp ở Kinh Thành sắp xếp. Bọn họ đã sử dụng hết tất cả những gì đã có, tung tin đám người Diệp Lâm Quân là kẻ phản bội. Bây giờ mọi người ai ai cũng coi hơn 300 người này là kẻ phản bội. Không những vậy, ngay cả người nhà bọn họ cũng bị mang tiếng lây. Ví dụ như Thiên Phủ Hoàng tộc họ Diệp bị Diệp Minh Thiên kiềm chế, hoàn cảnh rất khó khăn. Căn bản là Diệp Minh Thiên không quan tâm và cũng không có tình người, cũng chỉ vì Diệp Trung Lâm tiễn Diệp Lâm Quân một đoạn đường mà đã khiến Thiên Phủ họ Diệp sụp đổ. Còn những người khác cũng bị Diệp Minh Thiên áp chế. Hôm nay nghe được chuyện đám người Diệp Lâm Quân đưa cho cốt về Lạc Việt, ngay lập tức Diệp Minh Thiên đã dùng mưu kế. Ai là kẻ phản bội? Giọng nói Diệp Lâm Quân trầm thấp,
ánh mắt lạnh như băng nhìn mấy người đang chặn trước mặt kia. Anh cứ đi hỏi đại một vài người Lạc Việt xem có người nào không biết, những người này là kẻ phản bội. Vì những tên phản bội này đi tiến chiến thần Côn Luân, những người này lại may mắn thoát mạng. Đáng hận đời, tất cả chết hết đi. Một đống kẻ phản bội chết lưu lạc ở bên ngoài mà muốn chôn ở đất nghĩa trang Lạc Việt. Nằm mơ đi, đi mà tìm mỗi bãi nghĩa địa mà lấp tạm đống cho cốt này. Một đám nhân viên cười nhạo báng nói. Thấy Diệp Lâm Quân và mấy người theo anh Vân còn đứng đó, bọn họ tức giận nói, nhanh cút đi chỗ khác. Đất Lạc Việt không có nghĩa trang nào muốn thu nhận cho cốt những tên phản bội này. Hôm nay, tôi chắc chắn sẽ vào nghĩa trang này, xây bia mộ, hoàn thành lễ tang. Trong mắt Diệp Lâm Quân lóe lên từng tia sáng. Lần này, Diệp Lâm Quân đã hạ quyết tâm. Sẽ không kiêng kỵ bất kỳ những thứ gì. Người nào đứng ra ngăn cản đều sẽ có hết cục là chết. Ai dám lớn tiếng thế? Giọng ai lớn vậy? Cùng một lúc, giọng nói này vang lên, trong sân nghĩa trang xuất hiện khoảng hơn 100 người có võ thuật cao siêu. Trong đó còn có không ít người thuộc cao thủ cấp thần. Một người khá trẻ tuổi là người đứng đầu. Tên là Diệp Tư Mãnh. Cậu chủ lớn của nhà họ Diệp nhánh Cảnh Bắc ở Lạc Việt. Nhà họ Diệp ở Cảnh Bắc nghe theo lệnh của Diệp Minh Thiên nên đã tới ngăn cản quấy nhiễu. Thằng kia, tao nói cho các người biết. Đừng nói là ở Cảnh Bắc, mỗi chỗ ở nghĩa trang Lạc Việt, các người đừng hòng bước chân vào. Diệp Tư Mãnh nhìn hộp đựng cho cốt trên tay Diệp Lâm Quân, anh ta nói, anh em đâu, cướp lấy cho cốt của những kẻ phản bội này cho tôi. Đổ tất cả xuống cống thoát nước. Cho cốt của những kẻ phản bội chỉ thích hợp dưới cống thoát nước, hòa chung một chỗ với phân, nước tiểu đi. Diệp Tư Mãnh vừa nói xong, nhưng người ở phía sau đã chuẩn bị ra tay. Muốn cướp hộp cho cốt trong tay Diệp Lâm Quân. Anh! Một giây sau đó, tiếng bước chân vang lên. Rầm! Một cơn gió bao quanh lấy người, lá rụng bị gió cuốn lên. Một khoảng không gian trống trải sơ xác bao trùm. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện bóng người. Mặc quần áo đen. Thanh kiếm của chiến binh. Mặt nạ nửa ma quỷ, nửa thiên thần. Trấn Thiên Điện. Nhà họ Diệp ở Cảnh Bắc và những cao thủ phía sau đều hoảng hốt. Bọn họ cảm thấy như núi Thái Sơn đang đè lên người vậy. Diệp Tư Mãnh thấy mấy trăm người từ từ xuất hiện, anh ta thầm nuốt tực một ngụm nước miếng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Tư Mãnh rung lên. Theo bản năng, anh ta nhấn nút trả lời. Anh ta chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bên kia đã nói một lèo, con trai, vừa thấy tin tức là Trấn Thành Điện đã tới Lạc Việt, thành phố Bắc An. Con cẩn thận nhé, cố gắng đừng gặp bọn họ. Nếu không may có gặp thì đừng có nói mình là nhà họ Diệp ở Cảnh Bắc, nếu mà nói có thể dẫn đến chuyện họ Diệp ở Kinh Thành bị diệt vong. Người của Trấn Thiên Điện rất dễ nhận ra, bọn họ đều đeo mặt nạ, nửa ma quỷ, nửa thiên thần. Bộp! Nghe đến đây, Diệp Tư Mãnh không cầm nổi điện thoại làm rơi xuống đất. Con trai.con trai.con sao vậy? Nói gì đi? Từ trong điện thoại truyền ra những tiếng thúc giục trả lời. Đoán chừng bọn họ sẽ không nghĩ tới Diệp Tư Mãnh vừa vặn đến Trấn Thiên Điện. Diệp Tư Mãnh nhìn đám người đông nghìn nghịt, hoàn toàn há hốc mồm. Gần đây Trấn Thiên Điện tàn sát hải ngoại, chuyện lớn như thế ai mà không biết. Không khoa trương chút nào, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận về Trấn Thiên Điện. Ở trong lòng mỗi người trở thành tồn tại như địa ngục. Loại sợ hãi này là xâm chiếm vào lòng người. Nghe thấy là sợ hãi. Những người trong tầng lớp thượng lưu này càng biết Trấn Thiên Điện đáng sợ như thế nào. Hết lần này tới lần khác, thời khắc nguy hiểm nhất trong đời anh ta chính là lúc này gặp Trấn Thiên Điện. Xuy, xuy, xuy. Hơn 1.000 người của Trấn Thiên Điện đều rút ra đao đường, lưỡi đao hướng tới phía trước, khiến quỷ thân cũng phải kinh hãi. Giết, giết giết. Tiếng gào thét châm thấp, khí thế hùng hổ, sát ý lãnh liệt. Lá cây đột nhiên bay tứ tung. Ngay sau đó nhiệt khí toát ra, còn kèm theo mùi gai mũi. Anh ta bị đọa tè ra quần, những người khác cũng không khá hơn là bao. Cho dù là cao thủ thuộc cấp cũng bị dọa đến run lẫy bẩy. Đột nhiên Bắc Thiên Vương cử động ra tay, tấn công giống như một con thú. Bộp, hơn trăm cao thủ trước mắt một người đính chiêu lại y rằng một người bay ra ngoài. Trăm đại cao thủ mà không chống lại được nổi một chiêu. Đừng giết tôi. Diệp Tư Mãnh sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Bộp, bộp,
Bắc Thiên Vương giẫm hai chân xuống, đầu gối đau như vỡ nát, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Am! Diệp Lâm Quân bưng bình cho cốt giẫm lên. Âm lại một người giẫm lên. Âm tiếp theo, cổng nghĩa trang Thanh Sơn mở rộng. Mặc cho đoàn người Diệp Lâm Quân tiến vào. Không một người nào dám đứng ra ngăn cản. Thậm chí tất cả mọi người quỳ rạp ở hai bên nghênh đón Diệp Lâm Quân tiến vào. Sau khi vào nghĩa trang Thanh Sơn, rất nhanh, từng khối bia mộ được chuyển vào trong. Diệp Lâm Quân tự mình cầm con đao nhỏ khắc bia mộ. Anh ta muốn nhớ kỹ 375 người, tên của mỗi người. Một lễ tang long trọng được tổ chức ngay sau đó. Các anh em yên tâm an nghỉ. Diệp Lâm Quân ném một chén rượu. Ngàn người phía sau đồng loạt hô lên. Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện này, tất nhiên Diệp Lâm Quân sẽ không rời khỏi Lạc Việt nữa. Sau khi tôi gặp nạn, những kẻ chơi chui chạy tới gây sự thật đúng là không ít. Diệp Lâm Quân tôi là người có thù tất báo, tôi đã trở lại. Trong mắt Diệp Lâm Quân phát ra từng tia sáng. Lúc này Lạc Việt khắp nơi đều truyền tin tức Chấn Thiên Điện đã tới Lạc Việt. Đại gia tộc cùng với các thế lực lớn lòng người bàng hoàng. Sợ Chấn Thiên Điện sẽ tìm tới mình. Dù sao đột nhiên đến Lạc Việt mục đích không rõ. Diệp Minh Thiên còn đang buồn bực, vì sao gia tộc nhà họ Diệp phía Bắc lại để cho đám người Diệp Trung Lâm chôn cất ở phố Bắc An. Hỏi nguyên nhân, gia tộc nhà họ Diệp phương Bắc không nói. Còn có tình huống của Long Thanh Tình vẫn không có chuyển biến tốt. Một mực quỷ dị kêu lên. Nhưng đại sư nói Long Thanh Tình vẫn chưa trúng tà. Hả ẳn là đã bị kích thích nào đó. Mặt khác, Diệp Minh Thiên còn nghe nói môn phiệt Bắc An đã xảy ra chuyện. Dường như có người đã chết trong thế tục, môn phiệt Bắc An đang điều tra. Một loạt sự tình có vẻ đặc biệt loạn, anh ta căn bản không nghĩ ra một đầu mối nào. Hơn nữa Chấn Thiên Điện đến Lạc Việt, anh ta cũng sợ hãi. Dù sao nhà họ Diệp cũng là đệ nhất thế gia bên ngoài. Dễ bị nhằm vào nhất. Diệp Minh Thiên ngủ không ngon. Có điều Chấn Thiên Điện tới, có một người đặc biệt vui vẻ. Đó chính là Trần Hữu Đạo. Anh ta cũng là võ học kỳ tài, lấy thời gian ngắn nhất học được chiến kỹ phó thần minh truyền cho anh ta. Hiện tại cả người tràn đầy tự tin. Nhanh đi điều tra Chấn Thiên Điện ở đâu, tôi muốn lấy danh nghĩa người bình thường khiêu chiến Chấn Thiên Điện. Trần Hữu Đạo đã không thể nhịn được, nóng lòng muốn chứng minh bản thân. Chấn Thiên Điện nhận được thư khiêu chiến của Trần Hữu Đạo. 3 ngày sau, Trần Hữu Đạo sẽ khiêu chiến với Chấn Thiên Điện ở Giang Bắc. Đương nhiên là lấy danh nghĩa người học võ bình thường. Tây Thiên Vương nhận được tin tức liền thông báo lại cho Diệp Lâm Quân. Thưa Điện Chủ, chúng ta có nhận lời khiêu chiến không ạ? Nhận chứ, tại sao lại không? Diệp Lâm Quân liếc nhìn Bắc Thiên Vương, đến lúc đó anh đi ứng chiến. ATSL, Bắc Thiên Vương mặc dù trong lòng đầy nghỉ hoặc nhưng vẫn đồng ý. Những người khác nhìn nhau. Theo lý mà nói, Diệp Lâm Quân phải đích thân đi nghênh chiến, đánh bại Trần Hữu Đạo, để chứng minh bản thân mình. Tại sao lại để Bắc Thiên Vương ra tay? Trận quyết chiến đến rất nhanh. Mặc dù cuộc chiến này Trần Hữu Đạo lấy danh nghĩa của chính bản thân mình. Nhưng nó cũng thu hút được sự chú ý của rất Diệp Lâm Quân cùng lắm có thể chiếm lấy được Huyết Vương Điện. Nhưng Trần Hữu Đạo có thể chiếm được cả thứ đáng sợ hơn, đó là Chấn Thiên Điện. Ai mạnh ai yếu chỉ cần nhìn một cái là biết. Vì vậy, đối với Trần Hữu Đạo, đây là một trận chiến nhất định phải thắng. Nó không chỉ để chứng minh bản thân, mà còn là một vinh dự để bảo vệ Lạc Việt. Người dân Lạc Việt đương nhiên hy vọng rằng Trần Hữu Đạo sẽ thắng. Nâng cao danh tiếng của đất nước Lạc Việt. Tuy nhiên, các thế lực và quốc gia ở nước ngoài đều hy vọng Chấn Thiên Điện có thể giành chiến thắng. Họ mong muốn nhìn thấy Lạc Việt thân bại danh liệt. Lạc Việt càng thất bại thảm hại bao nhiêu, họ càng vui mừng bấy nhiêu. Bởi vì họ bị Lạc Việt chèn ép đã quá lâu, đều muốn trả thù. Một khi Trần Hữu Đạo thua trận, các thế lực ở nước ngoài sẽ tìm mọi cách để thừa cơ hãm hại. Trần Hữu Đạo cũng không ngờ đến điều này. Cho dù lấy danh nghĩa cá nhân để khiêu chiến, nhưng cuối cũng vẫn đại diện cho cả Lạc Việt. Trận chiến này được diễn ra tại một câu lạc bộ chiến đấu tại Giang Bắc. Không có nhiều người của Chấn Thiên Điện. Nhưng mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ nửa thiên thần và nửa ác quỷ. Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng đeo mặt nạ. Dù sao, anh cũng không thể thể mặt mộc xuất hiện trước công chúng. Bắc Thiên Vương cười lạnh lùng, nói, một mình Trần Hữu Đạo mà muốn khiêu chiến với Chấn Thiên Điện. Anh ta thấy có vẻ thật nực cười. Đừng nói đến anh ta,
Diệp Lâm Quân đã đánh bại cả sư phụ, sư huynh, những người mạnh hơn anh ta nhiều, thậm chí còn đánh bại cả tôn sư quỷ kiếm gần trăm năm. Trong mắt những người này, Trần Hữu Đạo chẳng là gì cả. Bắc Thiên Vương có chút không muốn chiến đấu với anh ta, hãy chiến đấu hết mình. Người ta đã khiêu chiến thì chúng ta phải chấp. Sau đó Diệp Lâm Quân dặn dò thêm một hai câu vào tai Bắc Thiên Vương. Bắc Thiên Vương trợn tròn mắt, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, Trần Hữu Đạo đã đến. Phía sau có ba người thất sát đi theo. Nhưng bọn họ đều mặc quần áo bình thường. Hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều mang thân phận của những người bình thường. Hàng nghìn người đã đến xem trận chiến. Cổ vũ hỗ trợ cho Trần Hữu Đạo. Dù sao, Trấn Thiên Điện đột nhiên đến Lạc Việt với mục đích không rõ ràng, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nếu Trần Hữu Đạo đánh bại Trấn Thiên Điện, sự hoang mang và sợ hãi của mọi người sẽ được giải tỏa. Sau khi nhận được sự cổ vũ từ mọi người, Trần Hữu Đạo trở nên phấn khích tột độ. Tôi nhất định không thể thua trận. Điện chủ của Trấn Thiên Điện đâu? Trần Hữu Đạo hỏi những người của Trấn Thiên Điện. Hôm nay sẽ do Bắc Thiên Vương nghênh chiến. Diệp Lâm Quân nói. Được, người ta nói Bắc Thiên Vương là đại diện cho quan võ mạnh nhất trong Trấn Thiên Điện, vậy để Trần Hữu Đạo tôi thử sức xem sao. Trận chiến giữa Trần Hữu Đạo và Bắc Thiên Vương sắp bắt đầu. Có một võ đài lớn trong câu lạc bộ chiến đấu để hai bên quyết chiến. Am người ra tay đầu tiên là Trần Hữu Đạo. Các chiêu thức di chuyển của anh ta rất nhanh và mạnh. Động tác của Bắc Thiên Vương cũng như vậy. Trận chiến giữa hai người khiến người xem vô cùng kinh ngạc, cảm giác như đang chứng kiến trận đấu giữa hai vị thân. Khiến mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng. Sức công phá còn đáng kinh ngạc hơn. Võ đài được đặc chế trong phút chốc vỡ thành nhiều mảnh. Trần Hữu Đạo đã vận dụng những kỹ năng chiến đấu vừa học được đến mức cực hạn. Nhưng một lúc lâu sau, vẻ mặt của Trần Hữu Đạo đã thay đổi. Bắc Thiên Vương sao có thể mạnh như vậy, chiến đấu với mình mà không hề hãn gì. Nhưng anh ta đâu biết được Bắc Thiên Vương vẫn luôn nhường anh ta. Điều này cũng khiến Bắc Thiên Vương cảm thấy rất buồn bực. Cảm giác không được dùng hết sức lực thật khó chịu. Ngay khi vào trận đấu, Bắc Thiên Vương đã biết Trần Hữu Đạo không phải đối thủ của mình, huống chỉ là đối thủ của Diệp Lâm Quân. Bắc Thiên Vương rõ ràng có thể hạ cục Trần Hữu Đạo trong tích tắc, nhưng tại sao Bắc Thiên Vương phải nhường Trần Hữu Đạo? Tất cả đều là nghe theo lời sắp đặt của Diệp Lâm Quân. Trước trận đấu, Diệp Lâm Quân đã bảo Bắc Thiên Vương hãy chiến đấu hết mình, nhưng cuối cùng lại để Trần Hữu Đạo thắng. Bảo anh ta diễn cho thật một chút. Tại sao lại cố tình để thua? Không có lý do nào khác. Diệp Lâm Quân muốn duy trì hình tượng của đất nước Lạc Việt. Vị trí hiện tại của Trần Hữu Đạo khiến anh ta không thể làm một người bình thường, mọi lời nói và hành động của anh ta đều ảnh hưởng đến danh tiếng của Lạc Việt. Đặc biệt nếu lần này thua trận, các thế lực nước ngoài sẽ trực tiếp đào bới vào thất bại của nước Lạc Việt. Không ai thèm quan tâm đến sự sống chết của Trần Hữu Đạo, nhưng danh tiếng và tương lai của Lạc Việt sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây sẽ là một đòn đả kích khôn lường. Danh tiếng mạnh mẽ và bất khả chiến bại của Lạc Việt được xây dựng trên máu và nước mắt của vô số người. Nhưng nó có thể bị hủy hoại vì thất bại trong trận chiến còn con này. Trong tương lai, Lạc Việt có thể sẽ không thể ngóc đầu lên và danh tiếng sẽ bị sa sút. Các nước và các thế lực lớn ở nước ngoài sẽ coi đây là một trò cười. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, nói Trần Hữu Đạo lỗ mãng, sở hữu sức mạnh tuyệt vời, nhưng lại không biết quan sát cục diện. Anh ta háo hức muốn chứng tỏ bản thân, và không nghĩ về những hậu quả sâu xa có thể xảy ra. Diệp Lâm Quân không muốn nhìn thấy tất cả những điều này. Vì vậy, để bảo vệ danh tiếng và hình ảnh của Lạc Việt, Diệp Lâm Quân chỉ có thể thua trong trận chiến này, chứ không được thắng. Dù diễn kịch cũng phải để Trần Hữu Đạo thăng. Tất nhiên, Trấn Thiên Điện cũng như Lạc Việt, đều không quan tâm đến những danh tiếng này. Vào lúc này, trận chiến trên sàn đấu càng trở nên khốc liệt. Và Trần Hữu Đạo sử dụng kỹ năng chiến đấu càng lúc càng nhanh chóng và mãnh liệt. Nhưng Bắc Thiên Vương lờ mờ có chút đuối sức. Minh Hồ. Cuối cùng, Bắc Thiên Vương bị đánh bay ra ngoài võ đài. Bắc Thiên Vương vật lộn trong một khoảng thời gian dài và dường như không đứng dậy được nữa. Điều này có nghĩa là Bắc Thiên Vương đã thua, và nó cũng có nghĩa là Trấn Thiên Điện đã thoát. Diệp Lâm Quân nở nụ cười bất lực. Để Bắc Thiên Vương diễn kịch đúng là làm khó anh ta. Nhưng anh ta diễn rất tốt. Không có sai sót gì. Sư phụ thẳng rồi, chúng ta thẳng rồi.
Sư phụ của chúng ta mới là người mạnh nhất Lạc Việt. Sư phụ là người duy nhất có thể xưng danh Côn Luân. Ba kẻ thất sát phấn khích chạy lên võ đài và hét lên. Đây là vinh quang của họ. Dâm dâm. Cả ba người quỳ xuống trước mặt Trần Hữu Đạo và cùng nhau hét lên, Côn Luân chiến thần vô địch. Lạc Việt bất khả chiến bại. Côn Luân chiến thần vô địch. Lạc Việt bất khả chiến bại. Hàng nghìn người xem cũng hét lên. Đánh bại Trấn Thiên Điện là một điều vô cùng vinh quang. Các thế lực nước ngoài không cách nào đánh lại được Trấn Thiên Điện. Nhưng một mình Trần Hữu Đạo đã làm được điều đó, và Bắc Thiên Vương bất khả chiến bại cuối cùng lại bại trận dưới chân anh tết khoảnh khắc này tuyên bố rằng Trần Hữu Đạo đã chinh phục CBP Yên Điện. Trần Hữu Đạo gầm tôi chắc chắn mạnh hơn anh. Nào, những ai cảm thấy chưa phục thì lên đây. Trần Hữu Đạo quát âm lên với tất cả mọi người. Mặc dù trong khoảng thời gian này anh ta đã thăng Diệp Lâm Quân, nhưng rất nhiều người đều nói anh ta kém hơn Diệp Lâm Quân. Anh ta rất hy vọng Diệp Lâm Quân vẫn còn sống, anh ta muốn đánh một trận với Diệp Lâm Quân, nói cho người đời biết rằng anh ta có thể đánh bại Diệp Lâm Quân một lần nữa và rằng anh ta mạnh hơn Diệp Lâm Quân. Tuy không đợi được Diệp Lâm Quân nhưng anh ta có thể đợi được Trấn Thiên Điện. Dù sao gần đây Trấn Thiên Điện cũng rất hống hách, không một ai có thể trấn áp được. Nếu đánh bại được Trấn Thiên Điện thì sẽ lập được chiến tích rất lớn. Đủ để chứng minh anh ta mạnh hơn Diệp Lâm Quân và anh ta có tư cách phong tước Côn Luân. Cái đám độc mồm độc miệng này, mấy người có thích cào phím không? Kẻ nào không phục tôi thì mở to mắt ra mà nhìn Bắc Thiên Vương của Trấn Thiên Điện thua dưới chân tôi. Rồi thử hỏi xem có còn ai nghĩ là tôi thua kém Diệp Lâm Quân nữa không? Hả? Ai hả? Đứng ra đây xem nào. Trần Hữu Đạo gào thét về phía mấy người kia. Bởi vì đã kìm nén chuyện này quá lâu rồi nên giờ phút này Trần Hữu Đạo đã hoàn toàn bùng phát ra. Nghe thấy thế, toàn bộ những người từng coi thường Trần Hữu Đạo và ủng hộ Diệp Lâm Quân đều cúi đầu im lặng. Từ giờ trở đi, không còn một ai dám nói Trần Hữu Đạo bất tài. Chiến tích đánh bại Trấn Thiên Điện quá cao, mọi người hoàn toàn bị Trần Hữu Đạo thuyết phục và hoàn toàn ủng hộ anh ta. Từ nay về sau chiến thân Côn Luân duy nhất trong lòng tôi chính là Trần Hữu Đạo. Chỉ với một trận chiến phong thần, Trần Hữu Đạo đã hoàn toàn ngồi vững lên vị trí Lạc Việt. Đồng thời, việc đánh bại Trấn Thiên Điện cũng sẽ nâng cao sự uy nghiêm của Lạc Việt và củng cố lại vị trí của Lạc Việt thêm một lần nữa. Ổ Đông Thiên Vương run lên. Tức chết mất, nhất là câu có thể nghiền nát Bắc Thiên Vương. Liệu ai có thể thấu được nỗi phiền muộn này chứ? Sao lại không phải là Diệp Lâm Quân chứ? Anh ta cũng muốn đánh bại Trần Hữu Đạo và tạo cho mình một niềm an ủi. Thế nhưng ở trước mặt Lạc Việt, anh ta có được coi là gì đâu. Vì Lạc Việt, anh ta có thể nhẫn nhịn. Trần Hữu Đạo thắng. Nhóm thế lực nước ngoài trợn tròn mắt. Tất cả đều nhao nhao, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của mọi người, chắc chắn Bắc Thiên Vương mạnh hơn Trần Hữu Đạo. Nhưng mọi chuyện lại hơi bất thường. Không ngờ Trần Hữu Đạo lại thắng. Quả là bất ngờ, bọn họ đã viết xong mấy bài báo đưa tin về trò hề này từ lâu, chỉ chờ Bắc Thiên Vương thắng là xế tung ra, nhưng bây giờ mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Ngược lại, Lạc Việt đã chứng minh sự lớn mạnh và kiên cố của mình thêm một lần nữa với thế giới. Các thế lực lớn ở nước ngoài đều rất tức giận, kế hoạch nhắm vào Lạc Việt của bọn họ đã chết từ trong trứng nước. Đây chính là thứ mà Diệp Lâm Quân muốn thấy. Anh đã đạt được mục đích của mình. Có thể nói, bây giờ, con đường thăng quan tiến chức của Trần Hữu Đạo đã rộng mở. Anh ta nhìn sự khinh thường tràn đầy trong mắt của mấy người Trấn Thiên Điện. Một đám chưa trải sự đời. Trần Hữu Đạo hừ một cái rồi nói. Anh ta đã tự đánh bại Trấn Thiên Điện. Nếu bọn họ được gặp sư phụ tộc trưởng Bắc An thì cảnh tượng này sẽ càng tuyệt vời hơn rất nhiều. Trấn Thiên Điện nghe đây, tôi cho phép các người hoạt động tại Lạc Việt. Nhưng nếu có bất kỳ ai làm chuyện gì bất thường thì Trần Hữu Đạo tôi sẽ lập tức tiêu diệt các người. Trần Hữu Đạo nhìn mấy người Diệp Lâm Quân và cảnh cáo. Mày thật sự nghĩ là mình giỏi lắm đấy à? Bắc Thiên Vương lập tức nổi giận. Trần Hữu Đạo nhìn anh ta rồi cười khẩy và nói, sao hả đồ thua cuộc? Không phục à, thế thì đánh một trận nữa đi. Đánh thì đánh, Bắc Thiên Vương không chịu thua, quát. Được, đến, tôi sẽ đánh bại anh một lần nữa. Để cho anh thua tâm phục khẩu phục. Trần Hữu Đạo quyết định đánh bại đối thủ lần thứ hai, để anh ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không cần, thua chính là thua, tài nghệ không bằng người. Âm thanh của Diệp Lâm Quân vang lên, lúc này Bắc Thiên Vương mới coi như thôi.
Trần Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào anh, cười nhạo nói, chỉ là tên bại tướng mà thôi, về sau gặp tôi nhớ đi đường vòng. Tôi không hy vọng thấy chuyện Trấn Thiên Điện sẽ gây chuyện ở Lạc Việt. Sau đó Trần Hữu Đạo rời đi, hơn nghìn người đi theo. Bắc Thiên Vương tức giận. Đây chắc chắn là một ngày sỉ nhục nhất đối với anh ta. Rõ ràng anh ta có thể thắng, nhưng lại phải giả vờ thua. Nhưng vì Lạc Việt, anh ta nhịn. Mặc dù anh ta không có bất kỳ tin tức gì nhưng chung quy anh ta cũng là một phần của Lạc Việt. Điện chủ, khi nào tôi có thể đánh thằng nhãi kia? Bắc Thiên Vương hỏi. Có lẽ phải một khoảng thời gian nữa, nhưng mà anh yên tâm, sẽ không còn xa đâu. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Tạm thời anh còn phải đóng vai nhân vật này. Bởi vì một số nguyên nhân sâu xa, anh vẫn chưa thể lộ diện, dùng hình thức Trấn Thiên Điện đi lại trong bóng tối. Nhưng mà Bắc Thiên Vương cũng tin tưởng vững chắc rằng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ khôi phục lại mọi thứ. Đến lúc đó anh ta sẽ giã nát Trần Hữu Đạo. Sư phụ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Thất Sát không thể không hỏi. Đã đến Giang Bắc, thì nên đến thăm con của Diệp Lâm Quân một chút. Trần Hữu Đạo nhếch miệng, lộ ra một vòng cung. Đám người Lý Tử Nhiệm đã biết tin tức về Trần Hữu Đạo. Tin tức anh ta vừa mới chiến thắng Trấn Thiên Điện đã càn quét toàn thế giới. Trở thành vị vua không ngai chân chính, Trần Hữu Đạo xuất hiện, ai dám cạnh tranh, Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đang cảm thán rằng những cái này vốn thuộc về Diệp Lâm Quân. Không ngờ ngay sau đó Trần Hữu Đạo lại tìm đến tận cửa. Là anh tới đây làm gì? Lý Tử Nhiệm cảnh giác nhìn anh ta. Quân không có tư cách so sánh với sư phụ. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn không cho phép các người nói xấu bai. Bé Quân nghe thấy âm thanh thì chạy tới, nhìn chằm chằm vào đám người Trần Hữu Đạo. Trong tay cô bé cầm một chiếc súng đồ chơi đang chỉ vào mấy người Trần Hữu Đạo. Khuôn mặt nhỏ quật cường, bên trong ánh mắt là một cỗ kiên định. Thấy thế, Trần Hữu Đạo cười, nhìn đứa bé này quả thực không khác gì Diệp Lâm Quân. Cái tính cách này chắc chắn là của ba nó rồi. Đáng tiếc, là con gái. Nếu là con trai, Lý Tử Nhiệm cô có thể để nó luyện võ công từ nhỏ, lớn lên tìm tôi báo thù, có thể thay ba nó đánh bại tôi. Ha 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 ha. Anh ta lớn tiếng cười nói. Lý Tử Nhiệm nghe mấy lời này, càng nghe càng có tai. Lý Tử Nhiệm ôm lấy bé Quân, cô lạnh lùng nhìn Trần Hữu Đạo, yên tâm đi, cho dù là con gái thì sau này cũng sẽ chinh chiến xa trường được. Trần Hữu Đạo anh tốt nhất hãy cầu xin mình có thể ngồi lâu một chút. Không bị con gái tôi cầm đầu đi. Trần Hữu Đạo cười to nói, được được được, tôi trời. Nhưng mà tôi muốn nói cho các người là, từ giờ trở đi, tất cả người trong thiên hạ đều phục ta. Diệp Lâm Quân đã trở thành quá khứ. Đây chính là thời đại thuộc về Trần Hữu Đạo tôi. Nói xong, Trần Hữu Đạo rời đi. Lý Tử Nhiệm tức giận muốn chết. Nếu như Diệp Lâm Quân không bị thương. Nếu như thân thể anh không tàn phế. Đứng ở đỉnh cao chắc chắn là anh. Lý Tử Nhiệm luôn lấy Diệp Lâm Quân làm niềm kiêu ngạo. Đáng tiếc bây giờ thân thể Diệp Lâm Quân đã tàn phế, càng đừng nói đi so sánh với Trần Hữu Đạo như mặt trời ban trưa. Anh bị hãm hại. Đáng tiếc sẽ không ai nghe điều này. Hơn nữa người đời đều cho rằng Diệp Lâm Quân chết rồi. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Hữu Đạo diễu võ dương oai. Sau khi Trần Hữu Đạo chiến thắng ở Trấn Thiên Điện, người đời tung hô anh ta rất thần kỳ. Anh ta chính là thần linh đến trái đất, là trời xanh cứu thế. Thế gian chỉ biết Trần Hữu Đạo, không ai hỏi tới Diệp Lâm Quân. Nhắc tới anh chỉ có những từ như đồ phản bội. Diệp Lâm Quân vẫn là câu nói kia, vì Việt Nam, chịu chút nhục nhã này tính là gì? Hiện nay Lý Tử Nhiệm đã kinh doanh tập đoàn Minh Cường rất tốt, mặc dù hai nhà Lý Trịnh không tạo bao nhiêu áp lực cho cô. Cô vẫn lo lắng sẽ có người cố ý cản đường. Trong lòng cô rất rõ ràng, sau khi Diệp Lâm Quân gặp sự cố, kẻ thù của anh sẽ từng tên tìm tới cửa. Ví dụ như gần đây tập đoàn Tam Tinh đã tái xuất giang hồ, tới Việt Nam phát triển. Lúc đầu Diệp Lâm Quân đuổi họ ra ngoài. Hiện tại không có Diệp Lâm Quân, họ lập tức nhảy vào. Miếng thịt thị trường Việt Nam, sao họ có thể buông đát có người nói lần này Thái tử gia Lý Chính Quy nhà họ Lý ở Tinh Quốc của tập đoàn Tam Tỉnh sẽ tới Việt Nam chủ trì đại cuộc. Tập đoàn tư bản nhà họ Lý ở Tinh Quốc là sự tồn tại một tay che trời. Chỉ với xưng hộ Thái tử gia, có thể biết được địa vị của tập đoàn tư bản của nhà họ Lý. Lý Chính Quy là đại biểu cho quyền thế và phú quý.
tập đoàn Tam Tinh để chiếm lại thị trường lần nữa, đã phái cả anh ta ra, đủ thấy coi trọng nhường nào. Tập đoàn Tam Tỉnh lấy khả năng kinh tế dồi dào, mạng lưới giao thiệp rộng nhanh chóng đặt chân vào. Thậm chí nghe nói còn hợp tác với nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Phùng Ngọc Hân lập tức tổ chức hội nghị cấp cao, tiếp theo tập đoàn Tam Tỉnh có khả năng sẽ đối phó với chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tử Nhiệm cũng bắt đầu lo lắng. Mặc dù tập đoàn Minh Cường tập đoàn nửa Giang Sơn phía Nam, nhưng so với tập đoàn Tam Tỉnh thì vẫn kém xe. Nếu như luận về khả năng tài chính, tập đoàn Tam Tinh có thể còn vượt cả nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Dù sao nhà họ Diệp ở Kinh Thành có phát triển thế nào, cũng chỉ là một gia tộc. Nhưng tập đoàn Tam Tinh là tập đoàn tài chính siêu cấp có tầm ảnh hưởng quốc tế trước đây, nếu không phải e ngại thân phận của Diệp Lâm Quân, tập đoàn Tam Tinh cũng sẽ không rời đi. Diệp Lâm Quân ngã xuống rồi, bọn họ xuất hiện là điều không thể bình thường hơn. Dù sao người trên toàn thế giới đều biết tập đoàn Tam Tỉnh là tập đoàn không biết xấu hổ, điều này đơn giản là cực kỳ ấu trĩ, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị hết khả năng chứ không có cách nào khác. Một bên khác, trong sơn trang nhà họ Diệp ở Kinh Thành, Diệp Minh Thiên tiếp đón khách với tiêu chuẩn cao. Đoàn xe Rolls-Royce của đối phương cùng một màu sắc, vệ sĩ đều là người phương Tây. Trong lúc di chuyển, phô trương rất lớn, không thua gì Diệp Thần khi còn sống. Nhưng nhà họ Diệp biết người ta so với Diệp Thần còn phô trương hơn. Dù sao vệ sĩ của người ta có vài người là cường giả cấp tông sư. Phóng mắt khắp Đông Phương, ai có thể có vệ sĩ là cường giả cấp tông sư? Chỉ có Lý Chính Quy. Tập đoàn tư bản nhà họ Lý ở Tinh Quốc thật sự là quá có tiền. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tông sư cũng không ngoại lệ. Hôm nay Lý Chính Quy tới nhà họ Diệp để thương lượng với Diệp Minh Thiên, để có một dự án hợp tác. 2 năm trước Diệp Lâm Quân đuổi tập đoàn Tam Tinh của tôi ra khỏi Việt Nam, trọn đời không được bước vào một bước. Nhưng bây giờ Diệp Lâm Quân chết rồi, tập đoàn Tam Tinh của tôi lại trở lại. Tập đoàn Tam Tinh của chúng tôi luôn là có thù tất báo. Vợ con và mẹ của Diệp Lâm Quân một người cũng trốn không thoát. Trong đôi mắt Lý Chính Quy bắn ra từng tia sáng lạnh. Khuôn mặt đẹp trai kia bởi vì tức giận mà trở nên vô cùng méo mó. Lần này tập đoàn Tam Tinh tiến vào Lạc Việt, thứ nhất là vì kiếm tiền, thứ hai là để báo thù. Ngài Diệp sẽ không ngăn cả tôi chứ? Lý Chính Quy nhìn về phía Diệp Minh Thiên. Tất nhiên là không rồi. Mọi người đều biết tôi chưa thừa nhận thân phận của đứa con hoang kia, còn cùng nó không đội trời chung. Chỉ là do thân phận bị hạn chế, không dám nhắm vào người nhà của nó. Nhưng tôi cũng hận nó không kém gì các người. Tôi còn rất mong các người nhắm vào vợ con của nó. Diệp Minh Thiên cười to nói. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều coi Diệp Lâm Quân là kẻ thù không đội trời chung. Diệp Lâm Quân suýt nữa diệt cả tộc của bọn họ. Mang đến cho nhà họ Diệp sỉ nhục lớn nhất. Người người có thể chu diệt. Được, có câu nói này của ngài Diệp là tôi yên tâm rồi. Tôi cam đoan sẽ tra tấn vợ và con gái anh ta độc ác nhất. Khóe miệng Lý Chính Quy nở một nụ cười biến thái. Không muốn, không muốn, không muốn. Lúc này Long Thanh Tình đột nhiên xông vào, mơ hồ nói. Hửm. Diệp Minh Thiên sững sờ. Cho tới nay, Long Thanh Tình chỉ lặp lại có quỷ 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 quỷ, chưa từng nói cái khác. Hôm nay là thế nào? Nói như vậy là có ý gì? Đây là cái gì? Cái tên điên này từ đâu chui ra vậy? Vẻ mặt Lý Chính Quy không vui. Diệp Minh Thiên không kịp nghĩ cái khác, vội vàng kêu người mang Long Thanh Tình đi, quá mất mặt. Thật ra nếu Long Thanh Tình nói thêm vài tiếng nữa, Diệp Minh Thiên sẽ cảnh giác. Diệp Minh Thiên giải thích, Lý Chính Quy tiếp tục nói kế hoạch của mình. Mẹ của Diệp Lâm Quân nghe nói vô cùng già nua, nhưng mà tôi có thể đưa bà ta đến khu ổ chuột ở phương Tây, cái lũ biến thái đến cả động vật cũng không bỏ qua kia chắc là sẽ rất thích. Lý Chính Quy phát ra một trận cười lớn vô cùng biên style. Trong lòng Diệp Minh Thiên xúc động không nhỏ, dù sao đây cũng là chí oánh. Nhưng vẻ mặt ông ta nhanh chóng bị sự lạnh lùng thay thế. Người muốn hoàn thành việc lớn thì phải tuyệt tình. Được, cứ làm theo như lời cậu nói đi. Lý Chính Quy cười to nói, Lý Tử Nhiệm nổi danh là người đẹp. Cho dù có con hay chưa thì tôi đều muốn nếm thử hương vị. Nhưng mà tôi biết ở phương Tây có một cái lão già biến thái hơn 70 tuổi, ông ta là một tên háo sắc. Gần đây mới cưới người vợ thứ 29, tôi cảm thấy Lý Tử Nhiệm cũng không tệ, trực tiếp bán cho ông ta. Ông ta có thể chơi chết Lý Tử Nhiệm.
Diệp Minh Thiên lập tức hô lên, cái này tốt. Vừa nghĩ đến chuyện Lý Tử Nhiệm bị một cái lão già sắp xuống lỗ cưới, trong lòng tôi vô cùng thoải mái. Ngay sau đó ông ta hỏi, vậy con gái nó thì phải làm sao? Lý Chính Quy cười lạnh, chuyện này càng dễ làm hơn. Hiện tại có rất nhiều kẻ biến thái thích trẻ con, nhất là con gái Diệp Lâm Quân chính là một người đẹp bại hoại, lớn lên chắc chắn sẽ khuynh quốc khuynh thành. Dạng người như vậy chắc chắn sẽ có kẻ biến thái thích. Mấy cái lão già biến thái chọc đầu kia sợ rằng vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng rực như đèn pha. Đến lúc đó, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc đấu giá, để đấu giá con gái Diệp Lâm Quân. Ai ra giá cao, tôi sẽ cho người đó. Vừa nghĩ tới mấy cái lão già hèn mọn biến thái điên cuồng đoạt con gái Diệp Lâm Quân, Diệp Lâm Quân cười ra tiếng. Còn mấy người phụ nữ như Tiêu Thấm, Phương Tử Tinh, Khương Di Quân, Chí Nam Yến, tôi sẽ để cho bọn họ vĩnh viễn trở thành nô lệ, mặc cho người ta chà đạp. Sống không bằng chết. Lý Chính Quy lộ ra nụ cười tàn nhẫn khát máu, cả người đầy sát khí. Làm cho đám người nhà họ Lý không nhịn được dùng mình một cái. Tập đoàn tỉnh quốc nhà họ Lý thủ đoạn thực sự vô cùng tàn nhẫn, rất nhiều người không dám trêu chọc đến. Kết quả của việc trêu chọc đến bọn họ sẽ rất thảm. Cho nên ở châu Á, tập đoàn nhà họ Lý là một sự tồn tại vô cùng khủng bố. Lý Chính Quy võ võ bả vai Diệp Minh Thiên, chúng ta hợp tác thật tốt với nhau, lợi ích hai không thể thiếu các người được nguyện vọng lớn nhất của Diệp Minh Thiên chính là vượt ra khỏi Lạc Việt, hướng ra quốc tế. Nhà họ Lý có thể giúp anh ta thực hiện được. Cho nên anh ta tâm can tình nguyện sở thành chó săn của những người ngoài tập đoàn Tam Tinh này, hỗ trợ tất cả mọi chuyện ở Lạc Việt. Tập đoàn Tam Tinh động tác mạnh mẽ, danh tiếng to lớn. Việc xâm nhập thị trường, có một vị trí vững chắc đê như bẻ cành cây khô, như đế ô gỗ mục. Làm cho người khác bội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu tiên là phía Bắc. Sau đó chính là phía Nam. Bước chân rất nhanh đã đến một vùng Hải Phòng, Giang Bắc. Tập đoàn Minh Cường thê thảm dưới sự trừng phạt của tập đoàn Tam Tinh. Mỗi lần đấu trực tiếp, tập đoàn Minh Cường đều thua trận. Đối phương quá mạnh, đó là tập đoàn Minh Cường bây giờ, còn tập đoàn Vận Đình trước kia, sợ là cũng bị người nhà một ngụm nuốt sạch. Cùng lúc đó, tập đoàn Lăng Thiên cũng bắt đầu thực hiện trừng phạt. Dưới sự hợp tác công kích của hai tập đoàn lớn, tập đoàn Minh Cường tổn thất nặng nề. Toàn bộ con đường tài nguyên bị chặt đứt. Giá trị thị trường bỗng bốc hơi nghiêm trọng. Càng bi thảm hơn chính là nhân viên tập đoàn Minh Cường cũng phải chịu rất nhiều lệnh cấm, việc ăn ngủ nghi cũng đều trở thành vấn đề. Thậm chí thỉnh thoảng còn lọt vào đủ loại đe dọa. Các công nhân viên đều nhao nhao nửa đường bỏ cuộc. Không nói trước được vấn đề tiền tài, làm việc mà đe dọa đến vấn đề sinh tồn, mất mạng lúc nào không biết. Trong 3 ngày ngắn ngủi, đội ngũ quản lý cao cấp đã hơn 100 người, nhân viên thì còn nhiều vô số kể. Tập đoàn Minh Cường bị trọng thương nặng nề nhất từ trước đến nay. Nội bộ tập đoàn ồn ào náo động không ngừng. Bên ngoài áp bách trừng phạt. Cả tập đoàn tràn ngập nguy hiểm. Tập đoàn Tam Tinh còn quang minh chính đại đến đảo người, trong nháy mắt đã không ít người rời đi. Diệp Minh Thiên sợ đến ngây người. Tập đoàn Tam Tinh thật sự rất nhiều thủ đoạn tỉ tiện. Bọn họ thật sự không quan tâm đến thanh danh. Dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ thấp kém để áp bách tập đoàn Minh Cường. Các giám đốc điều hành cao cấp như Phùng Ngọc Hân thường xuyên bị quấy rối. Cửa nhà bị cạy ra, chỗ nào trong phòng cũng đều bị lục lọi. Quần áo của cô rơi đầy khắp nơi trên đất. Những người khác so với cô còn thảm hại hơn. Vật nuôi trong nhà bị giết, máu tươi bị vẩy khắp nơi. Cái này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng. Ai mà chịu nổi? Cuối cùng tập đoàn Minh Cường phải họp ban giám đốc. Tổng giám đốc đoàn, chúng ta đấu không nổi tập đoàn Tam Tinh. Nói trước mắt thì chúng ta không có bất kỳ cách nào, tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều sắp phát điên. Người của ban giám đốc ai cũng đều sợ hãi. Phùng Ngọc Hân cũng cắn răng nói, chúng ta chênh lệch quá xa, khoảng cách này không phải chỉ cần cố gắng là có thể bù đắp. Huống chi bọn họ là cố tình nhắm vào. Lê Nguyên, tôi cũng sắp không chịu nổi rồi. Lý Tử Nhiệm không lo lắng ư. So với những người khác cô là người sốt ruột nhất. Cô là người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi một công ty lớn như thế ngừng hoạt động. Mọi người có đề nghị gì không? Lý Tử Nhiệm hỏi. Chúng ta thương lượng qua rồi tìm tập đoàn Tam Tinh thương nghị cầu hoàn đi. Đúng, chúng ta đáp ứng ngay điều kiện của tập đoàn Tam Tinh đi,
dù là điều kiện gì thì cũng tốt hơn hiện tại. Đây là ý kiến thành viên hội đồng quản trị nhất trí nói ra. Lý Tử Nhiệm suy nghĩ một chút rồi nói, được, vậy chúng ta tìm tập đoàn Tam Tỉnh nói chuyện đi, sau đó thư ký liên hệ với tập đoàn Tam Tỉnh. Đối phương đồng ý. Lý Chính Quy muốn đích thân trao đổi với Lý Tử Nhiệm. Toàn bộ đều nằm trong tay của Lý Chính Quy. Anh ta muốn làm cho Lý Tử Nhiệm chủ động làm hòa. Thật sự đã đạt được hiệu quả. Diệp Minh Thiên lại một lần nữa cảm thấy khâm phục khả năng làm việc của tập đoàn Tam Tỉnh, trước đây anh ta đã ngăn chặn tập đoàn Tam Tỉnh một lần. Nhưng làm gì có kết quả như hiện tại, đây là một thời đại thối nát. Vô cùng hiển nhiên rằng tập đoàn nhà họ Diệp lại càng thối nát. Càng vô liêm sỉ, hèn hạ hơn nữa. Đó mới thực sự là không từ thủ đoạn. Về việc này, Diệp Minh Thiên cũng chỉ có thể bội phục. Phát hiện được bản thân còn phải học rất nhiều. Địa điểm thương lượng là ở trụ sở chính của tập đoàn Minh Cường. Lý Chính Quy vẫn tràn đầy sự phô trương như trước. Mấy chục chiếc xe thêm cả máy bay tư nhân hộ tống đến. Mấy vị cường giả cấp tông sư ở bên cạnh, toàn bộ mặc đồng phục đều là cường giả cấp thân. Ở trên chiến trường cũng không gặp được cường giả như vậy, nhưng lại gặp được nhiều cường giả bên cạnh Lý Chính Quy. Chỉ có thể chứng tỏ được sức mạnh của tập đoàn nhà họ Lý. Chuyện mà cả 18 nước ngoài cũng không làm được, tập đoàn nhà họ Lý lại có thể làm được y khi đoàn người của Lý Chính Quy xuất hiện, tất cả mọi người ở tập đoàn Minh Cường đều bị dọa sợ. Hóa ra người đấu với bọn họ lại kinh khủng như vậy. Trong phòng hội nghị rộng lớn, đám người Lý Tử Nhiệm đã đứng đợi từ sớm. Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, có một cuộc sống và công việc ổn định là được rồi. Hy vọng trong lòng mọi người đã rất thấp rồi. Cho dù tập đoàn Tam Tinh đưa rất bất cứ điều kiện khắc nghiệt gì, đều sẽ đồng ý hết. Sau khi đi vào trong phòng hội nghị, ánh mắt Lý Chính Quy rơi lên người Lý Tử Nhiệm, quả nhiên là sắc nước hương trời nhỉ, đáng tiếc ghê. Nếu như Lý Tử Nhiệm chưa kết hôn, chưa sinh con, Lý Chính Quy có thể thử xem. Sau khi hai bên ngồi xuống, Lý Tử Nhiệm bộc lộ ý kiến, anh Đoàn, hình như chúng tôi không có mâu thuẫn gì với tập đoàn Tam Tinh đúng không? Vì sao lại cứ chĩa mũi dùi vào chúng tôi? Lý Chính Quy ngắm nghĩ cây dao găm một kiêng nể gì? Lý Tử Nhiệm nắm chặt đôi bàn tay, cô lạnh lùng nói, nếu như chồng tôi ở đây, các người tuyệt đối không dám bước vào Lạc Việt một bước. Những lời này của Lý Tử Nhiệm nhắm thẳng vào giữa người của tập đoàn Tam Tỉnh. Toàn bộ bọn họ đều tức giận. Im mồm, Diệp Lâm Quân đã không còn rồi, không thể cản bước của bọn tao nữa rồi. Ngược lại Lý Chính Quy không tức giận mà còn cười, ha ha, đáng tiếc ghê, Diệp Lâm Quân chết rồi. Có bản lĩnh bảo anh ta sống dậy mà đánh tôi này. Lý Chính Quy bày ra bộ dáng thiếu đánh. Lý Chính Quy vô cùng kiêu ngạo. Bộ dạng thực sự là vô cùng thiếu đánh. Sắc mặt của tập đoàn nhà họ Lý vô cùng khó ưa hồ Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân đều cảm thấy ghê tởm. Trước đây lúc Diệp Lâm Quân làm chiến thần Côn Luân, sao lại không thấy bọn họ dám làm gì cơ chứ? Còn không phải là do sợ hãi ư? Bây giờ Diệp Lâm Quân không còn nữa, một đám người lại đến làm loạn. Lý Chính Quy cười cười nói, xem đi, đã nửa ngày, Diệp Lâm Quân có đến đâu? Có thể anh ta đang cắn răng tức giận dưới địa ngục đấy. Ha ha ha, mọi người đều bật cười. Các người đã đến đây rồi, chúng ta nói chuyện đi. Nói đi, phải làm như thế nào mới bỏ qua cho tập đoàn Minh Cường? Lý Tử Nhiệm trực tiếp hỏi. Tầng cao nhất của tập đoàn Minh Cường liền trở nên căng thẳng. Thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ cuối cùng cũng đến rồi. Ánh mắt Lý Chính Quy đặt lên người Lý Tử Nhiệm, được, điều kiện của tôi vô cùng đơn giản, cô nhường chức chủ tịch cho tôi là được. Am! Một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang, mọi người ở đó đều ngây ngẩn. Ai cũng không ngờ đến được Lý Chính Quy lại đưa ra điều kiện này. Vậy ý của anh là bảo tổng giám đốc Đoàn từ chức, anh chiếm lấy. Vậy chúng tôi không thể đáp ứng được. Phùng Ngọc Hân lập tức bày tỏ sự bất mãn của chính mình. Lý Chính Quy lắc đầu, không không không, tôi không có hứng thú với tập đoàn Minh Cường. Tôi chỉ muốn Lý Tử Nhiệm rút lui, ai làm cũng được. Tôi không quan tâm. Ôm nghe đến đó, toàn bộ mọi người của tập đoàn Minh Cường đều thở phào ra một hơi. Lý Chính Quy nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiệm cười lạnh nói. Để xem cô có thể hy sinh bản thân vì nhân viên của mình không nào. Có vài người quản lý cao cấp lập tức nói, Tổng Giám đốc Đoàn, chúng tôi cũng không muốn như vậy.
nhưng cô nghĩ mà xem đây chính là sự sống còn của hơn 100.000 nhân viên đó. Yên tâm đi, Tổng Giám đốc Đoàn, cho dù là cô có rút lui, công ty trong tay chúng tôi cũng có thể kinh doanh được. Ý nằm ngay ngoài mặt chứ, chính là bảo Lý Tử Nhiệm nhanh chóng đồng ý đi. Đừng dây dưa với bọn họ. Lý Tử Nhiệm nhìn mọi người, do dự một lát, đồng ý, được, tôi đồng ý rút lui. Chỉ cần anh buông tha cho tập đoàn Minh Cường là được. Được, bên phía tôi có thể ký giấy cam đoan với cô có thể yên tâm. Lý Chính Quy cười lớn. Anh ta thực sự không có hứng thú với tập đoàn Minh Cường. Mở rộng sang thị trường Lạc Việt, thì anh ta đã đạt được mục đích rồi. Việc tiếp theo chính là giày vò đám người Lý Tử Nhiệm. Được, tôi ký với anh. Lý Tử Nhiệm nhanh chóng đồng ý ký giấy cam đoan, cô cũng sẽ rút lui, nhường lại chức chủ tịch. Sau này cô không hề có bất cứ quan hệ gì với tập đoàn Minh Cường nữa. Còn có cô, cả cô nữa. Lý Chính Quy chỉ vào Phùng Ngọc Hân, và cả nhóm người Lâm Ngọc Lan. Bắt toàn bộ bọn họ từ chức. Làm việc thì cần phải đuổi cùng giết tận. Không được lưu lại bất cứ con đường nào. Đây chính là phong cách làm việc của tập đoàn Tam Tinh. Được, bây giờ các người vừa ý rồi chứ. Chúng tôi đã thực hiện theo yêu cầu của anh rồi. Lý Tử Nhiệm nhớ ra gì đó, đúng rồi, còn có một việc. Tập đoàn Minh Cường, tôi nhớ là để kỷ niệm tình anh em của Diệp Lâm Quân và Lê Minh Cường đúng không? Đổi tên lại cho tôi. Lý Chính Quy nói. Không được. Lý Tử Nhiệm lập tức từ chối. Mấy người Phùng Ngọc Hân cũng không đồng ý. Đây là tâm huyết của Diệp Lâm Quân, cũng là tâm huyết của bọn họ. Làm sao mà sửa tên được cơ chứ? Lý Chính Quy lạnh lùng quét mắt đến mọi người, nói, liên quan gì đến các người? Các người đã không liên quan đến tập đoàn Minh Cường nữa rồi. Ngoài ra, các người mau chóng cút đi. Nơi này không phải nơi các người được phép đến. Lý Chính Quy ra lệnh, mấy người Lý Tử Nhiệm bị người đuổi ra khỏi công ty. Nhìn vào tòa nhà làm việc, vẻ mặt mọi người đều buồn bã. Nhưng vì 10 vạn công nhân của tập đoàn Minh Cường, Lý Tử Nhiệm đành phải nhượng bộ. Cô có thể đấu với tập đoàn Tam Tĩnh. Trước mắt cô vẫn làm được. Nhưng sẽ làm cho hơn 10 vạn người thất nghiệp, không ít gia đình sẽ tan vỡ, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Thực sự là ức hiếp người quá đáng rồi, nếu như Diệp Lâm Quân còn sống thì tốt rồi. Phùng Ngọc Hân cảm thán nói. Lý Tử Nhiệm phức tạp mà nhìn cô một cái. Diệp Lâm Quân vẫn còn sống. Nhưng anh đang sống không bằng chết. Chỉ có thể nằm liệt trên giường suốt đời. Nếu như cho cô ấy biết chuyện này, chỉ có thể lo lắng mà thôi. Thậm chí còn bị tức đến khóc ấy chứ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực không thể làm gì được. Loại cảm giác bất lực này làm cho người ta phát điên lên. Vì vậy Lý Tử Nhiệm sẽ không nói chuyện của Diệp Lâm Quân ra. Nói ra cũng không có tác dụng gì hết, chỉ có thể ấm ức mà thôi. Mặc dù Lý Chính Quy đã nói sẽ bỏ qua cho tập đoàn Minh Cường, hơn nữa cũng sẽ không chiếm đoạt. Nhưng yêu cầu của anh ta là muốn tập đoàn Minh Cường phát triển theo ý mình. Tương đương với việc lệ thuộc vào anh ta. Lý Chính Quy còn cho truyền tin tức tập đoàn Minh Cường sẽ đổi tên thành tập Lý Chính Quy. Sau khi mấy người Lý Tử Nhiệm nghe được tin này, đều vô cùng tức giận. Có một cảm giác đã bị lừa gạt vậy. Lý Chính Quy thật là vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ rồi. Rõ ràng đã nói sẽ bỏ qua cho tập đoàn Minh Cường, còn đã ký cả giấy cam đoan rồi. Nhưng vẫn làm ra chuyện như vậy.